Xin chào mọi người đến với BB Anime, lại là mình đây. Hôm nay mình mang đến với các bạn bộ Tsubasa Giấc mơ sân cỏ. Không để mọi người đợi lâu nữa, cùng xem ngay thôi nào. Tsubasa đã thích chơi bóng từ hồi nhỏ, bố của cậu phải đi xa và đến năm cậu 2 tuổi thì ông mới về. Nhưng họ nhìn lại chả thấy thằng bé đâu. Thằng bé ra đường nhặt bóng và có một chiếc xe tải đang lao về phía cậu. 10 năm sau trên biển Thái Bình Dương, bố của Tsubasa nhận được ảnh con mình gửi. Hôm nay nó mới chuyển nên mới chụp căn nhà mới gửi cho thuyền trưởng. Tsubasa không giúp mẹ chuyển đồ tí nào, vừa có bóng là nó đòi đi xem thành phố ra sao. Tsubasa rất yêu quả bóng và cũng nhờ nó mà cậu còn sống. Hồi trước khi mà xe ô tô tải lao tới, xe phanh và đâm vào cậu, nhưng vì có trái bóng nên thằng bé bị bật đi mà không hề hấn gì. Sau ngày đó thì ngày nào thằng bé cũng dính lấy quả bóng. Cứ như thể Tsubasa sinh ra để dành cho việc chơi bóng. Cậu vừa chạy vừa dẫn bóng vượt qua chướng ngại vật như người đi đường trong thành phố. Tới trường học của Nanka, ở đó có sân bóng rổ, bóng chảy và sau cùng cũng có sân bóng đá. Ở sân bóng đá đang có chuyện gì đó rất căng thẳng. Học sinh giữa Sute và Nanka đang lập kèo thi đấu gì ở đó để tranh sân bóng này. Một bên có vẻ như là một đội bóng nổi tiếng nào đó đã có sân riêng nhưng vẫn muốn thêm này. Tên cầm đầu bên đó là Waka. Waka lại đưa ra một lời thách đấu. Anh ta cá rằng mình có thể chặn mọi cú sút bất kể nó là bóng bầu dục hay là gì. Chỉ cần ghi được một bàn thì sân này sẽ là của bọn họ. Đầu tiên là nhóm kia bắt đầu với bóng bầu dục. Bóng đó vừa chạm đất là đổi hướng nhưng Waka dùng chân mình đá bay ra ngoài được. Tiếp theo là bóng ném và nó to gấp đôi quả bóng đá. Nhưng rồi Waka cũng bắt dính trái bóng. Tiếp theo là tới bóng chảy. Anh ta hứa nếu không ghi bàn phát này thì mình sẽ bỏ bóng chảy. Trái bóng bay với tốc độ bàn thờ nhưng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Waka. Cứ vậy không một thứ nào có thể chạm vào lưới bởi bức tường Waka. Tường đã ném hết rồi nhưng vẫn còn một người. Anh ta lần này sẽ ném lao. Mũi lao được phóng đi cực nhanh nhưng Waka nhảy lên và đá vào nó làm chệch hướng. Tsubasa đứng ngoài thấy Waka là một người thủ môn rất tuyệt. Đàn anh cũng rời đi mà bất lực với thằng em Ishi. Cậu tức giận bước đi và gặp Tsubasa đứng ngoài cổng. Tsubasa hỏi nhà thủ môn Waka kia vì muốn hạ anh ta. Ishi đồng ý và sẽ chỉ nhà cho cậu. Tsubasa vừa đi lên cầu thang vừa dắt bóng. Ishi thấy lạ thì bèn hỏi nhưng cậu trả lời đơn giản là Tsubasa thích nó. Ở trên đỉnh đồi, Tsubasa có thể thấy cả thành phố. Ishi chỉ về căn biệt thự và đó là nhà Waka. Tsubasa tâng bóng và lấy đà, đá thẳng quả bóng lên trời và nói chuyện với quả bóng. Ishi nghĩ Tsubasa là tay mơ và không hạ được Waka vì hắn đã từng thắng giải quốc gia. Nhưng có vẻ Tsubasa không quan tâm lắm. Cậu lấy bút viết lên quả bóng và định suốt từ đây tới nhà Waka. Quả bóng bay như một con chim và lao thẳng tới chỗ Waka. Chú Mika nghe thấy tiếng động lạ liền ra hỏi con trai về trái bóng từ đâu ra. Waka đọc được lời thách đấu trên trái bóng của Tsubasa. Ishi không thể tin Tsubasa có thể làm được vậy và cứ nghĩ chân cậu ấy gắn gì đó giống Iron Man. Giờ Ishi cũng tin có hy vọng hạ được Waka. Đột nhiên có người bị chuối đỏ trong sân nhà Waka. Chú Mika định gọi cảnh sát. Anh ý chỉ đi theo trái bóng bay từ trên đồi xuống và tới đây. Giờ chú Mika mới tin lời Waka. Waka còn nói, người đá trái bóng này cũng là một đứa trẻ con như mình, khiến họ bất ngờ. Tsubasa được Ishi đãi kem, nhưng cậu nhất định phải win Waka để lấy lại sân bóng. Waka nghĩ, nếu là thách đấu mình thì chỉ có người ở bên Nanka, nhưng không ai trong câu lạc bộ đó có thể sút mạnh như vậy. Chú Mika để ý và nghĩ lại hình như mình gặp người đàn ông kia ở đâu rồi. Ishi dẫn Tsubasa tới sân bóng nãy. Đang đi thì họ bắt gặp Waka và có vẻ như cậu ta đã chấp nhận lời thách đấu. Waka giờ được tận mắt thấy người đá trái bóng kia chỉ là một đứa trẻ. Cậu thử luôn Tsubasa và Tsubasa cũng đáp trả lại. Tsubasa đã xuyên qua gầm xe buýt đi qua và vào thẳng bàn tay của Waka. Giờ Waka mới tin Tsubasa là người đá trái bóng. Sau khi nhận lấy trái bóng trên tay, Waka hỏi tại sao Tsubasa lại thách đấu mình. Ishi bảo nãy cậu thấy Waka bắt mọi loại bóng nên muốn thách đấu. Mấy đứa cùng đội Waka tới đúng lúc. Waka bảo hãy vượt qua đám kia rồi hạng tới thách đấu cậu. Ishi tức vì Tsubasa phải đấu với cả đội dự bị. Tsubasa vẫn vui vẻ đồng ý khiến đám dự bị từ lần này sơi ngon. Họ tới sân và Tsubasa bắt đầu khởi động. Ishi để ý đôi giày của Tsubasa còn không phải đôi giày dành cho bóng đá. Waka hỏi ai thừa giày đinh không cho Tsubasa mượn. Mika vẫn ngang ngang mình đã gặp người đàn ông kia ở đâu đó rồi. Tsubasa lại nói chuyện với quả bóng. Waka bảo cả đám lên cướp bóng nhưng Tsubasa vượt qua ba người chỉ với một động tác. Sau đó Tsubasa lại hào hứng dẫn bóng lên và đảo bóng như giang lạc. Tsubasa bị vây nhưng sức cậu có thể bật cao như bay cùng với bóng. Quả bóng rất xoáy và gần như thiếu một chút nữa là vào lưới. Vì bóng vẫn trong sân, thanh niên say xỉn kia lao vào. Mika nhận ra người kia chính là tiền đạo của đội thủ Brazil Robert. Cậu dứt điểm và một bên bắt đầu, một bên đánh đầu va vào nhau. Sau cùng thì bóng cũng lao vào lưới, nhưng hai người kia thì lao thẳng vào cột dọc. Waka ôm một mắt tức giận và thấy bóng đã trong lưới. Đầu cậu đã bắt đầu chảy máu. Waka công nhận mình đã thua tên nhóc kia.
Cậu muốn tái đấu một trận nữa và trận tiếp sẽ là một trận bóng tử tế. Anh ta sẽ chấp nhận lời thách thức trong giải lên trường. Nếu Tuba ghi được dù chỉ một bàn thì Waka cũng chấp nhận thua, còn đội nào win không quan trọng. Waka đồng ý nhường sân lại cho EC cho tới giải lên trường. Tuba trả lại giày nhưng Waka bảo không cần. EC không nghĩ tên Waka đó cọc tính như vậy. EC nói mình là đội trưởng của Nanka, vừa hứa giới thiệu Tuba vào đội. Tuba hỏi về giải liên trường. Thực ra Nanka và Shute là đối thủ của nhau trong thị trấn này. Đội bóng của Shute rất nổi tiếng với dàn cầu thủ giỏi, còn Nanka toàn mấy đứa gà mờ. Giải liên trường là cuộc thi hàng năm giữa các câu lạc bộ của trường Nanka và Shute. Các hoạt động thể thao nào cũng như lễ hội, mọi câu lạc bộ hai trường đều ngang nhau, trừ đội bóng đá, nên họ lúc nào cũng là gánh nặng cho các câu lạc bộ khác. Đang nói chuyện thì họ mới nhận ra chú ban nãy chú ý tự giới thiệu mình là Robert. Tuba nhận ra chú ý. Người chú ý toàn mùi rượu và có vẻ như đang say. Chú ý đồng ý huấn luyện cho họ tới giải liên trường. EC phản đối cực gắt, nhưng Robert bảo mình sẽ thể hiện cho cậu xem. Chỉ trong một chốc thì chú ý đã cướp bóng dễ dàng. Robert đá vào sàng ngang, sau đó vô lê để ghi bàn thủng lưới. Tuba cũng thử làm nhưng có vẻ như cậu hơi non. Cậu thử lại thêm lần nữa. Robert mấy thằng bé định học ngay từ cái nhìn đầu tiên, một đứa trẻ khát vọng có mọi kỹ thuật mà mình thấy. Nhưng lần hai, Tuba vẫn đá hụt. Robert có vẻ như cũng biết nó là con của ai rồi. Sau cùng thì bố cậu cũng sắp về tới Nhật. Tuba tiếp tục thử hết lần này tới lần khác. Tới chiều thì cậu thấy trời đất hòa làm một. EC khuyên cậu nên về, nhưng Tuba không chịu. Cậu dồn hết tâm huyết vào lần xúc cuối này và nó thành công. Chú Robert cũng vui mừng chạy tới xoa đầu thằng bé. Sáng hôm sau vừa mở mắt thì cậu đã ngủ mờ đá chăn bay thẳng vào mẹ mình. Cậu tỉnh lại và không hiểu sao mẹ mình lại trùng chăn. Mẹ cậu nhắc cậu, nếu cứ ngủ nướng vậy thì sẽ thành quen, ngày mai Tuba phải tới trường. Mặc dù mấy cái thủ tục hơi rườm rà do Tuba chuyển từ Sute sang Nanka, mẹ cậu nói có muốn giới thiệu ai đó cho cậu và người đó trùng hợp lại là Robert. Mẹ cậu cũng đưa cho cậu một lá thư từ bố do Robert mang nó tới. Trong thư, ông nói Robert là tuyển thủ tiền đạo xuất sắc nhất trong đội tuyển Brazil. Có phải lý do chú ý tới Nhật sống nên ông ý bảo cậu hãy tới sớm nhà mình. Ông ấy kể cho Robert về con trai mình. Hồi trước, mẹ Suba tưởng nhầm chú Robert là trộm nên tát nước vào người chú ý. Trưa nay, Suba sẽ tập luyện và EC sẽ giới thiệu cậu với đội. Robert đồng ý và bảo cậu chờ quà của mình cho tới lúc đó. Mọi người đều thấy việc đánh bại Waka là điều bất khả thi. Suba từ từ vừa đi vừa tâng bóng tới. Cậu bảo chú Robert hình như có việc bận rồi. Tuba bắt đầu chào hỏi mọi người trong đội. Mọi người đều muốn xem khoảnh khắc mà Waka bị ghi bàn. Sau khi nghe Tuba sẽ vào đội thì mọi người ùa tới và có vẻ rất quyết tâm. Waka vì thua lần trước nên cậu nhìn lại chính mình đang ngạo mạn. Lần này, trong ánh mắt, Waka hiện ra lòng quyết tâm hơn bao giờ hết. Ở đội kia thì họ sẽ chuyển bóng theo cặp. EC nghĩ lại thì hỏi Tuba đá giỏi, nhưng cậu ấy không góp mặt trong bất kỳ giải đấu nào. Tuba nói ở trường cũ cũng có đội bóng nhưng không giỏi. Vài người chỉ biết sút và khi thấy khó khăn thì bỏ cuộc. Mọi người ở đây đều rất yêu bóng đá. Đang lúc đó thì có khách tới. EC nhận ra đó là Urabe và đội đó từ trường Nishi tới. Bọn họ nói tới như đã hứa. Thực ra bọn họ nhận được lời thách đấu từ anh Robert. Có người nhận ra anh ấy mà báo Nhật hay đưa tin. Và đây là món quà của chú ý nói lúc sáng. Bên đội Nishi thấy chú ấy sai nên bắt đầu mỉa mai. Họ còn nói đội Nanka đã thua Shute 0-30. EC tức giận và trông cậy vào Suba. Waka chạy qua sân tập thì thấy trận đấu sắp diễn ra. EC nhận làm đội trưởng và cậu được mang trọng trách hô hào và chỉ huy đội. Nói đến chiến thuật thì Robert nghĩ chả có, chú ấy muốn xem trình độ từng đứa trong đội. Nanka bắt đầu với đội hình 4-4-2. Trọng tài ra sân và tuyên bố bên Nishi sẽ được đội ra bóng trước. EC cướp hụt bóng, cậu hô mọi người chú ý, chủ bà vẫn đứng yên cho họ dẫn về. Đang lúc mất tập trung thì cậu mới bắt đầu ra tay cướp bóng nhẹ nhàng. Chủ bà lao thẳng về khung thành của mình sau đó dừng lại. Cậu lấy đà rất mạnh và đóng một trái rất căng thẳng vào khung thành đối phương. Mọi người không tin một người như Suba lại tồn tại ở Nanka. Nanka lại ghi thêm bàn và Suba lại cướp được bóng. Cậu truyền cho Iwa nhưng Iwa hơi hậu đậu. Lần kế Iwa đã bình tĩnh hơn đón bóng. Cậu truyền lại cho Suba nhưng người đỡ mới là Ishi. Ngay khi có khoảng trống nhưng Ishi không ghi được điểm. Sau đó đội Nanka chơi rất nuột với những pha quả déo. Đội bạn cho cả đội kèm Suba, còn những người khác không cần quan tâm. Suba bắt đầu phối hợp với đồng đội. Cậu tạt bóng vào trong và Ishi đánh đầu ghi bàn. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc. Bên đội Nanka thắng với 5 trái, bọn họ đều rất mừng vì Suba đã gánh team. Waka rất trông chờ giải đấu liên trường đợt này, Robert cũng đã nắm được thực lực từng người và biết phải làm gì. Sau khoảng thời gian chờ đợi thì ngày đó cũng tới, Suba lúc nào đi ra ngoài cũng phải đem theo bóng. Robert nghĩ có vẻ ổn không vì mục đích tới trường Shute là nâng cao kỹ năng đá bóng.
Nhưng mẹ Suba tin vào sự lựa chọn Nanka của con mình. Bên Nanka có bạn và Robert cũng là huấn luyện viên của Suba, nên hẳn là bố nó sẽ vui. Suba lại lách qua những người đi đường như cơm bữa với chai bóng. Robert trở về phòng và trên bàn anh là giấy báo cáo khám bệnh và chai rượu. Trên tường là áo đội tuyển của Robert. Tối qua Suba nói, mình muốn nhìn thấy áo đội tuyển của chú ý. Chú lấy cho thằng bé mặc thử và thằng bé muốn cùng đội tuyển mạnh nhất Nhật Bản chinh phục thế giới. Hôm sau, thì Ishi tới khỏe các bạn. Hôm qua trường mình đội bóng đã đánh bại Nishi. Họ không tin và không hiểu sao Nanka có thể ghi tới tận 5 bàn. Ishi nói, thành viên mới của đội mình Tetsuba đã ghi 4 bàn và bàn thứ 5 là do chính cậu ghi điểm. Các bạn bắt đầu hỏi tụi bạn là ai và đội có thành viên mới từ khi nào. Việc ghi 4 bàn một mình thực sự khó, kể cả bên Sute cũng chưa có ai làm được. Họ cũng nói, đội bóng giờ có huấn luyện viên mới, đó là chú Robert, tiền đạo nổi tiếng bên đội Brazil. Vừa lúc ấy thì Suba tới với chai bóng. Họ thấy vậy thì cũng tin vì sao cậu ta lại có thể ghi được 5 bàn. Ishi chào hỏi Suba và cậu đáp lại. Và lớp thì thầy giáo cũng giới thiệu với các bạn với Suka. Thầy hỏi, sao cậu lại đem bóng theo thế? Suba nói nó là bạn của mình, khiến thầy giáo ngạc nhiên. Ishi bảo với thầy Suba mới gia nhập đội bóng trường và giải lên trường năm nay hẳn sẽ vui lắm. Đội trưởng đội cổ vũ bảo, người giỏi là Suba chứ không phải Ishi, nên Suba phản đối. Cậu nghĩ nếu Ishi làm bạn thân hơn với bóng thì họ có thể giỏi hơn nữa. Đội trưởng đội cổ vũ quyết định khi tan học họ sẽ ra xem đội bóng tập luyện. Lễ khai giảng bắt đầu thì Suba rất nôn nóng. Đội bóng trẻ của trường cũng rất mong đạt chuỗi win thứ 3 trong giải liên trường tới. Câu lạc bộ kiếm cũng quyết tâm giờ mối nhục năm ngoái. Các câu lạc bộ khác cũng đều hăng hái vì giải liên trường đã cận kề. Trường Nanka đã có 12 lần win và 12 lần thua. Năm nay sẽ là năm quyết định thắng thua nên đội nào đội đấy đều sung sục khí thế. Nhưng mấu chốt lớn nhất vẫn là đội bóng đá. Mẹ Suba trong lúc dọn dẹp phòng Robert thì thấy một phiếu khám bệnh khóa mắt của cậu. Cô ấy tò mò mở ra xem và phải giật mình. Robert đã làm mọi cách theo lời của thuyền trưởng Ozo và trở về Nhật Bản. Nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn là bị bong võng mạc. Nếu cậu còn tiếp tục chơi bóng và bị va chạm mạnh trên sân thì vĩnh viễn sẽ bị mù lòa. Sau đó Robert quyết định xin về hưu. Không hẳn là Robert không còn được chơi bóng, chỉ là cậu cảm thấy ở Nhật là tốt nhất. Nhưng nếu có ngày cậu trở lại Brazil thì lúc đó hẳn cậu sẽ không về một mình. Ở Nhật Bản, Robert đã tìm ra được người, đó là Suba. Suba chuyển bóng cho chú và chú ý sút một quả thẳng vào lưới. Bên cổ động viên không tin vào mắt mình. Naka đứng ra giới thiệu mình là đội trưởng đội cổ động viên. Hôm qua, họ nghe đội mình đá với Nishi nên có hơi tò mò về Suba và Robert nên tới xem thử. Robert sẽ cho họ bắt đầu bằng một trận đấu. Suba sẽ đấu với cả đội, coi như tiệc chào mừng, nhưng lần này sẽ hơi khác một chút. Suba sẽ một mình tấn công, còn những người kia sẽ chuyển qua lại để Suba không cướp được bóng. Trận đấu sẽ kéo dài 5 phút. Nếu Suba ghi bàn thì cậu thắng, còn nếu không thì cậu thua. Ishi bắt đầu chỉ huy đội và trận đấu bắt đầu. Có hai người leo lên kèm Suba, nhưng cậu dễ dàng lách qua được họ. Ishi bắt đầu chuyền bóng, cố gắng để Suba không có được, nhưng cuối cùng họ vẫn để mất bóng. Cả ba người đứng ra chặn Suba nhưng không có tuổi, vẫn còn thời gian nên họ phải giành lại bóng nhanh nhất. Còn 1 phút và họ vẫn cố gắng ngăn cả Suba. Ishi nhận ra mọi người đã thay đổi khi luyện tập cùng Suba. Robert nhận ra điều đó nên mới cho trận đấu này. Suba lách qua người và sút thẳng bóng vào cầu gôn. Naka phải đứng hình một lúc, chả nói nên lời. Cô ấy có vẻ như ánh mắt ta chạm nhau rồi. Robert khen mọi người làm rất tốt. Waka thì cũng vẫn luyện tập chăm chỉ. Chú quản gia tới thông báo, bên Nanka cũng bắt đầu đến luyện tập nghiêm túc. Waka thì không lo mấy đứa khác, chỉ lo Suba gánh team. Đến chiều thì đội cổ vũ mới biết thầy Robert nghiêm khắc như nào. Mọi người hết đi nổi, nhưng Suba trông có vẻ vẫn còn nhiều sức. Naka vội vàng vì giải liên trường sắp tới. Suba và Robert liên tục nói vụ làm bạn với quả bóng. Nếu muốn làm bạn với quả bóng thì chỉ cần đi đâu cũng đem theo bóng là được. Suba không học được điều đó từ Robert mà cậu làm vậy từ khi còn bé tí. Nên từ giờ họ sẽ không được dùng tay vì bóng không thích bị tay chạm vào. Thủ môn thì cũng phải như vậy nhưng vẫn được dùng tay. Hôm nay chỉ vậy thôi và mọi người phải dê bóng về nhà. Nhìn dáng đi lúng túng của họ, không biết họ có về đến nhà không nữa. Ishi đói quá nên cũng dê bóng nhanh về nhà. Suba giỏi ngăn chỉnh Robert khi còn nhỏ và thậm chí là hơn. Robert quyết định từ giờ họ sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để luyện tập. Anh sẽ giao lại ước nguyện cho Suba. Anh bỏ đá bóng nhưng nó vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của anh. Hồi nhỏ có một cậu bé tên Taro, đá bóng cứ được gọi là tạm ổn. Nhưng không may là cậu ấy mới tới thì lại phải chuyển đi. Vì nghề nghiệp của bố cậu là họa sĩ nên cậu ấy từng chuyển trường tới tận 30 lần. Và nếu cứ như vậy thì cậu sẽ không có người bạn nào mất. Sáng sớm ra thì hai anh em nhà kia đã luyện tập. Suba có vẻ như không thể cướp được bóng từ chân chú Robert. Luyện tập xong thì mẹ Suba cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Chú Robert đoán hẳn mẹ cậu đã thấy tờ giấy kết quả trên bàn. Chú ý bắt đầu kể về lý do mình tới Nhật Bản. Robert đã báo cho Brazil về chuyện mình nghỉ chơi bóng, nhưng anh không phản đối chuyện mình làm huấn luyện viên.
Sau anh thấy mình được dạy Zuba thì cũng khá mừng vì thằng bé rất có tài. Nếu cứ huấn luyện nó thì không khéo anh còn quên luôn chuyện còn mắt mình. Sáng ra thì Easy cũng dẫn bóng tới trường như bao mấy bạn khác, mặc dù họ chưa quen. Thầy giáo bắt đầu vào tiết nhưng mà nào có vẻ tới trễ. Đột nhiên cậu ấy mở cửa lớp, hét lớn là có tin giật gân, là mọi người giật mình. Sủ Tè sẽ có trận đấu tập với trường Mizu, do hôm qua cậu về thì nghe được. Đây cũng là cơ hội hiếm để xem Sủ Tè đấu như nào. Sân bóng của Sủ Tè thực sự rộng rãi như sân 11, nhưng trận này thủ môn không phải là Waka. Ura lên tiếng và cậu ta cũng tới xem trận này. Anh ta bảo Waka còn không thèm đi học mà ở nhà khổ luyện. Có vẻ như sau pha lọt lưới lần trước khiến anh ta bị sốc. Sủ Tè không có Waka thì họ vẫn quên Mizu một cách dễ dàng. Sủ Tè bắt đầu cổ vũ cho Mizu mặc dù họ đang dẫn trước 3 quả. Bên đội Sủ Tè có hậu vệ Taka, tiếp theo là tiền vệ Game, tiền đạo cánh của họ là Taki và cuối cùng là tiền đạo giữa là Kisu. Bọn họ là bộ tứ Sủ Tè đó, cũng là lý do Sủ Tè win giải toàn quốc. Tù bà bắt đầu có hứng và đòi đánh bại Sủ Tè. Đến tối, Waka vẫn tiếp tục luyện bắt gôn. Isi thì vẫn nằm ườn than phiền và lo lắng về chuyện bị bộ tứ chèn ép. Đấy là còn chưa kể, Waka đang luyện tập đặc biệt nữa. Nhưng mà dù sao thì họ vẫn phải cố gắng. Hôm sau thì cả đội đã dậy sớm và tới tập cùng Tù bà và Robert. Robert bắt đầu chỉnh sửa từng người một. Cả nhóm tiến từng ngày qua những buổi tập và họ được rất nhiều kỹ năng mới. Mọi người đều thấy sự tiến triển của mình. Sau đó thì ngày thi đấu cũng sắp tới. Những chuyện mà hồi trước họ không làm được giờ đã có thể thành thạo. Mọi người cũng thấy năm nay đội bóng của trường khí thế hơn hẳn. Các câu lạc bộ khác cũng tận dụng ngày cuối cùng cho giải liên trường ngày mai. Tù bà làm thủ môn. Đây sẽ là bài học cuối trước khi bước vào giải liên trường. Đồ bờ giúp một quả mà không ai nghĩ có thể chặn được nó. Sau đó thì Stuba liên tiếp không thể chạm được vào bóng. Một lúc sau thì cậu cũng hiểu được mục đích của việc này. Hôm nay thì Waka cũng không tới luyện tập. Mọi người trong đội chủ quan vì Nanka thua họ với 30 quả và họ chỉ cần bắt được Tuba là coi như win. Đến chiều về thì Đồ bờ biết hẳn Tuba đã nhận ra tại sao chú lại cho cậu làm thủ môn. Cậu cũng biết được cú sút nào là khó chặn. Trên đường về thì Tuba lướt qua Taro. Tuy không quen, nhưng Taro đã có ấn tượng về Tuba. Waka giờ có thể chặn hai cú sút của học sinh cấp 3 chỉ trong một nốt nhạc. Trường tiểu học Nanka và Sute tái đấu giải liên trường. Những trận đấu của hai trường đều diễn ra chóng vánh. Đội bóng đá bắt đầu dây bóng tới như mọi khi. Họ bỏ qua lễ khai mạc để tập cú chót và bàn chiến thuật. Tuba mong ngóng đấu với Waka lần nữa. Theo lịch thì đội bóng sẽ thi đấu cuối cùng nên còn chút thời gian. Taro cùng bố ở một nơi có view cực đẹp. Robert đang ngủ thì mẹ Tuba tới. Anh ý cứ nhìn xuống sân bóng là bao nhiêu màn trình diễn của Tuba hiện ra trong đầu anh. Qua hai tuần luyện tập thì anh ấy cũng khá ngạc nhiên vì Tuba như một phiên bản của anh. Hôm nay nếu nhìn Tuba chơi thì anh cũng thấy như chính mình được chơi trên sân này. Môn chạy của trường Nanka cũng nát sau toàn để Sute hạng nhất. Bên câu lạc bộ chạy cũng phản bác lại câu lạc bộ bóng đá. Đang lúc đó thì chỗ người bỏ cuộc kia thì Tuba ké vào, cậu dẫn bóng và chạy trên đường đua. Tuba bắt đầu bắt kịp và dẫn lên đầu. Gần tới đích, cậu bắt đầu chạy nước rút và về đích cùng với trái bóng. Taro bắt đầu bảo bố mình sẽ đi làm thủ tục nhập học và trường cậu sẽ vào là Nanka. Trường Yama tới xem giải này để thu thập thông tin. Không chỉ có họ mà có cả trường Nishi nữa, nhưng họ tới đây chỉ để xem Waka bị ghi bàn như nào. Trường Nanka và Sute lại hòa nhau và chỉ còn trông chờ vào đội bóng đá. Taro tới trường thì bác bảo vệ bảo mọi người đã qua trường Sute rồi. Sau bao ngày luyện tập thì cũng đến ngày này. Ishi vui vì được gặp Tuba thắp ngọn lửa bóng đá của mình. Cả đội tiến ra sân trong tiếng reo hò của mọi người. Họ không ngờ trên khán đài nhiều người tới vậy và bắt đầu có áp lực. Thế Robert thì lại nghĩ càng nhiều người thì càng phải chơi hăng chứ. Khi mà vươn ra ngoài thế giới thì không khí nó còn khác xa hơn như này. Đội Shuto thì đã quen với việc này nhưng Tuba để ý Waka vẫn chưa tới. Vì không thấy Waka nên Sute đành chơi mà không có cậu. Ta đầu vẫn không hiểu sao mình phải tới trường Sute. Thấy khe hở chỗ cột điện, cậu định đưa bóng qua đó. Waka bắt dính quả bóng và nhắc nhở Taro không nên đá bóng quanh phố ẩu đả như vậy. Mấy ông khán giả mong ngóng Waka không tới để có cơ hội thắng. Đang lúc đó thì Waka từ trên xuất hiện. Tuba khẳng định Nanka sẽ win Sute trận này. Taro vừa tới thì có cô bé bảo cậu dây bóng giống hệt Tuba. Cô ý bảo cậu đi theo mình vì mình sẽ đi cổ vũ cậu ấy. Tới nơi thì Taro nhận Tuba là người mà cậu gặp lần trước. Waka bắt đầu thay đồ và nhắc nhở cả đội không được thua Nanka. Cậu cho Shima và Naka kèm Tuba trong cấm địa của mình. Còn ngoài thì cứ để Tuba sút thoải mái. Hai tuyển thủ hai bên bắt đầu ra sân. MC bắt đầu giới thiệu những tuyển thủ bên phía Sute. Nhưng vừa vào thì họ bất ngờ với vị trí của Tuba. Tuba giờ làm hậu vệ giữa khiến họ bất ngờ. Vì theo kế hoạch, họ sẽ kèm hết vào Tuba. Bên đội Sute bắt đầu chiếm ưu thế với những đường truyền và tìm người. Với tín hiệu của Izawa thì Sute đang dâng lên.
Taki ở bên cánh có được bóng, sau đó cậu ta dẫn lên và tạt vào giữa cho Kisu. Đột nhiên Tu Ba từ đâu trườn ra cướp bóng. Bọn họ lao lên nhưng bị Tu Ba lừa bóng với những động tác quá dẻo. Tu Ba chuyển ra một đường chuyền vượt biên, Isi nhận được bóng và Isi bắt đầu tiến vào vùng cấm địa. Nhưng Waka tức giận chặn bóng vì không hiểu sao Tu Ba lại không tấn công mà là Isi. Lần này, Waka phải muốn đội mình ghi được 50 bàn. Hiện tại đang là trận cuối cùng giữa trường Sute và Nanka. Hai bên đã trải qua 26 cuộc đấu và hiện tại đang hòa và trận quyết định sẽ là trận đá bóng này. Khi hiệp 1 mà vẫn chưa bên nào ghi bàn thì đội trưởng Waka tuyên bố mình sẽ ghi 50 quả trận này. Sute phát động tấn công để thực hiện điều đó. Bộ tứ vẫn tiếp tục phối hợp và họ nghĩ ghi 50 bàn là quá đơn giản. Họ vừa sút và cứ nghĩ mình sẽ ghi được quả đầu tiên nhưng Tu Ba chặn đứng lại. Đội Sute nổi tiếng với ngon tấn công nhưng vẫn chưa ghi nổi điểm nào và đội đã từng thua họ 30 quả. Tu Ba giờ thay luôn thủ môn nhưng cậu chặn bằng chân chứ không phải tay. Taro biết Tu Ba không chỉ là hậu vệ thôi với những cú sút chính xác. Sute tưởng sẽ qua người Nanka một cách dễ dàng nhưng giờ khó hơn họ nghĩ. Naka đã phá được bóng và quay trở lại thế ép sân. Thời gian cứ như vậy trôi qua mà vẫn chưa có bên nào ghi bàn cả. Waka bắt đầu sốt ruột với mấy thanh niên của mình. Như kế hoạch, Tu Ba sẽ chơi hậu vệ để ngăn họ hiệp 1, Nanka sẽ phản công ở hiệp 2. Kisu có bóng dẫn đầu tấn công với kỹ thuật dây bóng điêu luyện. Tu Ba lại chuyền bóng và lấy bóng từ chân Kisu. Không chỉ có Tu Ba mà bọn EC cũng gây không ít trở ngại. Đường chuyền của Tu Ba tới EC đã đến đích. Đột nhiên, Waka bỏ thành lao tới chỗ bóng, sau đó cướp bóng trắng trợ từ chân EC. Cậu chuyền thẳng bóng một đường tới chỗ Tu Ba. Tu Ba hiểu ý. Và hồi trước cậu cũng thách đấu với Waka như vậy. Cậu bắt đầu dẫn bóng lên. Chú Robert hét lớn nhắc cậu làm theo kế hoạch. Thuyền trưởng xuất hiện và cổ vũ con trai mình tiến lên. Tu Ba một mình tiến công mà không ai ngăn lại được. Cậu sút dứt điểm và Waka đoán đúng hướng nhưng bóng lại bật bay ra ngoài. Tu Ba giờ biết Waka đã mạnh hơn. Waka vẫn tức vì không bắt dính được. Giờ Nanka sẽ sút phạt và người sút là Tu Ba. Cậu nhớ lại lời chỉ của chú Robert. Waka thấy đường bóng từ cậu truyền cho Isi nhưng thực chất bóng đang xoáy vào khung thành. Waka chỉ chạm được đầu ngón tay và không với tới. Tự như bóng vào lưới nhưng chạm phải cột dọc và Waka bất được. Hiệp một kết thúc và tỷ số vẫn là không đều. Taro thấy cú sút vừa rồi của Tu Ba xoáy đẹp và với võ thuật của cậu hiện tại chưa chắc đã làm được. Waka thì vẫn sốc do bóng vừa nãy vừa tuột khỏi tay anh. Tu Ba cũng khá bất ngờ khi bố mình xuất hiện ở đây. Đây là lần đầu mà trường Nanka ngăn được Sute ghi bàn trong hiệp 1. Hồi trước, chú Robert cũng mặc kệ kế hoạch của huấn luyện viên và đôi lúc nó diễn ra thuận lợi hơn. Giống như lần Tu Ba vừa làm, bố Tu Ba cũng đồng ý vì cứ chuẩn chỉ như sách giáo khoa thì kỹ năng sẽ không được nâng cao. Huấn luyện viên Sute đang tức giận vì đội hình không làm theo ý mình. Bọn họ cũng nhận thấy Nanka đã thay đổi và lột xác. Waka muốn họ chỉ cần ghi một bàn là quá đủ, chứ không ngạo mạn như lần hôn 50 bàn nữa. Chỉ riêng một bàn thôi cũng được. Đúng như Uber đoán là Sute phải chật vật với Nanka. Nếu cứ vậy thì hiệp 2 có thể họ sẽ phải thua Nanka cũng nên. Trước khi ra sân thì bố Tu Ba nhắc cậu tuyệt đối không được để thua. Hết giờ giải lao thì các tuyển thủ quay lại sân. Bên Sute lần này có vẻ quyết tâm hơn hiệp 1 bằng cách hô khẩu hiệu. Vừa mới bắt đầu thì họ chờ biện pháp cứng với Ishi với hai người chờ một lúc. Đây là lần đầu Waka như bọn họ nên bọn họ sẽ ghi bàn bằng bất cứ giá nào. Hàng phòng thủ của Nanka bị đẩy lùi và hai hậu vệ Nanka không thể lấy bóng từ chân cậu ta. Nhưng cũng may, họ vừa cướp được bóng thì Ishi đều bóng ra ngoài. Taka là hậu vệ nhưng lên để ném biên. Đường ném dài của Taka tới thẳng chỗ Iza. Iza là người nhảy cao nhất Sute nhưng Tu Ba cũng không kém cạnh. Hai người giao tranh và bóng bị văng ra. Oka của Nanka có bóng nhưng bị Kisu cướp ngay tức khắc. Tu Ba còn chưa kịp đứng dậy thì Kisu đã sút vào lưới. Giờ Sute mới thực sự bắt đầu cuộc chơi. Bộ tứ bọn họ mỉa mai nhưng Tu Ba cũng chưa chơi hết mình đâu. Taro cũng bất ngờ trước sức mạnh của quán quân giải toàn quốc. Nanka có vẻ như có sự thay đổi vị trí. Tu Ba sẽ lên đá tiền đạo. Ngay vừa giao bóng thì Tu Ba lao lên. Theo chân cậu còn có 3 người, từ người trong Sute bị lách qua. Taka định chặn nhưng Waka ra hiệu để cho Tu Ba sút. Waka đoán đúng được góc và bắt dính trái bóng. Tu Ba cũng không ngờ Waka có thể bắt được với góc bóng đó. Sute bắt đầu phản công nhanh. Tu Ba như một cơn gió lướt qua lấy bóng, cậu làm một cú sút xa từ phần sân của mình bay thẳng tới chỗ Waka. Sau cú sút thì Waka nhẹ nhàng nhảy lên bắt bóng. Bóng là một môn thể thao đồng đội, nếu chỉ chơi một mình thì không thể ghi bàn được. Tu Ba bắt đầu dụ hàng phòng thủ tới chỗ mình để rời bóng đi chỗ khác. Mọi người bắt đầu chuyển nối nhau khiến Sute không thể nào phản ứng kịp. Cú sút ban nãy của Tu Ba là để lôi kéo với khả năng nhìn bố cục tốt. Tu Ba chuyển bóng dọc biên, Isi chuyển bóng vào với một đường chuyền tuyệt hảo. Waka bị mất thăng bằng và Tu Ba chạy tới chỗ bóng bay người đánh đầu. Nhưng không hiểu sao, bóng vừa chạm đất do lực xoáy liền bay sang bên cạnh. Waka phát lệnh chiến thuật chim trong lồng, thời gian sắp hết và Tu Ba đang hấp tấp lấy bóng.
Nhưng bên Sute liên tục chuyển đi chuyển lại, Sute chuyển bóng qua lại trước Nanka và họ không có ý định tấn công. Robert không ngờ một đội tiểu học lại dùng chiến thuật này. Chiến thuật này là giữ bóng bên phần sân mình, dân chuyên nghiệp dùng cái này để câu thêm giờ. Mọi người bất bình, nhưng chiến thuật là chiến thuật. Cũng vì họ là quán quân nên không được phép thua. Isi nói mình sẽ lên cướp và chuyển cho Tuba luôn nên cậu hãy lên cắm tiền đạo trước. Isi vừa tới thì bóng liên tiếp được đổi địa chỉ. Nanka giờ mà đồng loạt lên sẽ tạo lỗ hổng và họ sẽ nhận một điểm hạ gục thứ hai. Isi tự nhủ mình sẽ phải cướp bóng lại và chuyển cho Tuba. Trọng tài bắt đầu nhìn đồng hồ, mọi người lao lên và Tuba đoán được người nhận bóng tiếp là Taki. Isi bị chân Taki đạp vào nhưng vẫn cố đứng dậy chuyển cho Tuba. Con chim Tuba bắt đầu sổng lồng, cả đàn chim như được giải thoát. Tuba tự hứa không được để lãng phí công sức của Isi. Thời gian không còn nhiều và đây là cơ hội cuối của Nanka. Tuba một mình tiến vào khung thành, Sute dồn toàn lực ngăn chặn Tuba, kể cả Taka cũng không chạy nhanh bằng Tuba được. Iza vẫn còn ở đó nhưng lại bị Tuba xỏ kim. Cả đội Sute đều bị vượt qua hết và người cuối là đội trưởng Waka. Robert nghĩ Tuba nên sút trong vòng cấm địa nhưng cậu lại sút bên ngoài. Bóng nằm gọn trong lòng bàn tay Waka nhưng không dính vì bóng xoáy. Bóng đập sàng ngang và đây là lúc Tuba thể hiện kỹ năng mà cậu đã học từ thầy Robert. Một cú volley tung toàn bộ sức để làm tỷ số cân bằng. Mọi người đều vỡ òa sau màn vừa rồi, Waka giờ sốc nặng thêm. Tỷ số hòa nên sẽ có hiệp phụ sau giờ giải lao. Chú Robert khá ngạc nhiên khi thấy Tuba áp dụng được kỹ thuật mà anh ấy dạy. Isi thì thấy không ổn lắm trong hiệp phụ. Tuba hỏi về chân của Isi nhưng cậu ấy cố tình che giấu. Nhưng vừa tung chân thể hiện mình không sao thì cậu ngã lăn ra kêu đau. Taro thấy vậy liền ngay từ trên khán đài xuống. Cậu ấy kiểm tra và Isi đã bị bong gân. Isi phải mất tầm 3 ngày để tịnh dưỡng. Họ hỏi lên khán đài xem có ai thay được Isi không thì chả có ai biết chơi bóng cả. Waka xách đồ và đi, cậu công nhận mình đã thua sau pha vừa rồi. Mika đứng ra tát cho cậu bay mũ, ông ấy trách bị ghi một bàn mà đã bỏ trốn. Ông ấy không dạy cậu như vậy và từ giờ sẽ không làm huấn luyện viên của cậu ấy nữa. Huấn luyện viên cũng ra khuyên thằng bé. Bên kia thì hai thanh niên đội khác đòi thay chỗ Isi. Taro ngỏ ý muốn vào thay, Isi nghĩ không được vì cậu ấy đâu có học ở Nanka. Taro nói mình học ở Nanka đó vì hôm nay là ngày cậu chuyển tới. Cậu ra cướp bóng của hai người kia và nói mình sẽ là người thay thế. Hai thanh niên kia không chịu nhưng họ không thể cướp bóng của Taro. Thế này thì Isi và Tuba cũng yên tâm với Taro rồi. Tuy đã thua Tuba nhưng Waka vẫn là đội trưởng của Sute. Hiệp phụ tới và Waka tiếp tục đồng hành cùng Sute. Mở đầu thì Nanka sẽ phát bóng, Sute lại không hiểu cậu bạn lạ hoắc kia là ai. Tuba nói chuyện về bóng như Taro cũng đã từng. Taro bảo khi còi vừa thổi thì Tuba cứ đưa bóng cho cậu rồi chạy lên cắm tiền đạo. Đúng như kế hoạch thì Sute tưởng Taro là người dễ bị lấy bóng. Nhưng Taro lách qua từng người một như một Tuba phiên bản 2. Tuba nhận được bóng đúng địa chỉ, hai người họ cứ chuyển qua lại phối hợp ăn ý. Mika nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi vì Waka sở mang ánh mắt của người đội trưởng. Waka nhìn cách di chuyển và bắt dính bóng. Chú Robert nếu biết sớm thì đã cho Isi bị thương sớm hơn. Hiệp đầu hiệp phụ kết thúc, huấn luyện viên bên Sute lại cổ động mọi người. Chú Robert cũng không kém cạnh. Và 5 phút cuối, hẳn là hai đội sẽ dồn toàn lực. Tiền vệ Iza vẽ ra một đường truyền dài lên phía trên. Taki nhanh chóng lách qua người và truyền lại về cho Iza. Sau đó Kisu là người sút nhưng bị thủ môn tạt ra ngoài. Sute bắt đầu đá góc. Waka từ cầu môn chạy lên giúp sức. Taki chuyển cho Waka. Cậu làm một đường thẳng vào môn Nanka. Sute lại định dùng chim trong lồng nhưng Waka không đồng ý vì đó là chiến lược trốn chạy. Vẫn còn thời gian nên Taro nhất định phải giúp đội ghi bàn. Sau cú ghi bàn của Waka thì Nanka không hề nản chí mà họ càng thi đấu khốc liệt hơn. Trận đấu được tiếp tục vì là giải liên trường sẽ không có bù giờ. Sute không để yên cho Nanka tấn công. Tuba bắt đầu cú chuyển dài qua bên sườn. Nanka đang chuyển nối nhau dâng lên tấn công. Iwa tiến gần tới khung thành nhưng Waka vẫn khẳng định người sút hẳn là Tuba hay Taro. Hai người họ cũng đang tiến sát tới nhưng Waka đột nhiên nhảy ra ôm bóng. Cậu ấy đã cứu một màn thua trông thấy. Các cầu thủ Nanka lui về phòng ngự. Cứ tưởng họ định dùng chim trong lồng nhưng không phải. Kisu đã có được bóng và có thể đây sẽ là bàn thứ 3 cho Sute. Kisu không sút và thay vào đó là truyền. Iza sút và thủ môn không với tới. Tưởng như bóng vào nhưng lại dính vào chân Taro. Bọn họ lại bắt đầu phản công nhanh. Taro lách qua ba người của đội Sute với kỹ thuật dê bóng không kém Tuba. Bố của Taro thấy thằng con và chẳng trách nó về muộn. Taro cứ liên tiếp qua từng người cùng bên cạnh Tuba đang tiến tới. Hàng thủ Sute dâng lên vai Taro. Taro cẩn vào trong cho Tuba đánh đầu. Cậu không đánh vào gôn mà đánh trả bóng lại. Tưởng Taro là người ghi điểm nhưng Taro lại trả lại cho Tuba. Sau đó thì đầu của Tuba cũng đưa được bóng vào lưới. Tỷ số giờ lại hòa khiến mọi người vui mừng. Bố Taro cũng thấy được con trai mình có đam mê gì và vui vẻ với nó như nào. Mọi người ra xin lỗi Waka vì đã không kèm được họ.
Waka không chửi mà nói vẫn còn thời gian nên họ có thể còn cơ hội chiến thắng. Trận đấu được tiếp tục và hai bên liên tục mất và giành lại. Sau hiệp này sẽ không còn hiệp nào nữa. Đường bóng cho Kisu nhưng hậu vệ Nanka đang gây áp lực lên. Sau một lúc chuyển đi chuyển lại thì Taro đã có bóng. Cậu chuyền bổng lên và Waka lao lên cùng Tuba. Một bên bắt bóng, một bên đánh đầu và cái kết bóng đập sảng ngang ra ngoài. Trọng tài thổi còn kết thúc trận đấu. Sau 50 phút thì trận đấu cũng dừng với tỷ số hòa. Giải lên trường cũng hòa, Waka khen Tuba chơi tuyệt và hai người họ bắt tay nhau. Trận đấu kết thúc, mọi người bên Chute cũng khen đội Nanka chơi hay. Họ không nghĩ Nanka lại chơi tốt như vậy. Khán giả cũng hò reo cổ vũ và giờ không ai dám gọi Nanka là một đội bóng què nữa. Waka hẹn gặp Tuba tái đấu. Sober ra khen thằng bé với một trận đấu tuyệt, nhưng nó chỉ là mới bắt đầu trong cuộc đời của một cầu thủ. Hôm sau, Tuba lại đi chơi bóng. Ngoài sân mọi người đã mệt lử, chỉ có Taro và Tuba đang vờn nhau. Kỹ thuật dây bóng thì họ ngang nhau, nhưng có vẻ như về khoản sút thì Tuba hơn. Nhưng Taro sút bóng khiến họ phải nghĩ lại, cả đội muốn đánh bại Chute trong giải liên tỉnh và liên giải toàn quốc. Easy bước ra nói không được vì thị trấn đã quyết định tuyển chọn một đội tỉnh rồi. Trước giờ các trường đều tự tham gia giải tỉnh, nhưng năm nay thị trấn Nanka sẽ chọn ra những người giỏi nhất từ mỗi trường. Sau đó thành lập một đội bóng mang tên Nanka Katsu làm đại diện. Vì giải quốc gia càng ngày càng khó nên các thành phố khác cũng tạo ra một đội riêng. Mọi người bắt đầu tự cố gắng để lọt vào trong. Robert nghĩ mình có lẽ sẽ về Brazil. Hồi trước anh sống như một tên bợm nhậu bất cần đời. Sau khi nghe xong bác sĩ bảo cậu dừng chơi bóng, sau đó cậu nhảy xuống nước và thuyền trưởng lao xuống cứu mạng Robert. Không chỉ vậy mà ông còn giới thiệu cho cậu bác sĩ khoa mắt giỏi nhất thế giới. Nhưng kết quả thì vẫn vậy. Waka tập luyện với những cú bóng xoáy của huấn luyện viên Mika. Cô giúp việc báo cậu có bưu kiện tới. Đập xong thì Waka xin phép Mika đi ra đây một chút. Ishi ngồi ở sân trông mọi người tập và cậu cũng muốn tập cùng. Waka chạy vội tới và hỏi Robert đâu rồi. Cậu ấy nhắc tới mắt của chú Robert và bảo chú ý không thể chơi bóng được nữa. Dù chú ý còn đá cùng bọn tiểu học nhưng không thể đứng trên sân chuyên nghiệp được nữa. Tuba chạy vội đi và bảo mình sẽ hỏi trực tiếp chú ấy. Cả đám kéo về nhà Tuba. Và chú Robert đang xin cha mẹ Tuba cho cậu đi Brazil. Tuba xác nhận chuyện chú Robert không chơi được bóng. Cậu cũng đồng ý với chú, mình sẽ tới Brazil. Để tạo kỷ niệm cho Tuba thì họ sẽ cố gắng đội tuyển chọn này. Sau đó, ngày tuyển chọn đã tới và dưới hình thức thi đấu, ban giám khảo sẽ quan sát và chấm điểm. Đội của Waka cùng bộ tứ Chute đã thể hiện rất tốt. Tuba đã cố vô lê, làm giám khảo chọn luôn cậu là tiền đạo giữa. Đội Naka sẽ có Waka và bộ tứ từ Chute, Urabe và Nishi và Yama từ Kishi, Tsuba, Taro và Ishi từ Nanka. Waka rất mong chờ với một đội như này. Bố của Tuba nghĩ Brazil sẽ có tương lai cho Tuba. Mẹ của cậu cũng đồng ý tôn trọng ước mơ của con mình. Hiu là một thanh niên châu ủi, có thể ủi bất cứ ai chặn đường. Vì không muốn bị thương nhiều chỉ do một trận đấu tập nên họ dừng lại. Bạn của Hiu cũng nhắc nhưng thanh niên này vẫn cứng. Anh ta luôn cho rằng cách chơi bạo lực của mình là đúng. Thầy Robert thấy không biết mình đem theo Tuba có ổn không vì như vậy mẹ thằng bé sẽ ở một mình. Đang lo lắng thì thằng bé hỏi chuyện. Ishi vẫn luyện tập chăm chỉ vì cậu được chọn cho 30 cầu thủ ở đội tuyển nọ. Taro và Tuba thì vào trong 15 top kế tiếp rồi nhưng Ishi thì hên xui. Đội Besute cũng đang chơi một trận đấu tập như mèo vườn chuột. Nhưng một người bên kia lỡ dẫm lên chân của Waka. Cứ nghĩ đội Nanka rất mạnh nên nắm chắc giải vô địch nhưng Taro không nghĩ vậy. Giải toàn quốc đang ngày càng khó lên. Taro đi nhiều nên biết cầu thủ ở nhiều nơi. Có đội ngày ngày luyện tập trên bãi biển để luyện sức chân. Có nơi lại có những cầu thủ rất rất cao nên có nhiều lợi thế tranh bóng bổng. Nhưng Taro vẫn đánh giá cao đội Mewa. Ở đó có tiền đạo chủ lực là Hiu và giỏi như Stuba. Nhưng cậu ta là tiền đạo hoàn toàn khác Stuba. Đến chiều Ishi lết về với tấm thân nhầu nát. Trong lúc đó thì họ cũng vô tình gặp Waka. Cậu ý có chơi Ishi nhưng đang đi thì đột nhiên cậu ta dừng lại. Mọi người hỏi nhưng cậu nói không có gì cả. Stuba có vẻ như rất muốn gặp Hiu, cậu ấy hẳn là một phiên bản khác của cậu. Chú Robert bảo cậu nhất định phải win giải toàn quốc, không thì khỏi đi Brazil, để trở thành một pro rất khó. Robert lấy ra một thanh củi và đốn gãy nó. Nếu tập luyện nhiều thì chân cậu có thể làm như vậy. Stuba vẫn còn hơi sớm để làm vậy, vì giờ mà làm vậy thì chân cậu sẽ giống thanh củi kia. Ngày tập luyện của Nanka đã tới. Sẽ có 15 trong số 30 người sẽ được chọn để vào đội chính thức giải toàn quốc. Họ sẽ chia nhóm để đá và Besute do nhiều người nên thành một đội luôn. Những người còn lại sẽ là một đội còn lại. Trận đấu hai bên được bắt đầu. Bên trên khán đài Hiu không biết mình có nên tham gia luôn không. Hiu ngồi trên cầu gôn của Waka, sau đó gọi Waka và gửi tối hậu thư. Besute đang cầm bóng nhưng bị Hiu cướp bóng nhanh hơn cả Stuba. Taro nhận ra cậu ta, Waka chấp nhận lời thách thức và sẽ đỡ cú sút này. Anh ta lấy đà và đóng vào quả bóng với tốc độ bàn thờ khiến Waka không kịp phản ứng. Hiu cười lớn mỉa mai khiến Stuba tức giận. Cậu gặp lại Taro và hai người nhận ra nhau.
Anh bảo nếu Taro ở đội này thì chiếc quán quân chắc chắn về tay Mewa. Nhưng Hyo đã bỏ lỡ Tsuba do Tsuba chưa thể hiện thực lực. Sau đó thì Waka cũng chẳng nói gì và rời đi. Ishi không thể tin, ngoài Tsuba thì có người khác hạ được Waka. Đang nói thì họ cũng gặp Waka luôn. Cậu ý nói chân mình bị thương nên không phản ứng lại cú sút đó. Nhưng thật ra dù có phản ứng thì Waka cũng không nghĩ mình sẽ bắt được. Waka bảo mình muốn vào giải toàn quốc cùng Tsuba để trả lại mối thù này. Hyo sống với mẹ và ba đứa em, còn bố cậu thì đã mất nên mẹ cậu làm việc rất vất vả. Cậu ấy đi làm thêm với công việc bốc vác coi như luyện tập. Hyo kiếm được rất nhiều thứ trong buổi sáng và đem về cho ba đứa em. Hôm nay, bố Tsuba cũng sẽ khởi hành và hẳn lần tới về Tsuba sẽ đi Brazil rồi. Hyo định không tham gia giải quận, mọi người trong đội đều thông cảm cho cậu ấy. Vòng loại giải toàn quốc đã bắt đầu, có vẻ như Ishii lần trước đã lọt vào trong đội hình chính thức. Trận thứ 3 của vòng đầu sẽ được bắt đầu, Nanka sẽ đấu với Fuji. Bố của Tsuba tới cổ vũ cậu làm cú hat-trick để được sang Brazil. Hyo vẫn đang cố gắng làm việc thay cho luyện tập. Anh mong muốn được học bổng của trường chuyên bóng đá và lúc đó thì có thể thoải mái chơi bóng. Tsuba ghi được bàn đầu tiên, sau đó thì cậu tiếp tục đánh đầu ghi thêm bàn thứ hai. Tsuba tiếp tục tự đi bóng và sút nhưng bị bên kia cả năm hậu vệ lên vây. Đánh mất Santaro và Tsuba thoát khỏi vòng vây dễ dàng. Tsuba làm luôn một cú hat-trick ngay từ hiệp đầu. Lần này bố của Tsuba có thể yên tâm ra khơi rồi. Sau cùng thì đội Nanka thắng tuyệt đối với 7-0. Hyo chờ sẵn mẹ về để làm bữa tối. Cậu không đi đá trận hôm nay vì cậu tin vào đồng đội mình. Nanka đã tiến thẳng vào vòng trong nhưng Mewa thì đang bị Nanbu dẫn trước hai quả. Giờ họ nhận ra nếu không có Hyo thì sẽ không thể tiến xa hơn. Hyo bên ngoài đã gãy cột trống cây. Giờ cậu biết đội mình đang cần mình và đã đến lúc để ra sân. Trận bán kết thứ hai giữa Nanka và Shima thì Waka không ra sân. Huấn luyện viên biết chân của Waka chưa khỏi hẳn nên cậu ý chỉ nghỉ ngơi cho trận ngày mai. Vì Shima không có cầu thủ ghi điểm đáng gờm nên hẳn không cần Waka cũng Queen. Nanka ghi đến 9 bàn trong một trận nên được đánh giá rất cao. Thủ môn Waka cũng giữ khung thành an toàn trong suốt 6 trận khiến họ cảm thấy bất bại. Thủ môn bên Kawa cũng mạnh ngang ngang với Waka. Giờ đội vào chung kết sẽ là Nanka hay là Shima? Bên đội Shima rất tôn trọng đối thủ của mình. Mới đầu thì bên Nanka kiểm soát bóng rất tốt như hai thành viên của Sute. Đến khung thành thì bên Shima có vẻ như không dâng lên tấn công. Một đường truyền dài cho Tsuba nhưng không may là nó bị chặn đứng. Bên Shima bắt đầu phản công nhanh với một đường truyền dài tới chân đội trưởng. Một cú sút cầm cành kèm theo một thủ môn cầm cành đã đưa bóng vào lưới. Bên Shima rất vui vì đã là đội đầu làm lưới Nanka rung lên. Mori có vẻ hơi áp lực nên mọi người hứa sẽ gỡ lại cho cậu. Kết thúc hiệp đầu, Nambu đã dẫn trước Mewa 3 điểm. Mọi người trong đội rất yếu khi thiếu Hyo. Hyo đứng ngoài và chơi bọn họ. Hiệp 2 bắt đầu và Hyo đã xuất trận cùng với Take. Mọi người không hiểu sao một đứa học lớp 4 có thể vào sân nhưng đó là cộng sự của Hyo. Kisu sút bóng nhưng lại vào xà ngang. Đây là cú sút thứ 10. Không hiểu sao thanh niên này không chuyền cho Tsuba mà tham bóng. Shima lại phản công với đường chuyền dài nhưng Kisi đã chặn được. Họ bắt đầu chống lại đòn tấn công của Nanka. Và lại một đường truyền cho Kisu, nhưng rồi cậu ta vẫn sút bóng vào tay thủ môn. Hiệp một kết thúc và Nanka thua một quả không thể gỡ lại. Huấn luyện viên trách họ không theo nhịp của Tsuba. Thực ra họ thấy đường truyền quá họ dễ nên dễ quá mà sút. Mặc dù sút 12 quả vẫn không vào quả nào, Waka muốn xin vào hiệp 2 nhưng huấn luyện viên cứ giao cho Tsuba là ổn. Trời bắt đầu mưa, Taka đem bóng qua người đội bạn và dâng lên cao. Cậu ấy chuyển cho Hyo. Từ khi cặp này vào thì Mewa đã gỡ lại ba bàn trong nháy mắt. Ba thanh niên xông lên nhưng Hyo vẫn sút và đục thủng lưới đối phương. Trận đấu end với pha lội ngược dòng của Hyo và Taka. Lisa cướp được bóng nhưng sau đó lại chuyển bóng làm nó ra biên. Waka muốn xem tư liệu về Shima lần nữa và phải giật mình. Shima vì yếu nên họ quyết định chờ kiểu không ghi được bàn thì cũng không cho đối thủ ghi bàn luôn. Hiệp 2 đã qua 10 phút nhưng Nanka đang bị dẫn trước 2 bàn. Cứ vậy trận đấu chỉ còn 15 phút mà Nanka vẫn gặp khó khăn với hàng thủ của Shima. Waka cứ đòi ra nhưng huấn luyện viên không cho. Nếu họ không vượt qua được thử thách này thì làm sao trụ lại được ở giải toàn quốc. Nếu vậy thì thua ở đây luôn cho nhanh. Robert nhận thấy rõ vấn đề là cơn mưa. Vì mưa mà bên Nanka khó kiểm soát bóng hơn. Tsuba thì luôn bị kèm nên hơi khó. Vừa nói xong thì cậu ta mở đường máu với vị trí khó. Thủ môn bắt hụt do bóng ướt nhưng có thành viên lao ra đánh đầu bảo vệ khung thành. Bóng lại về phần sân Nanka. Còn chưa tới 8 phút là trận đấu end. Tsuba bắt đầu điền tiết dẫn bóng lên, vừa chạy vừa chuyền và điều khiển đội bóng. Có người dẫn đầu nên Nanka dồn dập tấn công. Tsuba nhận bóng bàn chân phải và xoay người sút ghi điểm. Giờ chỉ cần gỡ lại thêm một bàn nữa. Nhưng thời gian chỉ còn 5 phút là kết thúc trận bóng. Bên Nanka lại nỗ lực phối hợp chuyền bóng cho nhau để đưa bóng vào lưới. Giờ Shima đã biết thực lực thật của Nanka. Đội trưởng Shima cổ vũ đồng đội và họ bắt đầu tấn công như một đàn trâu. Shima chuyển qua lại cho nhau một cách dễ dàng.
Dù bà lao lên chuyền bóng, nhưng Sima vẫn giành lại được một đường bóng hiếm lao vào tới khung thành nhưng Mauri bắt được. Cậu ta cầu bóng lên và Stuba túm được bóng. Sau cùng thì Stuba vẫn thể hiện rất tốt. Trận đấu kết thúc với đội Queen là Nanka. Tuy thua nhưng Sima vẫn luôn tự hào về đội bóng của mình với tinh thần đoàn kết. Mọi người lại hỏi thăm nhau sau trận vừa rồi. Waka đã lên đồ xong và hôm nay cậu sẽ ra sân. Chiến thuật đội Simi là kèm chặt Stuba. Họ sẽ chặn bằng mọi cách và không cho cậu chơi game. Trận này sẽ quyết định đội nào sẽ đại diện cho tỉnh Sizu đi thi giải toàn quốc. Isi lại ngồi dự bị với Mori. Hôm nay đội hình Nanka vẫn chơi theo 4-3-3 như mọi khi. Bên Simi cũng có thủ môn Kawa không kém phần. Họ sẽ chơi thiên về phòng ngự với đội hình 4-4-2. Trận đấu vừa bắt đầu thì Taro dẫn bóng về phía trước. Cậu bị kèm nên chuyển cho Taki. Đang định chuyển cho Stuba thì cậu ấy bị hai người kèm một lúc. Taki không để ý và bị mất bóng. Simi bắt đầu phản công rất nhanh. Người cầm bóng là Kanda và cậu ta có vẻ cũng khá dẻo. Họ tấn công dồn dập với cú bóng xoáy. Waka phản xạ như chim ưng bắt chụp lấy quả bóng. Giờ Waka có vẻ như đã khỏi chân rồi. Cậu chuyền bóng bộc lên cho Stuba nhưng Stuba bị hai người kèm lận. Stuba nhảy lên đánh đầu và thoát khỏi hai người kia. Nhưng rồi lại có hai người khác nên Stuba phát sút luôn. Cú sút tí thì vào khiến thủ môn chỉ biết đứng đờ. Anh ta quyết định sẽ cho kèm Stuba. Trên khán đài có một bạn nữ Jajo tới cổ vũ Stuba. Đó là bạn cũ của Stuba. Hồi trước cậu ấy luôn chơi bóng một mình ở trường. Ai cũng nghĩ cậu ấy là kẻ kỳ quặc nào đó. Còn Jajo lại rất thần tượng Stuba. Nhưng trước khi cô thổ lộ thì Stuba đã chuyển trường rồi. Stuba có bóng như bị ba người kèm lận. Nhưng cũng vì vậy mà những người khác có thể tự do di chuyển được. Kisu có được bóng và sút thẳng vào cầu gôn. Nhưng rồi Kawa vẫn bay người bắt bóng được. Hai bên có vẻ như rất ngang nhau. Hiệp đầu end với tỷ số không đều. Bên Nanka cũng phải công nhận bọn Simi khó ăn. Waka nhờ mọi người ghi được một bàn thôi. Chỉ một bàn, lọ có thể win game này. Stuba bước ra khẳng định hiệp tới nhất định mình sẽ ghi bàn. Simi bắt đầu đổi mục tiêu sang thành nghiền nát Waka. Huấn luyện viên biết vết thương của Waka vẫn chưa khỏi hẳn. Hiệp 2 được bắt đầu và Simi bắt đầu nán nót trong từng đường truyền. Stuba vẫn bị kèm như hiệp đầu. Waka vẫn chỉ huy hàng phòng ngự như thường. Simi bắt đầu tấn công bất chợt. Toàn bộ đội bóng bên đó bắt đầu lũ lượt lao lên. Waka nhảy lên đón bóng, nhưng đám người kia vẫn lao vào như trâu. Waka biết họ cố tình làm vậy, nhưng cậu sẽ không thua một đám tiểu nhân như vậy. Lúc cậu định sút bóng thì đột nhiên gục xuống và vết đau tái phát. Bọn Simi lại bắt đầu lao lên. Waka rất muốn cố nhưng không được. Bóng gần như vào gôn, nhưng Stuba kịp ngăn chặn. Nhưng bóng này về chân Kato và hắn sút luôn. Waka nhảy lên bắt dính bóng, sau đó đá thẳng lên cho Stuba bằng chân bị thương. Stuba bắt đầu điên tiết nên bao nhiêu thằng kèm cũng không là vấn đề. Tên thủ môn cũng chẳng có tài cán gì ngoài mưu bẩn kế hèn nên bóng cứ như vậy mà dính lưới. Taro đưa tay đỡ Waka dậy, bên Nanka bắt đầu chơi rất chắc cú. Stuba vừa thấy bóng lao tới thì lại ghi thêm bàn nữa cho vui. Hiyo muốn tới một nơi xem bóng và người này có vẻ cũng rất có tai tiếng và tên là Misu. Waka bắt được bóng nhưng chân cậu vẫn khá đau, cậu lại chuyền bóng cho Stuba. Stuba vừa thấy khoảng trống thì đóng thẳng bóng qua đó. Kết thúc trận đấu, Nanka đã win tuyệt đối với 3 điểm. Simi dù làm đủ mọi kế hèn nhưng vẫn chưa ăn được Nanka. Waka đành chấp nhận và gửi lời chúc tới Stuba. Huấn luyện viên nhìn lên và thấy Misu. Anh biết Misu là một cầu thủ có tiềm năng. Gia đình của Stuba hiện giờ rất hạnh phúc. Robert tự nhủ có phải mình dẫn Stuba đi là đang phá vỡ hạnh phúc gia đình họ không? Đội trưởng Fuda giữ bóng rất tốt. Cậu ấy bị vây nên không thể chuyển ra ngoài được. Fuda cứ giữ bóng trong hoàn cảnh đó. Trọng tài thổi còi và ứng cử viên vô địch của Sapo đã bị đánh bại. Đội Fuda đã được vào giải toàn quốc dưới đội trưởng Matsu. Mọi người đã lấp lại chỗ trống của Misa rất ổn và vào giải toàn quốc họ sẽ gặp lại cậu ta. Butaro bảo khi nào xong giải toàn quốc thì cậu sẽ học kỳ 2 ở trường khác. Waka bị bác sĩ bảo cậu không nên tham dự giải toàn quốc. Nếu cậu ra sân thì chân cậu sẽ tệ hơn nữa. Mọi người tới thăm nhà Waka nhưng cậu không có nhà. Các cầu thủ Nanka trải qua kỳ nghỉ trước giải toàn quốc với tinh thần thoải mái. Stuba thì vẫn luyện tập hàng ngày. Nhưng hôm nay, Stuba để ý chú Robert chơi khác hơn mọi ngày. Chú ý hỏi lại cậu về vụ đi Brazil và chú ấy nói ra suy nghĩ của mình. Đang lúc đó thì Waka tới, cậu ấy muốn nói chuyện với Stuba. Waka nói chuyện mình không thể tham dự giải toàn quốc. Chấn thương của anh có vẻ nặng hơn tưởng tượng, vậy nên Waka mới có chuyện nhờ Stuba. Dù không có cậu ấy thì cậu ấy vẫn muốn Stuba win cho tới khi gặp đội Hiu cùng Mewa. Waka muốn trả lại bàn thắng mà Hiu ghi lúc trước. Stuba đồng ý với Waka chuyện này. Hôm sau mọi người bắt đầu tá tập. Bọn trẻ khi biết chúng thiếu Waka thì chúng bắt đầu không dựa dẫm mà tự cố gắng hơn. Stuba chơi vẫn rất hăng cùng với Taro, Isi cũng căng thẳng luyện tập không kém. Robert hỏi mẹ Stuba không cô đơn sao, cô ấy công nhận gián tiếp nhưng bố Stuba nói bố mẹ không nên làm rào cản cho ước mơ của con gái. Cô cũng mừng thay con trai vì nó đang theo đuổi ước mơ của mình. Huấn luyện viên bắt đầu chỉ định đội trưởng mới và người đó chính là Stuba.
Mọi người đều tán đồng và Nanka sẽ có một lối chơi mới. Suba về khoe với mẹ mình được lên làm đội trưởng. Robert dạo phố và suy nghĩ về chuyện đưa Suba đi Brazil. Nanka bắt đầu di chuyển tới nơi tổ chức giải toàn quốc. Mọi người đi tiễn như không có Waka. Thực ra Waka đang quan sát con tàu từ phía xa. Vừa tới nơi thì họ gặp hai người đang chuyền bóng cho nhau qua đường ray. Họ thấy đội Nanka liền giới thiệu mình thuộc đội Hana từ Akita. Mỗi đội sẽ được chia làm 6 bảng và họ sẽ đá với nhau để xem ai đoạt cúp. Taro cũng gặp được người quen là Matsu. Matsu nhiệt tình giới thiệu đội mình với đội của cậu ấy. Cùng lúc đó, cô bạn cũ của Stuba cũng giới thiệu đội trưởng của đội mình là Misu. Có thanh niên to lớn nào đó tên Nanka từ đội Nani tới. Anh ta nghĩ nếu không có Waka ở đây thì hẳn anh sẽ là thủ môn số 1 rồi. Hiu cũng xuất hiện với đội của mình là Mewa. Mọi người bắt đầu bốc thăm để chia bảng. Nanka sẽ ở bảng 1 đội A. Hiu lên bốc và chúng ngay cũng bảng 1 và là đội B. Tức là trận đầu Nanka sẽ gặp Mewa. Hẳn là Waka sẽ không muốn nghe tin này. Waka nghe tin xong thì hơi bị ức. Cậu ta không hiểu sao lại gặp ngay trận đầu. Hiu đưa băng đội trưởng cho Taka vì cậu không muốn đeo. Nhóm cổ vũ Nanka may mắn tìm được bác tài và họ đi tới Tokyo. Vì hơi nhiều người nên bác tài gọi thêm đồng đội tới. Chú tài nói mình cũng rất thích bóng đá. Lễ khai mạc đã bắt đầu. Suba lên đọc lời tuyên thệ nhưng Hiu không biết tinh thần thể thao là gì. Suba tự hứa mình sẽ đánh bại Mewa. Bên Mewa cũng bừng bừng sát khí với trang phục đen. Đường phố kẹt xe cứng ngắc. Trận bóng này có vẻ vô cùng đáng xem. Ngày trước trận đấu có một bất ngờ xảy ra, trận đấu Nanka và Mewa chật kín người. Masu cũng tới cổ vũ Taro và trận này cũng quyết định đối thủ nặng ký nhất của Misu là ai. Hiu vừa ra sân đã thể nhà vô địch toàn quốc sẽ là bọn họ. Nanka sẽ chơi trận này vẫn là đội hình 4-3-3 và thủ môn sẽ là Mori. Bên Mewa sẽ chơi với đội hình 4-4-2 và tiền vệ tấn công của họ là Take mới chỉ học lớp 4. Suba lập tức dẫn bóng lên sau tiếng còi, Hiu cũng xâm tới và hai bên xảy ra va chạm khi game mới bắt đầu. Hai bên hòa nên bóng bay thẳng lên trên trời, Taro đánh đầu cho Taki. Chân của Hiu và Suba bị tê sau pha va chạm vừa rồi, đây chính là cơ hội ghi bàn cho Nanka. Đột nhiên Take cắt được bóng, Take nhanh chóng đẩy lên với pha chuyền bóng qua người. Chân của Hiu đã đỡ và dâng lên cùng đội, Taro khen Take giỏi hơn và đó là do huấn luyện viên của cậu đã chỉ dạy. Taro ngay lập tức bị xỏ kim, nhưng Taro đâu phải hạng xoàng. Một dàn xe đầu kéo tới khiến bảo vệ giật mình, Taro chuyển một cú bổng lên và tới địa chỉ của Suba. Suba đột nhiên đổi hướng thẳng về Hiu. Hiu biết Suba định vượt qua mình nên cũng cứ vậy mà lao vào. Đột nhiên bóng vào ra sau vòng qua người Hiu. Sau đó cậu thực hiện cú volley đá tung lưới của Mewa. Lần này Hiu muối mặt luôn. Đây là một kỹ thuật cấp cao mà một học sinh tiểu học sao có thể làm được. Hiu bị thách thức và bị Suba đánh bại. Lần trước khảo sát thì có vẻ như Hiu đã bỏ lỡ Suba. Hiu không nói lời nào đem bóng ra sân. Huấn luyện viên nhìn biết Hiu giờ đang mang ánh mắt ấy. Chừng nào ánh mắt đó còn thì Hiu không bao giờ thua. Mewa đã trở lại trận đấu nhưng Taro cướp được bóng ngay sau đó. Hiu thì cứng đứng trước khung thành từ nãy tới giờ. Một cú sút bay lên qua thủ môn nhìn trúng vào cột dọc. Hiu vẫn không có phản ứng gì. Take phát bóng nhưng bị Suba cướp mất. Hiu vẫn đứng ở cột dọc như thường. Như Take vừa lên tiếng thì Hiu lao nhanh lên. Cậu ta bắt đầu chuyền người. Suba nhảy lên nhưng vẫn không qua được. Cậu bị cú va hất tung lên luôn và ngã úp thẳng lưng xuống đất. Vì chân Hiu chạm vào bóng nên sẽ không có lỗi nào. Hiu dẫn lên và vào tư thế sút từ rất xa. Một cú đóng khiến mọi người còn không nhìn thấy bóng đâu. Thủ môn Mori dính bóng thẳng mặt và đưa bóng vào lưới bằng mặt. Sau đó Mori nằm dãy như vừa bị ăn đấm. Vào phút thứ 10 thì Hiu đã gỡ hòa. Hiu đã cố ý nhắm vào mặt thủ môn khiến Mori giờ run bần bật. Waka ngồi nhà tức nhưng chả làm gì được. Suba là tiền đạo uyển chuyển, còn càng uyển chuyển đến đâu thì Hiu càng cứng tới đó. Huấn luyện viên của Hiu là Kira. Ông ta là một thiên tài bí ẩn, trốn khỏi giới bóng đá mà mọi người không biết. Nanka lại bắt đầu phản công. Take xông lên, nhưng Taro vẫn nhỉnh hơn chút. Suba cầm được bóng, nên Hiu cho toàn hàng thủ kèm cậu một cơn mưa chuẩn người phá bóng. Nhưng không chỉ xoạc đơn giản mà còn dùng tay tạo thêm nháy. Tuy né được, nhưng chân của Suba dính một cú sút trời giáng từ đằng sau. Một thẻ vàng được rút ra, Hiu quyết định phải hy sinh con tốt đổi lấy con hậu. Nanka được hưởng một quả phạt đền. Taro sút rất xoáy, nhưng rồi Hiu vẫn đỡ được. Suba lao thẳng lên, nhưng Hiu chuyển bóng cho Take. Take thực hiện một cú sút xa. Mọi người tin với cú đó thì ai cũng sẽ bắt được, nhưng rồi bóng lọt lưới. Mori sau cú dính mắt vừa rồi thì đã sợ bóng. Mọi thứ đều được Hiu tính từ đầu. Đội Nanka chỉ có một thủ môn nên rất khó khăn cho chuyện này. Trận đấu được tiếp tục, lại thêm một cú sút về phía Mori, nhưng Suba kịp thời ngăn chặn. Cậu bảo với Mori, quả bóng là bạn nên đừng sợ nó. Hiu điên tiết chạy lên cướp bóng, sau đó đóng thẳng bạn bóng vào mặt Suba. Tuy vậy Suba vẫn không để bóng lọt lưới. Cậu quay lại cười với Mori và nói chả sao cả. Như vậy Mori đã hết sợ bạn bóng.
Mewa tiếp tục sút, nhưng Mori giờ đã tóm gọn trái bóng. Thực ra nãy Zuba cố tình để bóng bay vào mặt để giúp Mori thức tỉnh. Mori chuyển lại cho Zuba và họ lại tiếp tục tấn công. Zuba bắt đầu phản công, bọn Mewa lại xoạc nhưng cậu chuyển cho Taro. Hai người họ cứ chuyển đi chuyển lại là bên Mewa chả làm được gì hơn. Đường chuyền kế tiếp bị Hiu đọc nhưng đột nhiên bóng đổi hướng. Từ Zuba sẽ sút nhưng cậu lại chuyển cho Taro. Taro tiến thẳng tới khung thành đối phương và ghi bàn. Trước khi hiệp 1 end thì Nanka lại gỡ hòa, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa. Hiu có vẻ rất tức giận nhưng chả làm được gì. Lúc nghỉ giải lao thì Mori đã lấy lại được tinh thần như cũ. Hiu thì vẫn đang có với hiệp 1. Cậu bảo cứ đưa bóng cho mình và nhất định mình sẽ ghi bàn. Huấn luyện viên cũng đồng ý với cách của cậu. Waka rất muốn ra sân ngay bây giờ nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Hiệp 2 được bắt đầu và đây sẽ là hiệp quyết định ai giỏi hơn ai. Hiu sẽ cho Nanka biết như nào là đá bóng nghiêm túc. Hiệp 2 bắt đầu, Nutaro cướp được bóng ngay sau tiếng còi. Mewa lại sử dụng liên hoàn xoạc, Nutaro vẫn giữ được bóng. Hiu xoạc và cậu mất bóng ngay sau đó. Iza lên cướp bóng nhưng bị Hiu xúc quả bóng bay thẳng bụng. Hiu chuyển và Take bắt đầu chạy chỗ. Take lại chuyển vào trong cho Hiu. Lần này Mori sẽ không sợ bóng nữa. Nhưng rồi cú sút vẫn quá mạnh khiến Mori không thể bắt dính. Mewa lại dẫn trước một điểm. Nanka lại phản công. Mọi người trong đội chưa bao giờ là bỏ cuộc. Họ chuyền bóng tới tay Taro nhưng Zuba đang bị kèm chặt. Zuba đánh nhẹ người thoát khỏi thế bị kèm. Taro hiểu ý và mồi cho Hiu đánh đầu đưa bóng vào lưới. Tỷ số lại trở về thế cân bằng. Trận đấu cứ vậy mà trôi qua với tỷ số đuổi nhau. Trận này chỉ còn 5 phút mà thắng bại chưa rõ ràng. Take lấy được bóng và đem ra bên cánh. Cậu chuyền vào trung tâm và Hiu lao lên đánh đầu. Zuba cũng lao lên và hai cái đầu chạm nhau gián tiếp. Nhưng rồi Hiu vẫn khỏe hơn nên ghi được thêm điểm. Bên Nanka hứa phải ghi điểm, còn bên Mewa hứa thủ thành đến cùng. Nanka bắt đầu dẫn bóng lên, nhưng họ rất khó để chuyền cho Zuba phía sau Hiu. Urape không để ý và bị mất bóng. Lần này Nanka phải về nhanh không thì thua chắc. Take lại câu bóng vào trong, nhưng rồi Mori vẫn chụp được bóng. Cậu lại câu lên cho Misa. Misa chuyển thẳng vào trong cho Zuba, nhưng Hiu cũng đang có mặt ở đó. Lại một pha đấu đầu xem ai cứng hơn, nhưng lần này họ hòa nhau. Zuba đứng dậy và chạy bóng tiếp. Hiu tức tốc đuổi theo và sử dụng cú xoạc vô lê để gỡ lại điểm. Hiu không hiểu sao Zuba có thể né được cú xoạc đó của cậu. Cậu ấy bảo Take ngay khi trận đấu bắt đầu thì chuyền bóng cho mình. Ngay khi vừa tới chân, Hiu thì cậu đóng luôn không nói nhiều. Zuba cố gắng chặn lại nhưng chân hơi ngắn. Mori vươn người ra đỡ nhưng bóng xoáy vào giằng ngang. Đang lúc phá bóng thì Hiu lại phá lên cướp bóng lại. Cậu ta bắt đầu lấy đà. Zuba đứng ra chặn đầu. Hiu cố qua người nhưng không được. Khán đài giao lên vì đây sẽ là trận chiến quyết định xem đội nào win. Zuba trượt chân và mất thăng bằng. Hiu nhân cơ hội vượt qua và vào thế sút. Đột nhiên Zuba đá văng quả bóng đi. Bóng này về chân Take và một cú sút đã chấm dứt Nanka. Mọi người đứng hình và trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng tuy về may qua nhưng Hiu và Zuba vẫn đang hòa nhau. Zuba tức nhưng chả làm gì được. Tuy là thua nhưng nếu họ thắng 4 trận còn lại có thể sẽ có cơ hội. Ishii cổ vũ Zuba lại và lấy tinh thần. Waka gọi điện khi Mori đã thể hiện rất tốt. Sau đó cậu hỏi thăm Zuba luôn. Mọi người vẫn ổn và hứa sẽ win 4 trận còn lại để có cơ hội. Ở bảng 3 thì đội Furan đã thắng Naga. Bảng 4 thì Musa và Joha đang tiếp tục. Tới cổ vũ Misu toàn là con gái. Misu dùng động tác giả rất nuột. Thăng bằng cũng rất tốt. Cậu ta ghi bàn chỉ trong 6 phút. Lần này không chỉ có Hiu mà còn có Misu. Hiu vẫn nghĩ về cú sút của mình. Chân của Zuba lúc ý tưởng không chạm nhưng đã chạm và làm lệch quỹ đạo bóng. Người của học viện Toho tới tìm Hiu. Học viện Toho tới thăm dò Hiu, đó là một trường nổi tiếng và tập trung phát triển cầu thủ bóng đá. Họ đang định thu nhận Hiu vào trường. Bên cạnh kỹ năng đá bóng, họ cũng đã xem xét cuộc sống thường nhật của cậu. Nếu Hiu gia nhập thì học phí cấp 2, cấp 3 và đại học bên Toho sẽ đều lo. Họ không chỉ để ý tới Hiu mà còn có cả Zuba. Họ thăm dò trận ban nãy và bên Mewa đã thắng, nhưng Zuba và Hiu vẫn hòa. Giờ Hiu phải win giải toàn quốc để có được học bổng từ Toho. Cố ý nhắc nhở, nếu đặt hạng 2 vòng bảng thì vẫn có thể đi tiếp nên Hiu và Zuba sẽ còn gặp lại. Bên Nanka lấy lại tinh thần và thắng trận đầu với 9 quả. Nhưng bảng này vẫn còn đội Hana. Họ cũng mạnh không hơn không kém gì. Bên Hana có gặp anh em song sinh có vẻ cũng rất mạnh. Ngày hôm sau Nanka tiếp tục tiến lên. Giờ họ sẽ đấu chung cuộc với Hana vào ngày tới. Nếu hôm sau Nanka không win Hana thì họ không thể đi tiếp được. Đội Hana phần lớn sức mạnh tập trung vào anh em Tachi, chỉ cần tìm cách khống chế họ là coi như ổn. Huấn luyện viên cũng có một kế hoạch dựa vào Zuba và Taro. Tối hôm đó cả nhóm chơi ném gối nhiệt tình. Toho đã tìm được kha khá cầu thủ, hứa hẹn còn mỗi Waka vì cậu ta bị đau chân. Cũng có một thanh niên to béo, nhưng chỉ đứng thứ hai so với Waka. Tiền vệ lọt vào mắt họ là Taro của Nanka, Matsu của Fura và Take của Mewa. Nhưng rồi Misu của Musa vẫn được đánh giá là tiền vệ xuất sắc nhất.
Ngoài làm chủ trận đấu thì cậu ta còn săn bằng thắng nữa. Stuba và Hiu thì vẫn đang cân đối, chưa biết ai nặng ai nhẹ. Đã sang ngày thứ 3 cũng là trận cuối của vòng bảng, Fuda đã dốc sức mình và quy 5 trận liên tiếp. Musa thì cũng đã vào vòng trong với chuỗi 5 trận. Nanka cũng đã lọt vào vòng trong và giờ họ sẽ đối đầu với Hana. Bên Hana chơi đội hình 4-4-2, còn bên Nanka thì chơi với đội hình 4-3-3. Cuộc đấu bắt đầu với bộ đôi Tachi. Họ chuyền bóng cho nhau rất khéo và vượt qua từng người. Suba và Taro bắt đầu đứng ra ngăn chặn. Trong lúc mất tập trung thì họ bị Taro cướp mất bóng. Suba thực hiện một đường chuyền dài. Iza đón được bóng và dâng lên, nhưng hàng thủ của Hana cũng khá dày. Suba cũng dâng lên để thực hiện cú sút. Cặp đôi Tachi đuổi, nhưng rồi không kịp ngăn Suba sút bóng. Sau đó thì Nanka cũng dẫn trước một bàn. Bàn vừa rồi đã đưa Suba lên thành người ghi bàn nhiều nhất giải vượt mặt Hiu. Anh em nhà Tachi có vẻ như bị khắc chế bởi hàng thủ Suba và Taro. Nanka vũ bão tấn công nhưng vẫn chưa ghi thêm được bàn nào. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số nghiêng về đội Nanka. Vào hiệp 2 thì Nanka vẫn sẽ giữ lối chơi cũ. Mấy thành viên Hana đòi hiệp sau họ sẽ tấn công cùng anh em Tachi. Nhưng anh em Tachi vẫn còn con át chưa dùng tới. Họ chỉ tiếc khi phải dùng nó ở vòng bảng. Trận trước là Hiu cố gắng để hòa trước Hana. Anh nhận ra được mối nguy của họ là Nanka. Sau đó thì họ bắt buộc phải win Hana để vào vòng trong. Waka bắt đầu lên đồ để bảo vệ khung thành Nanka trong vòng chung kết. Hiệp 2 được bắt đầu và Hana vẫn chưa từ bỏ. Anh em Tachi vừa có được bóng và họ có mưu đồ gì đó. Masa cầu bóng vào trong và Kazuo có mặt để đón bóng. Stuba ra kèm nhưng Kazuo chạy và đạp mạnh vào cột dọc lấy đà bật lên. Masao cũng xông tới và thực hiện một cú sút ghi điểm. Nhưng không may, Nishio ra mất đà và va chạm nhau với Kazuo. Nishi có vẻ không tiếp tục được nữa. Lần này, Ishi sẽ phải ra sân thay cậu ta. Trận đấu được tiếp tục, Nanka có vẻ như đã thay đổi đội hình. Taro và Stuba đang dâng lên. Waka cảm thấy cơn đau ở chân đã hết. Stuba có được kẽ hở và sút. Nhưng bóng va trúng đùi của Aja, sau đó nó được chuyển lên cho anh em Tachi. Họ lại tiếp tục với cú sút tam giác cũ. Nhưng lần này một người bị kèm nên Matsu là người câu bóng lên. Cả hai anh em Tachi chạy về phía cầu gôn, sau đó cùng bật lên không. Hai người cùng sút một lúc hướng bóng vào gôn, Mori bay người đỡ bóng thành công, bóng tới chân Ishi nhưng có vẻ như cậu ý sút lên hơi lỗi. Sau cùng thì Ishi đã phản lưới nhà, mọi người đều trách cậu ấy nhưng Taro khuyên giải họ. Cậu nói giải này sẽ là lần cuối cậu chơi cùng họ, cho nên cậu ấy rất muốn giành được cúp vô địch lần này cùng mọi người. Mọi người bắt đầu lấy lại tinh thần, Nanka và thế khó vì dù có gỡ hòa họ vẫn không được vào vòng trong. Với ý định ghi bàn thì họ tấn công toàn lực, nhưng hàng phòng thủ của Hana vô cùng cứng. Họ tấn công mạnh bạo nhưng rồi vẫn vướng phải hàng phòng thủ. Taki có bóng nhưng việc họ không thể ghi bàn là do Stuba bị kèm chặt. Kisu ra hiệu và chạy chỗ. Cậu sút một cú trực tiếp nhưng rồi thủ môn Kobay vẫn bắt dính. Chỉ còn 5 phút nữa là trận đấu kết thúc, đội Nanka bắt đầu hoảng loạn, một đường truyền dài được câu lên. Nếu Nanka bị ghi thêm một bàn nữa thì coi như nát bét, Ishi bay người ra cắt bóng. Cậu dẫn bóng lên và bắt đầu đóng một cú trực tiếp, bóng banh vào chỗ thủ môn như Taro chỉnh hướng bóng. Sau cùng thì họ cũng đã gỡ hòa và đó đã cứu bàn phản lưới nhà vừa nãy. Nhưng dù vậy, Nanka vẫn phải ghi thêm một bàn nữa, chỉ còn 4 phút để vào vòng trong. Hana vẫn chưa ghi được điểm nào. Anh em ta chỉ quyết định tiến lên ghi thêm bàn nữa. Nanka giờ cũng rất hăng máu sau pha cứu hòa vừa rồi. Masao đang bị truy sát nhưng anh em Tachi không dễ gì mất bóng. Taro lần này nhờ sự phán đoán nên cắt được đường truyền. Nanka lấy lại quyền kiểm soát và dâng lên khung thành Hana. Taro sút nhưng bóng bị hậu vệ đá bật lại. Nanka được hưởng đá phạt góc và trận đấu chỉ còn có 3 phút. Bóng bay tới trước khung thành nhưng bị thủ môn Nanka đấm ra. Nhưng bóng rơi vào chân của Stuba. Cậu sút nhưng người đỡ bóng là Masao. Có thêm hai anh em họ thì hàng thủ coi như đã đủ thành viên, thời gian chỉ còn là 1 phút. Taro sút bóng bổng lên theo tín hiệu của Stuba, Stuba cũng lấy đà bật vào cầu gôn nhảy lên cao, sau đó sút một cú thẳng vào lưới giống anh em nhà Tachi. Trận đấu được kết thúc và người thắng là đội Nanka, họ sẽ được đi tiếp vào vòng trong cùng với Mewa. Waka ngồi xuống thở dài và an tâm, chú Robert biết Stuba thèm khát mọi kỹ năng và có thể thằng bé cũng chẳng cần anh. Taro sẽ chuyển trường trong kỳ 2 nên mọi người càng thêm quyết tâm giành vô địch. Mấy người bên Furano tới chào hỏi và khen Taro trận trước thể hiện tốt. Taro tuy chuyển trường nhưng nhờ có bóng đá nên cậu kết bạn được với nhiều người. Họ lúc về chạm phải Hiu, tuy xin lỗi nhưng Hiu thẳng tay ba một cái vả. Họ định đánh nhau nhưng Suba ngăn cản và khuyên họ nên giải quyết trên sân bóng. Misu cũng đồng tình, Nanka xuất hiện và cậu ta là thủ môn của Nani. Suba rất mong chờ trận chung cuộc. Không như vòng loại, vòng chung cuộc là trận quyết định, thua một trận là coi như chấm hết và trận nào cũng đều rất là khó khăn. Waka cảm ơn Stuba giữ lời hứa đưa cả đội qua vòng loại. Waka đã hồi phục được kha khá, nhưng hẳn cậu sẽ chỉ chơi được mỗi một trận thôi và một trận hẳn nó phải là trận chung kết. Waka kiểu gì cũng muốn đi. Ngày đầu của vòng chung cuộc, tất cả đội mạnh đều hội tụ lại.
Hokkaido có Furano là do đội trưởng Matsu dẫn đầu, đại diện Tokyo có Musa với chủ bài Misu, bên xa tâm có Mewa và người cầm đầu là Hiu. Naka trận này có vẻ khó vì Tsuba sút mãi không vào do bị thủ môn Naka chặn. Cậu ta là thủ môn số 1 tại giải này nếu không có Waka. Năm nay anh ta đang nhắm tới mục tiêu không để lọt quả nào như Waka năm ngoái. Cậu ta đóng một cú mà cứ như pháo binh bắn cao xạ. Bóng bay thẳng tới khung thành Naka, với một cú đánh đầu thì Naka đã thua một quả. Bóng liên tục bị bắt bởi Naka. Cậu ta lại đóng cao xạ vào chân, nhưng lần này bóng bị Taro chặn lại. Taro dâng bóng lên và tính rằng với thân hình nặng kia bé bự sẽ không thể đỡ quả góc. Naka vừa thấy bóng tới góc, liền bay người bắt dính. Tsuba biết rằng thanh niên kia dù to con đến đâu vẫn không sánh được với Waka. Naka không chỉ bắt mà còn đưa ra những chỉ thị tuyệt vời. Tsuba chạy về cướp bóng và cậu cũng điều được Ishi đi cướp bóng. Ishi chuyển cho Kisu và bóng lại về chân Tsuba. Mọi người lên yểm trợ. Tuy học khác trường nhưng từng là đối thủ của nhau nên phối hợp được ăn ý. Tsuba bắt đầu sút khu ngoài pen mặc dù hơi lãng phí. Naka bắt được với hai bàn tay nhưng bóng cực xoáy nên vẫn xoáy thẳng vào lưới. Hồi trước Tsuba cũng từng đục lưới Waka nhưng chưa quả nào ngoài khu vực pen. Cậu ta đang chứng minh thằng nhóc kia chả thể nào bằng Waka được. Sau cú đó thì Naka cũng không phá được kỷ lục của Waka nữa. Hàng công của Naka bắt đầu khơi dậy. Bóng tới chân Tsuba nên Naka lao thẳng lên. Bóng được truyền cho Kisu và cậu ta không bị kèm nên cứ vậy mà sút. Hiệp một kết thúc với tỷ số nghiêng về bên Naka. Kisu giờ thấy tên Naka gì đó cũng chẳng đáng sợ gì nữa. Thực ra không phải Naka quá yếu mà do đội Naka quá mạnh. Sang hiệp 2 và Naka tiếp tục trình diễn. Từ khi trận đấu bắt đầu thì trình độ Naka ngày càng được tăng lên. Tsuba hẳn cũng nhận ra điều đó nên thúc đẩy chúng. Bàn thứ tư cho Naka. Naka bắt đầu tức giận vì Tsuba đã làm cậu ta xấu hổ. Anh ta định sẽ nghiền nát bàn chân của Tsuba. Tsuba phản ứng né được và sút thẳng bóng vào gôn. Tsuba bảo nếu phát đó Naka thay vì chơi bẩn mà hướng đến quả bóng thì đã chặn được rồi. Trận đấu kết thúc và Naka lọt vào top 8. Trong trận tứ kết mai thì 408 đội Queen sẽ có vé vào vòng trong. Mewa và Fura đã win và tiến tiếp. Naka cũng đã thắng một trận áp đảo. Musa là đội mạnh đến từ Kanto và đội tuyển họ được chọn lọc từ 1.000 người. Và người được đánh giá cao nhất vẫn là Misu trong đội đó. Nhưng Misu vẫn chưa chơi được hiệp nào trong cả giải đấu. Nhưng nhờ vào sức mạnh của đội nên Musa đã tự vượt qua vòng bảng. Misu nói về huấn luyện viên gì đó và bảo mình là người hiểu bản thân nhất. Nhưng huấn luyện viên không thể mạo hiểm, cậu sẽ phải im lặng rồi nói chuyện sau. Cuộc trò chuyện đã được Yacho nghe được. Cô ý sắp gặp Tsuba và đòi nói chuyện riêng, cô ấy xin Tsuba hãy để Misu được win vì cậu ta bị bệnh tim và không thể chơi bóng nữa. Chuyện này chỉ có huấn luyện viên và Yacho biết. Tsuba từ chối vì giải đấu lần này là một phần ước mơ của cậu ấy. Nếu win thì cậu mới được đi Brazil cùng chú Robert và cậu ấy nghĩ Misu sẽ vui hơn nếu Tsuba chơi hết mình. Hitachi cũng đã gỡ lại được một bàn, Misu muốn vào nhưng huấn luyện viên không cho. Nếu thua ở đây thì cậu sẽ không thể chơi với Naka được nên huấn luyện viên cũng đành đồng ý. Misu bắt đầu vào sân khiến mọi con gái hú hú các thứ. Misu vừa vào sân thì đảo như giang lạc khiến đội bạn không biết đang xảy ra chuyện gì. Sau đó thì cậu gỡ hòa với chỉ một cú sút. Các tiền đạo của Musa dâng lên. Với kỹ thuật chuyền bóng và khả năng dẫn dắt trận đấu thì Misu là trái tim của Musa. Sau đó cậu thực hiện cú sút ra và ghi bàn. Tsuba không thể tin một người mắc bệnh tim có thể chơi được như vậy. Trận đấu kết thúc và Musa thắng với tỷ số 6-2. Giờ thì Misu có thể đấu với Tsuba. Misu biết quản lý nãy đi gặp Tsuba, cô ấy bảo Tsuba nếu vô địch giải này thì sẽ được đi Brazil. Misu hiểu ước mơ của Tsuba nên được khích lệ rất nhiều. Ngày mai cậu ấy sẽ chơi hết trận và cậu cũng sẽ chơi hết lực. Mảnh ghép cuối của Mewa đã về, nếu có thêm cậu ta thì Mewa sẽ vô địch chắc. Giải toàn quốc đã sắp tới hồi kết và chỉ còn lại 4 đội. Trận bán kết đầu tiên là Fura và Mewa, trận 2 sẽ là Naka và Musa, cả hai đội đã vào vị trí. Take dù mới lớp 4 đã trở thành trung tâm của đội, cậu ta chuyển bóng cho Hiu. Lần này Matsu cũng xông lên đối đầu. Hai bên thấy cũng ngang ngang và đội của Matsu dồn lên hỗ trợ. Hiu nhân cơ hội chuyển cho Take nhưng Matsu lập tức cắt bóng. Vì bị coi thường nên Hiu xoạc luôn, sau đó tiến thẳng về khung thành Fura. Anh ta bắt đầu lấy đà và nghĩ về gia đình sau đó sút thẳng vào lưới. Giờ số bàn của Hiu cũng ngang tới Tsuba rồi. Matsu cổ vũ để mọi người lấy lại tinh thần vì vướng chướng ngại Hiu nên Fura không thể tấn công toàn lực. Fura luyện tập ở nơi có rất nhiều tuyết rơi, việc đó giúp họ vô cùng bền bỉ. Cơ hội cho Fura vì bóng tới chân Matsu và cậu ấy tiến thẳng tới khung thành. Hiu lùi về ngăn cản nhưng Hiu xoạc trúng người chứ không trúng bóng vì phạm lỗi nên Matsu được hưởng một quả pen. Matsu đá quả phạt đền và nó vào thẳng lưới. Giờ Fura đã gỡ hòa với Mewa. Sau quả pen thì Mewa bị những đường chuyền của Fura kìm chân. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa. Sau khi để Hiu ghi bàn ngay đầu trận, họ đã bắt được cậu ta. Tsuba thấy Hiu hôm nay hơi lạ, cậu ta trong phòng nghỉ có vẻ rất mệt sau vừa làm việc gồng gánh gia đình vừa luyện tập.
Huấn luyện viên bảo Take hôm nay sẽ là chìa khóa để win trận này. Lần đầu Take gặp Hiu là mùa xuân năm ngoái khi mà cậu mới học lớp 3. Lúc đó cậu chưa biết Hiu là ai. Cậu cố xin vào đội nhưng những người khác không cho, cho tới khi Hiu lên tiếng cho Take thử. Nhờ có Hiu mà Take mới có thể gia nhập đội tuyển. Huấn luyện viên thấy Take cũng khá nên ông ấy bắt đầu hướng dẫn cậu. Take nhận ra Hiu vừa giúp gia đình vừa đá bóng nên đã ngưỡng mộ Hiu hơn rất nhiều. Sau đó cậu lập lời thề nhất định sẽ vẫy cờ vô địch với Hiu. Hiệp 2 được bắt đầu và Hiu cắt được bóng ngay sau đó. Matsu lại đứng ra ngăn cản Hiu. Matsu gần như cướp được bóng nhưng Take ra và cướp lại. Hàng thủ của Fura đang lỏng lẻo và Take tạt luôn bóng. Sau đó Hiu cứ vậy mà đóng thẳng vào gôn. Nếu như Take mà hợp lực với Hiu thì Maewa vô cùng mạnh. Trận đấu sắp đi tới hồi kết. Chỉ còn 5 phút mà Maewa đang dẫn trước một bàn. Fura bắt đầu dồn ép sân và họ đang cố ép sân. Một đường truyền trực tiếp cho Matsu và cậu ta bị dọa ngay lúc đó. Vì vào chân nên Maewa lại dính thêm thẻ vàng và bị dính quả đá phạt. Hiu người rất nóng và có vẻ hơi choáng. Matsu rút quả hướng vào khung thành. Bóng tiếp tục chuyển qua lại với Fura và sau đó họ tung ra cú dứt điểm. Nhưng Hiu vẫn dùng chân ngăn cản, bóng nảy lại chân của Matsu. Bỏ mặc cái chân đau, Matsu vẫn sút và ghi điểm. Fura hợp lực xông lên, Hiu lại xọt phá bóng nhưng hụt. Oka chạy ra đón bóng và sút. Một thành viên Bemewa dính bóng vào tay và ngay trong vùng cấm địa, Fura lại được hưởng thêm một quả pen. Người sút pen là Matsu. Đang định sút thì có người đứng ra kêu lên đổi thủ môn. Đó là Ken. Sau nhiều tháng ẩn danh do tai nạn, cậu ta nói thầm và bắt quả này xong thì sẽ chuyển Hiu ngay. Ken vào vị trí, Matsu tự hứa dù thủ môn là ai thì cậu cũng phải sút vào quả này. Cậu sút bóng không do dự nhưng Ken đã bắt được. Cậu ta chuyển cho Hiu ngay lập tức. Hiu có được bóng thì lăn banh vi bộ về phía khung thành Fura. Matsu ngã khụy do chân đau. Hiu mở cả mắt khi sút và dính phải chân hai hậu vệ Fura. Cậu ta vẫn dồn hết lực và bắn quả bóng thẳng vào gôn Fura. Trận đấu end thì Hiu cũng gục ngã. Matsu hiểu ra được Hiu đã chơi bóng với tất cả niềm đam mê của mình và hứa hẹn sẽ tái đấu. Giờ thì trận kế sẽ là giữa Stuba và Misu. Đội chơi của hai bên đã vào sân. Hiệp 1 thì Musa là đội phát bóng. Homa tạt bóng vào giữa sân. Vì Misu bị kèm chặt nên Sana có khoảng trống. Cậu ta đánh đầu nhưng Mori đã bắt được. Có Misu thì đội Musa không có một động tác thừa nào. Bóng được chuyển lên cho Taro. Cậu ta lách qua từng người sau đó chuyển cho Taki. Taki dẫn bóng đường biên và câu vào cho Stuba. Nhưng bóng chưa chạm tới chân cậu thì Misu cắt bóng. Có thêm hai tiền vệ tiến lên ngăn Misu. Misu lược được họ và nén luôn cú sọc của Stuba. Trong lúc Misu dứt điểm thì lại vướng chân Stuba. Taro đang để ý xung quanh thì bị Misu cướp bóng trong gang tấc. Cậu ta đóng tí thì vào, may mà có giả ngang. Bố mẹ Misu cũng tới xem và họ biết có vẻ như con mình sẽ vượt qua giới hạn của bản thân trong trận này. Misu đang di chuyển thì đứng lại chờ Stuba, sau đó thể hiện kỹ thuật các thứ. Stuba vô tình va chạm với Misu. Misu ôm ngực và Stuba không biết nên lo cho cậu ấy hay trận đấu này. Đây là cơ hội cho Nanka và một đường truyền lên cho Stuba. Nhưng Stuba hơi trễ nhịp một tí. Thực ra Stuba đang lo lắng cho bệnh tim của Misu. Misu thấy Stuba có vẻ như thương hại mình nên chứng minh cho cậu ta thấy mình vẫn ổn. Misu vượt qua ba người và sút thẳng vào gôn. Cuối cùng thì đội Musa cũng dẫn trước một bàn. Stuba động viên lại mọi người sau pha thể hiện của Misu vừa rồi. Misu cho người kèm chặt Stuba. Nhưng rồi Taro và Stuba vẫn thi nhau tiến tới khung thành. Taro chuyển cho Stuba nhưng lại bị Misu cắt bóng. Cậu ta chuyển lên nhưng tiền vệ của Nanka cũng không phải dạng vừa. Stuba hơi khó chơi do bị kèm chặt. Kisu đưa bóng ra trái bằng đầu và phá tan hàng phòng thủ. Stuba nhanh chóng thực hiện cú vô lê, đưa tỷ số trở lại thế cân bằng. Giờ cha mẹ của Misu cũng biết tại sao trận đấu này quan trọng với thằng bé. Mạch trận đấu nghiêng về phía Nanka, Misu lại có bóng nhưng Stuba đang thách thức cậu. Cậu hỏi về bệnh tim khiến Stuba ngây người và lướt qua. Điều đó chứng tỏ Stuba đã biết chuyện này. Misu sút nhẹ nhàng và cho thủ môn bắt. Cậu nhắc Stuba dù có chuyện gì thì cũng đừng nương tay. Misu bắt đầu triển khai chiến thuật gì đó. Taro có bóng và thấy Stuba ở nơi không người rất trống. Stuba có được bóng và sút thẳng vào gôn. Tưởng là vào như trọng tài giương cờ lên. Họ đã bị mắc bẫy việt vị. Robert có vẻ rất hoảng khi biết Misu đã hiểu được bẫy việt vị. Cứ vậy Stuba liên tục dính bẫy không làm gì được cả. Sự kiện này làm nao núng cả 11 người Nanka. Misu bắt đầu cho phản công. Các thành viên trong Nanka gắng sức đỡ bóng bằng tất cả kỹ năng. Misu dùng chính kỹ năng của Stuba để ghi bàn vào lưới Nanka. Giờ trận đấu đã nằm trong tay của Misu. Kết thúc hiệp 1 với Musa dẫn trước 1 điểm. Trong lúc nghỉ thì huấn luyện viên Nanka động viên học trò. Nhưng Misu rất mạnh, đến cả Stuba cũng phải công nhận. Cậu thấy Misu có kỹ thuật tốt hơn mình, chỉ đạo cũng tốt hơn mình. Dù có bệnh tim, nhưng Stuba vẫn không có cửa. Misu gặp Jinjajo và tát cô một cái. Cậu ý tức vì cô nói cho Stuba chuyện bệnh tim của mình. Tại chuyện ấy mà trận đấu bị ngắt quãng 2 lần. Hiệp 2 bắt đầu và đây là lần đầu Stuba mang một cảm xúc khó tả.
Thay vì tập trung và gọi bóng thì cậu lại không thoải mái khi ở trên sân. Bóng lại được chuyền cho Zuba. Thấy Misu và cậu lại nhận bóng lỗi, Misu nhắc nhở Zuba là trận đấu mới bắt đầu. Taro đã cướp được lại bóng. Chưa bắt đầu đổ mưa và Zuba lại nhận được bóng. Thấy không ổn nên Taro ra hiệu chuyển lại cho cậu ấy. Lần này Zuba không theo Taro. Misu cướp được bóng và lao về phía Zuba. Zuba chỉ đứng đờ người và cho Misu đi qua. Lần này cậu đã gục ngã mất hết ý chí. Lưới Nanka lại rung lên và họ bị dẫn trước đến hai bàn liền. Musa bắt đầu khiêu khích đội Nanka. Trên khán đài, Waka đã thấy Zuba gục ngã dưới cỏ. Waka hét lên bảo Zuba đứng dậy. Mọi người nhìn lên và thấy Waka. Cậu ấy bảo Zuba định lãng phí công sức mọi người như vậy sao? Cậu tới tận đây để tham gia trận chung kết ngày mai. Chú Robert cũng đồng tình. Waka nhắc lại cái món nợ mình cần phải trả. Taro đồng ý và tới khuyên Zuba. Sau một lúc thì cậu ta cũng nhận ra và đứng lên. Cậu xin lỗi mọi người vì làm ảnh hưởng đến cả đội. Giờ cậu hứa sẽ lấy lại hai điểm kia mà mình đã gây ra cho họ. Nanka đã bình tâm trở lại. Họ đã chỉnh lại hàng công, nhưng cách biện vẫn là hai bàn. Giờ nhiệm vụ của họ là gỡ lại hai bàn trong 10 phút còn lại. Zuba lại thể hiện màn đi bóng quá dẻo của mình. Dù trời mưa, nhưng Zuba vẫn không bị hụt chân hay chậm lại. Cậu chuyền cho Taro và Taro trả lại bóng. Nhưng phía trước họ là thủ môn và Misu. Zuba tuy bị ngắt trúng bóng, nhưng cậu gầy gót sau đó lao lên đánh đầu. Do va chạm đối phương nên bóng bay vào xà ngang. Nhưng đằng sau hàng công của Nanka đang dâng lên rất nhanh. Urabe cướp lại được bóng. Misu lại giăng bẫy việt vị lên Zuba. Zuba cũng chạy theo đường việt vị. Taro ngăn cản Urabe chuyển bóng. Thấy Zuba vừa vượt lên thì Taro lập tức chuyển ngay cho cậu. Zuba xoay người đóng thẳng bóng vào gôn thì số giờ được rút ngắn lại. Giờ bẫy việt vị coi như gãy bên Misu sẽ chơi hết mình. Bố mẹ cậu lo lắng vì thời gian chơi của Misu dài hơn bắt cho phép. Huấn luyện viên bảo người dự bị khởi động sẵn. Musa trở lại với trận đấu nhưng đột nhiên Misu bị đau tim nhưng vẫn cố. Hiu cũng đang hồi phục ở bệnh viện do làm quá nặng. Thời gian trận đấu không còn nhiều, chuyển động như Misu đang chậm dần nhưng một mình cậu vẫn vượt qua được ba người. Zuba đích thân ra cướp bóng và cậu đã cướp được thành công. Cậu gặp hàng phòng vệ và dùng độ trơn của nước để xoạc tới bóng. Sau đó cậu sút cú dứt điểm và đưa tỷ số về cân bằng. Zuba vui vẻ cho tới khi nhìn lại người bạn Misu của mình. Huấn luyện viên cho thay người luôn nhưng Misu vẫn cố nhắc về lời hứa của ông ấy là cho cậu chơi hết trận. Giờ Misu cũng nói với đội của mình là mình mắc bệnh tim. Bố của Misu trên khán đài cũng ủng hộ con trai mình. Zuba bảo mọi người trong đội vẫn cứ chơi như chưa có gì để đáp lại nguyện vọng của Misu. Chỉ còn lại 7 phút và Misu ngực lùi về giữa sân. Zuba cướp được bóng và tiến về phía Misu. Cậu lạnh lùng vượt qua Misu và người Misu bị dính bùn. Zuba chuyển về sau và mọi người bắt đầu tranh chấp bóng. Thấy Homa cầm bóng thì Misu bảo cậu chuyền cho mình. Misu bắt đầu dẫn bóng đi. Tim của Misu rất đau như muốn nổ tung. Từng bước chân chạm xuống đất thì tim cậu như thể bị đâm. Nhưng nó vẫn còn đập nhưng cậu vẫn có thể đi bóng chạy nhảy các thứ. Taro bắt đầu lợi dụng độ trơn sân bóng. Bất chấp đau tim nhưng Misu vẫn nhảy lên né cú xoạc. Trung vệ to lớn của Nanka tiến tới. Cậu ta huých vào bên trái nơi mà tim nằm. Misu đã dùng chân giữ được bóng. Zuba đang chạy lại cướp bóng. Nhưng đây là bóng của Misu. Hai bên va chạm và tim của Misu tiếp tục nhói lên. Đột nhiên Misu không thấy quả bóng đâu. Yuya nhắc cậu và cậu đã thấy lại nó. Cậu tung cú đá và nhanh hơn Zuba một giây. Lưới của Nanka cũng bị rung lên. Giờ chỉ còn 2 phút và Nanka phải gỡ hòa trong 2 phút đó. Robert cũng công nhận đó là một bàn thắng ngoan cường. Misu khóc và sờ vào ngực. May thay tim cậu vẫn còn đập. Mọi người dìu cậu ấy về và cậu ấy hứa sẽ bảo vệ tỷ số. Waka nhắc nhở mọi người trận đấu vẫn còn tiếp tục. Trong bóng đá thì Zuba chỉ cần 10 giây để ghi bàn nên hắn sẽ bắt kịp. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Giờ là Nanka có đuổi kịp hay Muse sẽ giữ vững được khung thành. Trọng tài vừa thổi còi thì Nanka dồn toàn lực tấn công. Zuba tiếp tục bị hai người kèm cùng lúc. Waka khích lệ họ rằng tới được đây đâu chỉ có dựa vào mình Zuba. Bộ ba Sute bắt đầu triển khai. Misu tiếp tục được người kèm họ. Giờ Kisu hết nơi để chuyền bóng. Trong đám đông nhốn nháo thì có một người luôn tỉnh táo, đó là Misu. Nanka gặp rắc rối vì họ không thể tấn công được. Giờ Misu lại cho những người còn lại lên cướp bóng. Nanka bị mất bóng nên cũng bắt đầu hoảng hốt. Ishi lập tức cướp lại và cùng đồng bọn tiến lên. Thời gian sắp hết nhưng Zuba vẫn đang bị kèm rất sát. Taki định sút nhưng lại chuyền bóng về cho Taro. Cậu ấy bắt đầu luồn qua người như công phượng. Misu cho người cản Taro nhưng vẫn cho kèm Zuba. Waka bảo cậu ấy cứ vậy mà sút. Cậu nhắm vào khung thành và sút nhưng thủ môn đỡ được bóng. Zuba nhanh chân chạy lên và cứu bóng. Nhưng quay ra thì rất nhiều người đã vây cậu. Trọng tài bắt đầu nhìn đồng hồ. Zuba nhìn lên trời và thấy lối thoát duy nhất ở đây là bên trên. Cậu hất bóng lên và nhảy theo nó. Sau đó cậu vô lê vào trong cầu gôn nhưng khó mà vào. Đột nhiên một cú đánh đầu của Taro đưa bóng vào lưới. Nanka đã kịp gỡ hòa trước khi trận đấu kết thúc. Mọi người vui mừng vì đã gỡ lại được.
Misu tự trách mình đã đọc sai lệnh, kia là đường truyền chứ không phải là cú sút dứt điểm. Hiệp phụ được bắt đầu với bóng bên Musa phát bóng. Suba sẽ dốc toàn lực trong trận này để không phải đá pen. Vì để đền đáp lại Misu cố gắng nên cậu sẽ không bỏ lỡ một giây nào. Misu sẽ tự cản cú sút này. Suba tung cú sút siêu dài và đi trên sân trơn trượt thì nó cũng nhanh hơn bình thường. Thủ môn không chạm được và Misu cũng bất lực như trọng tài thổi còi luôn. May mắn thay bàn thắng được công nhận trước khi trận đấu end. Mọi người đều vỡ òa trong niềm vui hân hoan. Suba chạy tới hỏi thăm Misu và Misu công nhận cậu rất giỏi. Suba nghĩ không đúng vì nếu Misu không bị bệnh thì thừa sức ăn được cậu. Misu thấy rất mãn nguyện vì trận nào cậu ấy cũng chỉ chơi được vài phút. Nhờ có Suba là đối thủ nên cậu ấy có thể chơi full trận. Và đây cũng là trận mà cậu ấy cảm thấy hành nhất. Misu vẫn muốn tiếp tục đá bóng mặc dù một trận chỉ có 1 đến 2 phút và mong chờ bệnh tim mình khỏi. Bố Suba cũng nghe tin và từ xa cổ vũ con mình. Đội cổ vũ chờ mấy ông chú lái xe tới. Xe của họ bất ngờ lần này treo hẳn bảng hiệu cổ động cho Nanka. Huấn luyện viên bắt đầu lên kế hoạch và đội hình cho ngày mai. Ông ấy bảo hôm nay Waka sẽ là người chấn giữ khung thành cho Nanka. Nhưng nếu chân cậu có dấu hiệu bất ổn thì vẫn phải thay Mori vào. Sau trận này Taro sẽ chuyển đi, còn Suba sẽ đi Brazil sau trận này. Họ sẽ chơi hết mình để không còn gì hối hận. Giải toàn quốc bước vào trận chung kết. Toàn áp sân vận động đầy áp người đang hào hứng về trận đấu. Các cầu thủ Nanka đã ra sân và phụ huynh của họ cũng tới để cổ vũ con mình. Nanka nhanh chóng khởi động nhưng các cầu thủ Mewa vẫn chưa ra sân. Đột nhiên có đường bóng bắn thẳng vào gôn của Waka. Đó là đội Mewa đã ra sân. Nãy mọi người rất lo cho Hiu vì cậu ấy chưa tỉnh lại. Hiu đột nhiên tỉnh lại và bảo cơ thể mình đã hồi phục hoàn toàn rồi. Anh ta giờ đã thay đổi suy nghĩ về lối chơi đồng đội nên cả đội sẽ đáp lại lòng tin đó. Mấy đứa em và mẹ Hiu cũng bắt đầu chuẩn bị đi cổ vũ cho cậu. Hiệp hội bóng đá cũng sẽ quyết định thu nhận Hiu hay Suba dựa vào kết quả. Hai bên đều sục sôi khí thế đòi đánh bại đối phương. Trận chung kết giải toàn quốc chính thức được bắt đầu. Hiu bắt đầu phát động bóng lên sân Nanka. Suba cũng chấp nhận lời thách đấu và lao lên. Hiu tung thẳng một cú sút cực mạnh vào giữa bụng Suba khiến cậu ôm bụng gục ngã. Suba vẫn cố đứng dậy đẩy gót chuyền bóng cho Taro. Sau đó Taro chuyển một đường dài cho Suba đang chạy chỗ bên trên. Suba sút thẳng vào khung thành nhưng bóng bị bắt dính bởi Ken. Màn thể hiện của Ken chứng tỏ cậu là một thủ môn xuất sắc. Mày qua bắt đầu phản công nhưng Ishii cắt được bóng. Cậu chuyền cho Taki để Taki dẫn bóng đường biên. Nhưng tiền vệ của Mewa cũng không phải dân thường nên đoạt được. Taro bay ra lấy lại bóng, còn Suba đang chạy tới chỗ khung thành. Một quả tạt vào và hàng thủ vây hết Suba. Thanh niên kia định đánh đầu nhưng vẫn bị Ken bắt bóng trước. Đây cũng là người chặn được quả pen của Misu. Ken đóng thẳng lên cho Hiu. Nanka chặn đến hai cầu thủ nhưng vẫn không ngăn được cậu ta. Hiu chuyển cho Take, sau đó Take dẫn lên rồi trả lại bóng. Cậu ta tung cú sút nhưng Waka giữ chặt được bóng. Mewa có Ken, có Nanta cũng có Waka. Waka bảo mình ở đây để trả nợ cho Hiu nên chắc chắn sẽ không thua cậu ta. Suba lại có bóng và lách qua từng người, sau đó tiến tới gôn và vào thế sút. Nhưng chả hiểu sao cậu lại sút hụt một dòng sông quê. Thực ra đó là một đường truyền cho Taro. Trong lúc Ken bị lừa thì không kịp quay lại, Taro sút và cậu phải bay người để dùng chân phá bóng ra. Nhưng bóng lại vào chân Taki. Taki lại chuyển cho Suba để vô lê. Ken bám nhảy trên cầu gôn, sau đó bật người bắt bóng. Thực ra Ken hồi trước có được phản xạ sắc bén nhờ học karate. Giờ chắc hẳn Suba phải dùng cú vô lê đặc biệt mới hạ được Ken. Take chuyển cho Hiu và Hiu tung cú sút nhưng rồi Waka vẫn bắt dính. Waka là thủ môn thiên tài có thể chặn mọi cú sút từ ngoài vòng cấm. Ishii bảo Hiu là ngay cả Suba cũng không thể ghi bàn vào lưới của Waka từ ngoài vòng cấm. Hiu thấy thú vị và nếu cậu ta ghi bàn từ ngoài vòng cấm thì coi như đã chứng minh được mình giỏi hơn Suba. Sau 10 phút thì trận đấu vẫn có tỷ số không đều nhờ có Waka và Ken. Hiu thấy đội Nanka đã tiến bộ hơn rất nhiều. Suba lại vượt qua được sự kèm chặt của hậu vệ, cậu tung chân sút và liếc Kisu nên biến cú sút thành một đường truyền. Kisu cũng bắt đầu sút nhưng Ken vẫn với tay tới khiến bóng bay lên trời. Đúng lúc Suba dùng cú vô lê mà Ken đang nằm chưa kịp dậy, Hiu cũng dùng cú vô lê ngăn lại và hai bên bị ngã xuống sân. Taro nhanh chóng chạy lên, Suba nhìn bóng cũng bật dậy, hai người họ cùng sút chung một trái khiến bóng đảo liên tục, cuối cùng nó xuyên qua người Ken và chui thẳng vào lưới. Sau 12 phút thì Nanka cũng mở bàn thắng đầu tiên. Mọi người đều bất ngờ về pha cùng sút bóng bởi Suba và Taro. Ken tức giận vì mình không thể chặn được cú sút đó. Hiu sốc lại tinh thần và bảo đó chỉ là do họ ăn may, giờ cậu ấy sẽ gỡ lại bàn đó. Trận đấu tiếp tục và Hiu lại lao lên tấn công do bàn thua vừa rồi. Giờ không ai có thể cản cậu ta. Taro cắt được bóng nhưng lại bị Take cướp mất. Lại một cơ hội ghi điểm và Hiu dùng một cú sút ra. Bóng bay với tốc độ cực nhanh nhưng rồi Waka vẫn bắt dính. Đây là lần thứ 3 mà Hiu không thể ghi bàn. Cậu ta cứ sút và Waka lại bắt. Waka chưa hề để thủng lưới một lần nào với mấy cú sút ra ngoài vòng cấm. Giờ Hiu muốn phá vỡ cái quy luật đó của Waka. Nhưng đó cũng là một trong những sai lầm của tiền đạo.
nên giờ Hiu cũng đã coi như bị tạch trong bài kiểm tra. Các cầu thủ của Mewa tiếp tục chuyền bóng cho Hiu. Lần này Waka lại bắt được, nhưng lòi đâu ra Taka lao vào. Cậu ta đánh đầu nhưng vẫn bị Waka dùng chân hất bóng ra ngoài. Hiệp một kết thúc và Waka đã thể hiện rất tốt. Trong phòng thay đồ, Tsuba bảo mình thích mục tiêu của cả đội hơn là bản thân. Còn bên Mewa thì Hiu bảo Take đừng có xen vào nữa. Take nói thẳng, Hiu hôm nay chơi không hề giống những gì Mewa từng chơi. Phương châm của họ là win bằng mọi giá, mà Hiu cứ sút ngoài vòng cấm. Hiu nắm vào vai Take và nói cậu đã đúng. Anh xin lỗi mọi người về sự ích kỷ của mình. Anh muốn vào học viện Toho nên mới làm vậy. Nãy cậu đã sút ngoài vòng cấm để thể hiện mình giỏi hơn Tsuba, nhưng hình như đó là nước đi sai. Gia đình của Hiu cũng tới để cổ vũ cho cậu. Giờ Mewa chơi theo phong cách của chính mình. Lực lượng của Mewa xông lên xoạc bóng. Tsuba và Taro cứ liên tục né những cú xoạc của cả đội Mewa. Tsuba tí thì bị ăn xoạc vào chân, may là cậu tránh được nhờ một cú nhảy. Hiu cướp bóng được trên không của Tsuba. Sau đó Mewa bắt đầu dâng lên tấn công. Nanka phòng thủ để chặn Hiu. Hiu đánh gót cho Take, sau đó chạy vào vùng cấm của Waka. Take vừa thấy lỗ hổng thì chuyền cho Hiu. Hiu tung cú sút trực tiếp trong vòng cấm địa, nhưng Waka lao lên chạm được vào bóng. Hiu tung hết sức đá cả người lẫn bóng bay đi. Tuy Waka bay vào lưới nhưng vẫn giữ được bóng bên ngoài vạch. Em của Hiu lên tiếng và Hiu để ý thấy gia đình mình tới. Nhà mấy ông mà cậu thường hay giúp cũng tới đây để cổ vũ. Giờ Hiu có thêm động lực ghi bàn vào lưới của Waka. Nanka chuyển bóng cho Tsuba. Mike lo cho chân Waka vì cậu có thể chơi được một trận đấu bình thường. Nhưng nãy giờ cậu đã bắt rất nhiều quả bóng vào gôn của Hiu. Đang điều khiển đội thì Waka thấy chân mình nhói lên. Tsuba biết ở hiệp 1, Waka đã dùng chân bị thương để cản cú sút của Take. Họ sẽ không để Waka chịu nặng thêm. Tsuba chuyển bóng cho Iza và chạy chỗ. Hiu bảo mọi người về thủ và lấy bóng cho mình. Lần này cậu hứa sẽ ghi bàn cho bằng được. Cú sút của Mewa cướp được bóng, nhưng Taro phản ứng kịp và cướp lại. Tsuba ra hiệu cho Taro tiến thẳng về khung thành Mewa. Take chạy về và sọc vào chân của Taro. Cậu ấy quay lại, nhưng Taro vẫn tiếp tục tiến lên. Bóng cầu vào khung thành của Mewa và Tsuba chạy về phía cột dọc. Ken cũng chạy về phía cột dọc còn lại. Tsuba từ cột dọc bật lên xà ngang dùng kỹ thuật của anh em Tachi. Ken cũng dùng xà ngang làm bàn đạp nhảy lên. Sau cùng thì một bên sút còn một bên bắt. Tsuba lại dính thêm một lần úp lưng xuống sân cỏ. Tsuba thì không đứng dậy được, còn Taro thì ngồi ôm chân do pha vừa rồi của Take. Bóng được chuyền tới chân Hiu. Waka điều khiển hàng phòng thủ. Đội Mewa cũng tiến lên để giúp Hiu. Thay vì tiến lên thì Hiu lại chuyền cho đồng đội. Take có bóng và cầu vào trong Hiu. Hiu đỡ được bóng và sau đó tung cú sút thứ 6. Waka dùng tay đánh bay cú sút này nhưng bóng bay vào cột dọc. Cậu bảo hậu vệ phá bóng nhưng Hiu dùng đầu lao vào đưa bóng vào lưới. Giờ tỷ số trở lại thế cân bằng. Hiu bị chảy máu ở đầu nhưng quan trọng hơn họ đã gỡ hòa. Take vẫn áy náy về chuyện mình lỡ làm Taro bị thương với cái chân bê bết máu. Tsuba thì cũng tập tễnh bước đi nhưng còn Taro thì không thể đứng dậy. Cậu ấy được đưa ra ngoài sân để được chăm sóc. Nanka không còn lựa chọn nào ngoài đám 10 người trên sân. Chuyển động của Tsuba không còn sắc bén như trước và cậu thực sự cũng đã bị thương ở chân. Trước mặt Tsuba là Hiu và Hiu cướp được bóng từ chân Tsuba. Tsuba bị văng ra và Waka nhận ra Tsuba đã bị thương ở chân. Hiu lại chuyển bóng cho đồng đội mình. Anh ta tuy là cầu thủ bình thường nhưng tí thì sút vào do Waka bị đau chân trở lại. Giờ ba người chủ chốt của Nanka đều bị thương một loạt. Lần này chiến thắng hẳn sẽ gọi tên Mewa. Ishi bảo lần này cả đội phải thực sự cố gắng. Họ sẽ làm giảm sức ép và gánh nặng trên ba người kia. Hiệp 2 chỉ còn 12 phút và Mewa sẽ đá phạt góc. Mewa đá phạt góc và Hiu tiến thẳng vào gôn. Waka cũng chạy ra nhưng chân đau nên gã hụt xuống. Iza và Taka cũng nhảy lên đánh đầu với Hiu. Nhờ vậy Nanka thoát khỏi tình hình nguy hiểm. Huấn luyện viên thấy vết thương nặng hơn bình thường. Trong ba người trụ cột của Nanka thì Tsuba là người duy nhất có thể di chuyển được. Bóng lại tới chỗ Hiu ngay trước khung thành. Cậu ta đóng nhưng Ishi đã dùng mặt để đỡ bóng. Taro đã sơ cứu xong và bắt đầu quay lại sân. Cậu ấy bảo mình sẽ lấy bóng và chuyền cho Tsuba. Mewa có vẻ quá tập trung và tấn công mà quên phòng thủ. Đối thủ duy nhất của Tsuba chỉ còn là Ken. Huấn luyện viên đồng ý cho Taro chơi vì đây là kỷ niệm cuối cùng của cậu. Cậu ấy là người nghĩ nhiều nhất. Nếu không cho cậu ấy chơi thì Taro sẽ tự nhủ mình là gánh nặng cho cả đội. Tsuba biết vết thương của Taro còn nặng hơn mình nhưng cậu ấy vẫn cố gắng lấy bóng chuyền cho cậu. Taro tranh bóng với Take và Take mà thất thủ thì hàng công của Mewa cũng coi như vứt. Take vẫn áy náy về việc làm anh Taro bị thương. Vì chân của Taro bị thương nên phản ứng không nhạy được. Mục tiêu giờ là đưa bóng tới chỗ Hiu. Hiu tưởng như có được bóng nhưng Taro đã cắt đường truyền. Cậu đánh đầu nhưng Waka đã đánh thành công bóng. Taro bất chấp chân đau vẫn câu lên cho Tsuba. Tsuba đỡ bóng ngon lành và nãy giờ cậu để dành năng lượng cho pha này. Giờ chỉ còn Tsuba và Ken đối đầu. Đây là pha quyết định kết quả trận đấu. Tsuba và tư thế sút nhưng Take đã ngăn cản được. Nhưng Tsuba vẫn dùng sức đưa bóng đi. Ken đánh bật được bóng nhưng bóng vẫn nảy ra sau. Cậu nhanh chóng đá 180 độ cứu bản thua của Mewa trông thấy.
mọi người trong Nanka rủ lên và bên Mewa cũng vậy. Iza nhảy cao nên lấy được bóng, bên Mewa lại xoạc liên tục khiến bóng không về tay ai. Trận đấu chỉ còn lại 5 phút nhưng bóng đột nhiên tới chỗ Hiu, giờ chỉ còn Taro chặn cậu ta. Hồi trước Taro từng tới Mewa và được mọi người hâm mộ ngoại trừ Hiu. Một bên dùng vũ lực còn một bên dùng sự khéo léo. Đột nhiên Hiu nhảy sang bên để né Taro. Người luôn đâm thẳng như cậu giờ phải dùng động tác giả. Hiu bị mất thăng bằng nên Waka lao lên, một bên sút còn một bên bắt. Hiu tùng sức làm rách găng của Waka và đưa bóng vào lưới. Giờ Mewa đã dẫn trước một điểm với hiệp 2 chỉ còn 4 phút. Hiu chỉ tay lên trời khẳng định mình vô địch. Bàn thắng vừa rồi đã khẳng định Mewa trên cơ Nanka. Dù bà khen Hiu sút đẹp nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Mori đem găng của mình cho Waka và hỏi về chân của cậu ấy. Hiu cũng nhắc cả đội đừng có chủ quan vì Nanka không phải dạng dễ chơi. Nanka sẽ phải gỡ hòa trong vòng chưa đầy 4 phút. Mewa lại kèm chặt Zuba và 4 người tiền vệ tiến thẳng tới khung thành Mewa. Zuba có bóng nhưng cậu không thể sút luôn vì nó vô tác dụng với Ken. Cậu truyền cho Iza và Iza biết mình không sút được lại truyền cho Taki. Taki suy nghĩ thì lại truyền bóng về cho Taro. Chỉ còn 3 phút và hàng phòng thủ của Mewa dâng lên. Không có ai sút được ngoài Zuba nên cậu truyền cho cậu ấy. Zuba bật lên và tung cú volley đặc biệt. Ken bắt được bóng nhưng không dính. Thấy Kisu nên Ken phá bóng lên. Nếu Hiu giữ được trái này thì coi như Mewa win. Vừa tới chân thì Waka lao lên cướp, sau đó dẫn về phần sân của Mewa. Sau đó cậu và tư thế sút ở khoảng cách rất xa. Taro mặc chân đau bật lên làm đổi hướng bóng nhưng hơi quá. Zuba cũng lao lên và bật với pha hip hop Never Die đưa bóng vào lưới. Nanka đã gỡ hòa với tỷ số 2 đều. Ba nhân vật chủ lực của Nanka đều cố gắng. Trọng tài báo hiệu trận 2 kết thúc. Sau 40 phút thì kết quả vẫn chưa phân biệt rõ ràng. Giờ họ sẽ nghỉ giải lao và chuẩn bị cho hai hiệp phụ 5 phút. Nếu như sau hiệp đó mà cả hai đội hòa nhau thì cả hai sẽ cùng giật giải. Huấn luyện viên xem vết thương cho Taro và khuyên cậu không nên vào hiệp phụ. Bố cậu ấy hỏi thăm và cậu bảo mình ổn. Misa tới chỗ Waka và bảo để mình sơ cứu cho. Giờ chỉ còn nước quấn băng và chỗ bị thương. Zuba thì cũng được chú Robert massage cho. Hồi trước chú ấy cũng hay được huấn luyện viên massage cho như vậy. Nhiệt độ hiện tại là 35 độ nên các tuyển thủ phải chơi trong cái nắng oi bức này. Hiệp đầu thì Mewa sẽ phát bóng. Hiu và hàng thủ Nanka lại tiếp tục đối đầu. Cậu chuyển cho Take và khi cậu qua hàng phòng thủ thì Take chuyển lại. Hiu bắt đầu sút ngoài vòng cấm. Waka bay người ôm gọn bóng trong ngực. Zuba dẫn bóng vào phần sân Mewa. Trước đó chú Robert đã băng chân cho cậu để giảm đau, nhưng vì băng hơi dày nên cậu sẽ hơi khó kiểm soát một tí. Đội Mewa lại xoạc về phía Zuba nhưng cậu đã khéo léo luồn qua từng người. Cậu thực hiện một cú sút và Taro lao lên để đánh đầu, nhưng Ken vẫn bắt dính bóng trong ngực. Ken không dính một chiêu hai lần, bóng lại được chuyển lên chỗ cầu gôn của Nanka, nhưng Waka đã bắt dính bóng với một tay. Cả Waka và Ken đều thi đấu rất tốt. Không biết ai sẽ vượt qua được kỳ kiểm tra này, bóng tới chân Zuba và cậu lại vô lê, nhưng Ken bắt bằng một kỹ thuật rất ảo diệu. Khán giả giờ như mực khô bởi cái nắng gần 40 độ. Trên sân thì hai đội vẫn rất cố gắng. Taro đột nhiên ngã khuỵu xuống và ôm chân. Mewa thấy cơ hội nên lao lên xoạc, nhưng Taro kịp thời chuyền bóng đi. Giờ bọn họ xoạc thẳng vào nốt chân bên kia của cậu. Zuba lại dùng cú vô lê để không phí phạm cơ hội. Ken vươn người nhưng bóng quá xoáy khiến cậu bắt hụt. Cùng lúc đó thì trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu và cái kết bàn thắng không được công nhận. Mọi người chạy tới chỗ Taro hỏi thăm. Zuba tới đỡ cậu ấy và xin lỗi vì mình không thể ghi bàn. Chỉ còn 5 phút và trận này thắng hay thua là do thủ môn. Vào hiệp cuối này, họ sẽ dồn hết sức để không phải mất thêm 5 phút nữa. Hiệp phụ thứ 2 lại bắt đầu, nếu như Taro mà không chịu được thì cậu ấy sẽ tự xin thay ra. Lần đầu tiên Taro chơi bóng với Zuba là lúc bù giờ. Hiệp phụ bắt đầu và Zuba dẫn bóng lên. Dưới sự quan sát của khán giả thì thời gian đã trôi đi từng giây. Trong lần này may mắn sẽ mỉm cười với đội nào. Zuba dùng cả tư cách để chiến đấu. Cậu tung một cú sút về phía khung thành và Ken vẫn bắt dính. Mewa bắt đầu phản công lại nhưng Waka vẫn bắt được. Giờ hai tiền đạo gặp khó khăn với thủ môn của đối phương, Zuba lại dẫn bóng lên. Một người muốn đi tới Brazil, nơi mà có thể thực hiện được ước mơ. Một người thì muốn giúp gia đình và theo đuổi đam mê. Hai người họ lại giao tranh với nhau. Nhưng đang tranh giành thì chân của Zuba nhói lên và cậu bị mất bóng. Cậu chạy lại tìm người và cả hai cùng ngã xuống. Bóng ra biên và Take ném bóng. Zuba hình như đã đặt tới giới hạn. Mọi người thi nhau ngăn cản Hiu nhưng đều bị cậu ta qua người. Đột nhiên Hiu mất thăng bằng và gục xuống. Isi nhân cơ hội phá bóng nhưng Take lại có được bóng. Cậu ta lại chuyền cho Hiu. Hiu vô lê bằng hết sức lực nhưng Waka vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu bắt dính bóng và bị đẩy về cột dọc. Tiếng còi vang lên và họ sẽ tiếp tục đấu với hai hiệp phụ. Nếu như hiệp này kết thúc mà còn hòa thì sẽ không có thêm bù giờ hay đá pen. Cả hai đội sẽ cùng là nhà vô địch. Có vẻ như Toho đã có quyết định. Chasuba cũng biết trận đấu vào hồi kết và ông tin con mình sẽ win. Trời bắt đầu nổi mây và một cơn mưa chút xuống. Mọi người như có thêm năng lượng sau màn mưa. Huấn luyện viên động viên mọi người. Zuba không muốn thua hay hòa trận này vì họ đã thua Mewa trong trận vòng bảng.
lần này cậu nhất định phải win để gỡ hòa. Hiểu cũng không muốn kết thúc hòa và muốn toàn lực tấn công. Taro bảo mình tiếp tục chơi sẽ trở thành gánh nợ cho mọi người, nhưng họ sẽ không thể win mà thiếu cậu ấy. Waka bảo mình có một kế hoạch, họ sẽ cho Mewa tấn công hiệp đầu để cho hai người họ nghỉ ngơi. Sau đó khi đã đủ sức thì họ sẽ đặt cược vào hiệp 2. Mewa bắt đầu bằng giao bóng, một đường truyền đẹp cho Hiu, nhưng Waka đã chặn được cú sút của cậu. Mọi người lại tiếp tục ngăn cản Hiu, kể cả hậu vệ Taka khổng lồ. Lần này Hiu không vượt qua họ được, tưởng họ sẽ tấn công nhưng đội Nanka chỉ chuyền bóng bên dưới. Hàng phòng thủ của Nanka tiếp tục kèm chặt Hiu, Waka vẫn không để lọt lưới kiểu gì. Ken nhận ra kế hoạch của Nanka và kêu gọi Hiu, thủ môn Ken chạy lên hỗ trợ tấn công. Waka cũng là thủ môn nên đoán được góc cậu ta sút. Hiệp 1 kết thúc với khung thành Nanka an toàn, giờ tới lượt Stuba và Taro. Hiệp 2 được bắt đầu và cặp đôi Stuba và Taro bắt đầu tấn công, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Stuba qua người từng cái một, những bước di chuyển đó là thành quả của việc nghỉ ngơi ở hiệp 1. Cậu dụ bạn tới và chuyền đi cho Taro. Taro hồi phục được cũng nhiều nhưng chân cậu vẫn bị chấn thương. Hiu nhân cơ hội cướp bóng, cậu ta dâng lên từ giữa sân và phản công nhanh. Waka bảo mọi người đừng hoảng và tin vào Taro. Chân Waka cũng đã tách rồi, Taro tự nhủ phải cố gắng. Hiu có được bóng và sút nhưng không vào do Stuba ngăn chặn. Cậu chuyền lên cho Taro, Taro đỡ được bóng và dâng lên. Cậu ấy vẫn qua được mấy người bên bạn, còn Stuba vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Hai người họ chuyền qua lại, tới gôn thì họ đóng nhưng không vào. Izzy đã đón được bóng và cậu ấy câu vào bên trong cho hai người kia. Taro dùng cú vô lê và Hiu cũng vậy nhưng đều hụt. Thực ra cậu ấy là mồi nhử cho Stuba sút phát đó. Sau cùng thì Stuba cũng đưa được bóng vào lưới, rồi Nanka đã dẫn trước một bàn. Nhưng thời gian vẫn còn 3 phút nữa, Mewa phát bóng và họ lại dâng lên tấn công với hy vọng gỡ hòa. Waka chấn chỉnh lại đội hình, Take chuyển cho Hiu và cậu qua từng người một. Hiu giờ cũng mới cảm nhận được niềm vui của bóng đá đem lại. Bao nhiêu người xoạc cũng không làm chậm bước Hiu, cậu ta định vô lê nhưng thấy Stuba nên chuyển đi. Take nhận được bóng và cậu ta sút nhưng Waka vẫn còn bay người được. Chân của Waka bị thương và pha cứu thua vừa rồi của cậu đã đưa chân cậu về tình trạng rất tệ. Nanka vẫn đang dẫn trước một bàn, nếu họ và giữ bóng cho đến hết trận thì coi như xong. Waka lúc ném bóng lên thì bị ngã xuống. Take thở nức đục thả câu nhưng Taka phá bóng. Waka vẫn chưa đứng dậy được, huấn luyện viên bảo Mori ra thay. Giờ Mewa chỉ cần sút là ghi được bàn. Cả đội họ chạy lên như giặc, giờ Nanka phải ngăn cản họ sút bằng mọi giá. Đã có bảng thay người nhưng chỉ bấm ra biên mới thay người được. Taro kèm Hiu và mọi người cũng bắt đầu triển khai phòng thủ. Thời gian còn không quá một phút, kèm bắt đầu từ cầu gôn lao lên. Nhân lúc Taro lơ là thì Hiu thoát khỏi thế kèm, cậu ta có luôn được bóng. Suba tung cú xoạc nhưng Hiu đã sút nhanh hơn. Waka dùng một chân để bay người, tưởng không tới nhưng cậu dùng thêm tay và đỡ được. Kèm dùng một đòn vô ảnh cước. Taro dùng toàn sức chạy ra và ngăn cản thành công bóng vào lưới, nhưng cậu chạy quá đà nên đâm thẳng đầu vào cột sọc. Bóng ở chân Stuba mà thời gian vẫn còn, cậu ta thấy người bạn mình như vậy nên nổi điên lên. Cậu chạy thẳng tới khung thành Mewa lách qua từng người một. Chân Stuba bị thương dường như đã biến mất. Take chạy lên ngăn cản, nhưng thấy mặt Stuba thì cậu biết mình nên dừng lại. Hiu đứng ra và chỉ còn vài giây nữa, hai bên lại xảy ra vụ va chạm như vụ nổ của siêu tân tinh. Stuba đã qua được Hiu mà dùng chính sức lực chứ không phải kỹ thuật. Hiu cũng công nhận mình đã thua. Giờ chỉ còn Ken, Ken xông lên tóm bóng nhưng Stuba né thay vì sút. Sau đó cậu đóng một quả cực căng vào lưới Mewa thay cho Taro. Tiếng còi vang lên và Nanka chiến thắng tuyệt đối. Waka đỡ Taro dậy và mọi người đều vui mừng vì đã win. Mewa đã thực sự chơi rất hay. Mấy ông chú cũng cổ động Hiu. Hiu ra chỗ Stuba và bắt tay công nhận mình đã thua. Cậu cũng có lời khen cho Taro và Waka. Ken cũng không phục Stuba vì đây là lần đầu cậu ta bị ghi 4 bàn. Sau trận đấu thì Nanka và Mewa bắt tay ăn mừng cho nhau. Cuối cùng thì mọi người cũng có cái kết happy ending. Tuy Stuba win, nhưng chú Robert vì lý do nào đó mà không giữ được lời hứa đưa cậu đi Brazil. Đã tới lễ bế mạc và nhà vô địch là Nanka đại diện tỉnh Sizu. Stuba bước lên trên bục và nhận cờ vô địch và cậu cũng là MVP của mùa giải với 31 bàn thắng. Mẹ cậu đang nói với Robert thì quay ra không thấy cậu ấy đâu. Trong lúc phỏng vấn thì Stuba bảo mình sẽ được đi Brazil với chú Robert. Chủ tịch Bento Hồ cũng tới để tuyển Hiu. Hiu không ngờ vì mình đã thua Stuba. Họ định chiêu mộ Stuba nhưng không phải vị trí tiền đạo mà sẽ là tiền vệ. Nếu hai người họ ở Toho thì chắc chắn sẽ thất bại ở Nhật. Hiu đang lưỡng lự thì huấn luyện viên bảo cậu không nhanh lên còn gì nữa. Mọi người cũng tới chúc mừng Hiu vì đoạt giải Á quân. Trận này tuy thua nhưng cậu phát hiện Hiu còn có tiềm năng hơn trước nên cho cậu ấy tự ý trả lời. Hiu quyết định mình sẽ vào học viện Toho.
Zuba ra chỗ Taro để nói lời tạm biệt. Mẹ Zuba chạy nhanh ra bảo với cậu về lá thư. Chú Robert đã về Brazil mà không dắt cậu theo. Zuba không hiểu tại sao chú ấy lại làm vậy. Mọi người bảo Zuba đuổi theo chú ấy và tới sân bay. Sẵn đó cũng có mấy bác xe tài trợ giúp. Trên xe, Zuba đọc lá thư. Trong thư, chú ấy nói về vấn đề mắt của mình nên không thể chơi bóng. Chơi bóng là mục đích của cả đời chú nên chú ấy đã rất sốc. Nhưng người đã cho chú lý do tiếp tục sống là Zuba. Robert muốn tự tay chui rèn cậu thành cầu thủ số một thế giới. Nhưng chú ấy không thể làm vậy vì như vậy sẽ làm chia rẽ gia đình cậu. Còn một lý do hơi ích kỷ nữa là chú ấy chỉ là kẻ thất bại, còn cậu là người cống hiến cả đời cho bóng đá nên chú không thể dạy cậu gì cả. Những thứ Zuba nhận chỉ là thêm mấy bài tập khắc nghiệt về sau đó chú sợ phạm sai lầm. Tới lúc đó thì đã quá muộn rồi nên Zuba sẽ tự định hướng đi cho đời mình. Giờ chú ý sẽ về Brazil và tình chú cháu tới đây coi như chấm dứt. Cậu chạy ra chỗ bãi bay nhưng chú Robert đã bay đi mất rồi. Taro dọn đồ và chuẩn bị rời đi. Mấy ông trong đội Nanka tới tận trường Nanka để ký vào bóng và tiễn cậu ấy. Nhưng Zuba lại không đến và tự nhốt mình sau cú sốc đó. Học viện Toho cũng tới chiêu mộ Zuba. Họa sĩ đi lấy thêm chữ ký của Zuba nhưng đang đi thì gặp Taro. Giờ Ishi sẽ lao tới nhà Zuba thật nhanh và gọi cả Waka ra nữa. Ishi tới nhà Zuba thì cậu ấy không có nhà. Zuba ra ngồi bờ sông nhìn quyển sổ mà chú Robert để lại. Ishi chạy tới và bảo về chuyện Taro. Xe buýt đã tới, sau đó buộc con Taro lên xe. Cùng lúc đó, Zuba cũng chạy thuộc mạng tới. Ishi tung quả bóng ra và Zuba sút cho Taro đang ở trên xe buýt. Quay lại thì Waka cũng đã tới và bảo mình sẽ sang Đức. Thầy Misa được một vé sang Đức nên thầy ấy muốn xem bóng đá châu Âu ra làm sao. Thầy ấy cũng rủ Waka theo mình sang đó. Thầy Zuba bảo qua Brazil thì Waka cũng tự ngẫm nếu muốn thành thủ môn cứng nhất thế giới thì phải xem thế giới như nào. Zuba cổ vũ Waka nhất định thành một thủ môn số một thế giới. Nhưng trước đó họ sẽ có một trận đấu. Waka nhất định không để lọt lưới ngoài vòng cấm. Cậu bắt hụt nhưng bóng chạm cột dọc. Cũng nhờ vậy Zuba thực hiện được cú vô lê. Waka xoay người gắng hết sức bay và tóm gọn bóng. Zuba bảo với Waka mình sẽ vào sơ chung Nanka cùng với mọi người. Cậu ấy chưa từ bỏ giấc mơ nên một ngày nào đó cậu sẽ tới Brazil. 3 năm sau, Waka liên tục gây bất ngờ với mấy pha cứu thua trong trận gần đây. Sana giờ cũng được làm quản lý đội bóng. Những cầu thủ chủ chốt của Nanka cũng vào sơ chung Nanka để sát cánh cùng Zuba. Học viện Toho cũng đang cố gắng tập luyện và có thành viên mới vào, đó là Take. Giờ họ hứa sẽ nghiền nát giấc mơ vô địch 3 năm của Nanka. Zuba và Hiu hẳn là sẽ lại chạm trán sớm. Nanka hồi trước chỉ là một ngôi trường bình thường, nhưng giờ đây mọi sự chú ý của bóng đá đều hướng tới ngôi trường này. Zuba là đội trưởng của trường và dẫn dắt đội vô địch suốt 2 năm giải toàn quốc. Vào hè này, cậu sẽ đấu giải cuối cùng của thời trung học. Zuba không còn là tiền đạo như trước mà giờ về vị trí tiền vệ. Tiền vệ là trung tâm đội bóng nên không chỉ thiên về tấn công mà còn phải phòng thủ nữa. Bóng vừa tới chân thì Zuba lên và đóng một cú cực căng. Tỉnh Shizu năm nay, Nanka sẽ không đại diện mà là nhóm còn lại của Nanka SC cũ. Đội họ có thêm thành viên mới khá mạnh tên là Nita. Zuba vẫn tiếp tục trả lời phỏng vấn. Các trường năm nay đều gia tăng lực lượng và kỹ thuật của họ cũng tiến bộ. Zuba biết Hiu, Misu và mọi người đều đang cố gắng hết sức để lật đổ mình. Nhưng Taro thì không biết giờ cậu ấy ra sao và cả chú Robert nữa. Sau khi chú ấy đi thì Zuba đã chuyển từ tiền đạo sang tiền vệ như chú ấy bảo. Những kỹ thuật cậu cũng luyện tập thêm. Nhưng những kỹ thuật mà Robert chỉ thì lại rất khó thực hiện, khiến cậu càng muốn đi Brazil hơn. Zuba giờ phải học tiếng Bồ Đào Nha. Giáo sư đi vệ sinh và hỏi về chuyện họ cho Zuba đi Brazil. Thực ra bố mẹ cậu đồng ý và Hiệp hội bóng đá quốc tế cũng đồng ý hỗ trợ họ. Sau khi tốt nghiệp sơ chung thì họ sẽ đưa thằng bé sang đó. Đã có lịch thi đấu và là vì hạt giống nên Nanka sẽ chơi trận 2. Otomo là đội của Kishi, Urabe và mấy người khác trước ở Nanka SC. Họ hơi lo vào hồi trước có rủ họ đấu tập nhưng Otomo từ chối. Trong lúc đang tập luyện thì bọn Otomo tới xem để thăm dò. Họ có vẻ như rất tự tin về đội hình mình và hứa sẽ đánh bại Nanka trong trận chung kết. Nita nhảy từ trên xuống và đóng một quả cực căng cho Zuba. Zuba nhận được bóng và cả bọn họ lao lên tạo một thế trận giống như những con cá mập đang săn mồi. Sau đó họ cướp được bóng của Zuba một cách dễ dàng. Zuba thấy mọi người đều bình thường, ngoại trừ một người cậu chưa quen là Nita. Nita có bóng và cậu ta đóng thẳng vào cầu gôn nhanh như chim cắt. Buổi chiều, Zuba nhớ lại lúc mình đỡ cú sút của Nita. Khi đỡ cú đó thì chân cậu đã hơi tê như việc chạm trán với Hiu. Zuba hỏi huấn luyện viên thì ông bảo cậu ta như cứu tinh. Nita có thể chạy 100m trong vòng 11 giây. Tuyệt kỹ của anh ta là cú sút chim ưng và có một độ xoáy cực kỳ khủng khiếp. Nita đã đánh bại được Take, dù Take lớn tuổi hơn và chính cậu cũng đã gồng gánh Nanka SC cũ khi hội Zuba tốt nghiệp. Có 3 đứa trẻ đầu tới mời Zuba xem chúng luyện tập.
Suba thể hiện cú sút của mình cho bọn trẻ con thì bị Urabe đi ngang qua khịa. Bên cạnh đó, Nita cũng cảnh báo Suba. Trong 2 năm qua, Otomo lúc nào cũng chạy 30 cây số. Suba bắt đầu lao vào luyện tập vì do tự phụ quá lâu. Hôm sau, cả đội kêu mệt do luyện tập căng hơn tí. Huấn luyện viên ra chia đội để đá tập. Họ cứ bảo Suba, nhưng Sana bảo mình thấy ánh mắt của Suba khác bọn họ. Trận đấu tập 1 bên Suba với nhóm 5 nhất, còn một bên là nhóm 5-3. Trận đấu vừa bắt đầu thì Suba cướp được bóng. Cậu vừa cướp bóng và vừa nói ra điểm yếu của từng thành viên trong đội. Sau cùng thì cậu ghi bàn và đánh giá Mori luôn. Lần này, cả đội bắt đầu chơi nghiêm túc sau cú ghi bàn và đánh giá thấp của Suba vừa rồi. Thủ môn bên Otomo rất to con và cậu cũng là bạn của Nita tên là Ichi. Giải liên tỉnh bắt đầu, Suba nhận được tin nhắn của Waka, cậu ấy gửi lời chúc giành chiến thắng giải toàn quốc lần thứ 3. Kata bên hiệp hội bóng đá đến. Anh ấy bảo mình đã gửi video cho hội bóng ở Brazil và họ có vẻ rất hứng thú. Nhưng họ vẫn muốn tận mắt thấy Suba chơi rồi mới ký hợp đồng được. Trước tiên, cậu phải tạo nên một huyền thoại là win chuỗi 3 năm ở Nhật. Sau đó sẽ sang Brazil và vào top 1, rồi khi đứng đầu cậu sẽ là người lãnh đạo bóng đá Nhật. Giải liên tỉnh đã tới và Suba lại cầm lá cờ vô địch năm ngoái ra rồi đem lên bục. Nita hứa nhất định phải cho Suba nếm mùi thất bại là như nào. Otomo đang chứng minh sức mạnh của mình bằng những bàn thắng và người đầu tiên vào chung kết là đội Otomo. Sau đó là Nanka cũng vào nhưng có vẻ bị dính một bàn. Urabe nhận ra hàng tấn công của Nanka chỉ xoay quanh Suba nên chỉ cần chặn cậu ta là win. Hiu đồng ý nhưng phong tỏa Suba là điều không thể. Vì do Suba nên Hiu bị trước Á quân 2 năm liền nhưng lần này có vẻ Hiu có bất ngờ. Anh ta cũng khinh thường Otomo không thể đánh bại nổi Nanka. Nếu có thể thì chỉ có trong mơ, Nita xuất hiện và bà mình đã hạ đồng đội của Hiu là Take và giành chức vô địch. Sana có chuẩn bị chút chanh mật ong để giúp đội phục hồi tốt hơn. Trận chung kết giải tỉnh Shizu bắt đầu, khán đài chật kín người. Huấn luyện viên nhắc nhở mọi người chơi thật nghiêm túc và hết mình. Suba xin chơi tiền vệ và kèm chặt Nita. Vì Otomo chỉ có người ghi bàn là cậu ta nên Suba muốn không chê cứng. Huấn luyện viên đồng ý và giao Nita cho cậu. Bên Otomo cũng cùng nhau động viên cố gắng hạ bệ Nanka. Cả hai bên bắt đầu ra sân đấu. Bên Nanka vẫn chơi đội hình huyền thoại là 4-3-3, còn bên Otomo cũng vẫn là đội hình 4-4-2. Hiệp đấu vừa bắt đầu, nhưng Suba không dâng lên tấn công. Nanka tấn công với bộ ba Kisu, Taki và Iza, nhưng bên Otomo nhanh chóng cướp được bóng. Urabe cùng đội hình tứ tấu dâng lên, một đường truyền cho Nita. Nita có tốc độ chạy 100m trong 11 giây nên bộc phá lên rất nhanh. Suba đối mặt với cậu ta, một bên là chim ưng, còn một bên là đại bàng. Cuộc đụng độ xảy ra, và giờ người giành được bóng là Suba. Từ tấu Otomo đang chờ đợi Suba bên trên, họ đã đặt cược mọi thứ để có thể đánh bại Suba. Một đấu với bốn, vì bị bắt bài nên Suba mất thăng bằng, nhưng cậu vẫn chuyển được bóng cho Ishi. Nãy Suba nhận ra bọn họ đã phong tỏa mọi đường truyền của cậu, giờ bộ tứ lại đuổi Ishi. Nanka bắt đầu bị ép sân dù vẫn giữ bóng, Mori nhắc nhở họ, và họ mở một đường truyền cho Suba, sau đó thì Aza sút thẳng vào gôn nhưng không vào. Thủ môn của Otomo cũng không phải dạng vừa, Hiro nghĩ Nanka khó mà win trận này và Hiro cũng thắc mắc về Nita. Kata ra đồng ý và giới thiệu mình từ Hiệp hội bóng đá. Trận này đội nào có điểm đầu tiên thì đội đó sẽ có cơ hội win lớn. Thủ môn của Otomo thì có mỗi Suba vượt qua được cậu ta. Như Suba mà tấn công thì Nita sẽ có khoảng trống, một đường truyền tới chân Nita, cậu ta đóng sửa qua mặt Suba và hướng tới khung thành. Mori gần như bắt được nhưng may do bóng xoáy nên vòng ra ngoài, đỡ Suba bị chảy máu và không phải đương nhiên đường bóng lệch khỏi khung thành. Suba giờ rất vui vì đã gặp được đối thủ xứng tầm. Kata bảo trên đất nước này không ai chặn được Suba, nó đã được chứng minh qua 2 năm vô địch của cậu. Suba hẳn đang rất rất vui vì được người có thể khiến cậu phải thách đấu. Cả hai đội quay lại sân sau giờ nghỉ, Otomo sẽ đá phạt góc. Suba tiếp tục kèm Nita, cuối cùng thì Mori đã bắt được bóng, Nanka lại phản công và Otomo lại cướp. Suba lại cướp lại từ Nita và tỷ số hiện tại vẫn là không đều, chỉ còn vài phút nữa và Nanka đang dốc sức tấn công, lần này Suba bỏ kèm Nita. Cậu biết mình không thể giữ được bóng dù chỉ một giây nên rút luôn, bóng bay thẳng vào lưới và người dẫn trước đó là Nanka. Đây là lần đầu Otomo bị thủng lưới. Hết hiệp 1, Urabe không hài lòng về kết quả họ đã luyện tập. Huấn luyện viên lấy ra chanh mật ong do Sana chuẩn bị cho mọi người, còn đội Otomo thì Nita đang tức giận do không ghi được bàn đầu tiên. Hiệp 2 bắt đầu và Otomo bắt đầu chơi hăng máu. Nita xâm nhập vòng cấm địa nhưng chiến thuật của họ đến giờ vẫn chưa phát huy hiệu quả. Suba tiếp tục bám đuổi Nita nhưng Nita tự tin về tốc độ chạy của mình. Bóng vừa đến thì cậu sút luôn, không thực hiện động tác giả nhưng bóng lại ra biên. Cậu biết mình không thể bắt chước Suba được nhưng đó là cách duy nhất để win Nanka. Nanka ném biên xong thì bóng lại vào chân Otomo. Nita lại tăng tốc và chạy lên đón bóng. Cậu thực hiện lại cú sút vừa lỗi của mình nhưng lại thất bại vì có vẻ hơi quá trình. Suba và Kata nhận ra cú sút thứ hai đó tốt hơn lần đầu rất nhiều.
Otomo lại có được bóng và chuyền cho Nita. Lần này, Nita đã sút thành công, nhưng còn chút xíu nữa là vào gôn. Nếu cứ đà này, thì Nanka chắc chắn sẽ thua với bài này của Nita. Do Nanka không thể tấn công bởi bộ tứ, nên Tsuba về nhà thủ. Giờ Tsuba cũng không thể kèm chặt Nita được. Nếu Nita thực hiện được cú sút đó, thì Nanka sẽ cứ vậy mà bị ghi bàn. Tsuba bắt đầu dâng lên tấn công trong hiệp 2 này. Để chặn Nita hoàn thiện cú sút, thì cậu buộc phải tấn công. Tsuba bắt đầu qua hàng tiền vệ đối phương. Thay vì dẫn tiếp, cậu truyền cho Taki. Taki bị bắt bài, nhưng cậu đã thay đổi lối chơi. Bóng lại tới chân Kisu. Kisu đối mặt với thủ môn, nhưng thủ môn bắt dính cú sút của cậu. Bên Otomo bắt đầu phản công, cậu ta đã cằn nắn nót, rất chuẩn thời gian. Bóng chạm tay hậu vệ nên cậu ta sẽ được hưởng sút tự do mà không ai kèm. Tsuba bắt đầu đoán hướng bóng và bị các lỗ hổng. Đột nhiên, Urabe chạy tới chỗ bóng, nhưng người sút lại là Nita. Cú sút cực căng chạm vào đầu một cầu thủ, từ đó cũng tạo ra một khe hở. Tsuba bật vào sàng ngang và Nita lại đóng thêm một cú qua khe hở đó. Tsuba đã chặn nó bằng đầu của mình, bằng chính tuyệt kỹ của Ken. Tiếp theo, cậu lại dâng lên phản công nhanh. Iza đánh đầu chuyển cho Tsuba. Nếu cậu ghi thêm một bàn nữa thì Otomo coi như không có cửa. Để qua bộ tứ thì Tsuba dùng cú bấm bóng bổng. Sau đó cậu lại qua người thứ hai, người thứ ba thì cậu qua bảng bên dưới. Và giờ chỉ còn một người nữa trong bộ tứ. Lần này bóng bị nảy lên không trung và Tsuba chạy về hướng quả bóng. Bên Otomo dốc sức không cho Tsuba sút, nhưng cậu vẫn sút được. Lần này thủ môn Ichi đã bắt dính thành công. Thực ra ban nãy chân ba người hậu vệ kia đã chạm vào bóng nên Ichi mới có thể bắt được cú sút đó. Ichi thực hiện đường truyền cho Urabe. Cậu ta dẫn lên và lại truyền cho Nita. Nita có rất nhiều khoảng trống nên đây sẽ là cơ hội gỡ hòa. Cậu cảm nhận được sự tin tưởng của mọi người nên đóng toàn lực. Cuối cùng thì bóng cũng vào gôn và tỷ số được san bằng. Cậu vui mừng vì đã thực hiện được kỹ thuật. Giờ Tsuba đã bị khắc chế bởi Nita. Nhưng bên Nanka vẫn chưa từ bỏ và giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu. Tsuba sẽ đáp lễ lại Nita vì đó là quy luật của bóng đá. Trận đấu tiếp tục bắt đầu thì Tsuba đã triển khai đội hình tấn công. Bộ ba Sute phối hợp rất ăn ý và họ chuyển qua lại rất mượt. Tsuba chuyển vào khung thành và Kisu bật trả lại Tsuba. Cậu căng chân sút thủng lưới Otomo thêm lần nữa. Nanka lại vươn lên, dẫn trước một lần nữa nên Tsuba chuyển nhanh từ tiền vệ lên tiền đạo. Nhưng dù vậy, cậu cũng nhắc mọi người không thể lơ là được vì họ mới dẫn trước một bàn. Trận đấu sắp hết 20 phút của hiệp cuối, bóng tới chân Taki nhưng Urabe nhanh như cướp cướp lại. Cậu lại truyền cho Nita nhưng đột nhiên Iza bật lên cản bóng. Cái bài này lặp đi lặp lại nên mọi người cũng biết được đường bóng. Cú bóng chuyển đến Nita là lại bị chặn đứng lại. Có lần bóng vào trong, nhìn Tsuba chỉ tay lên trời và bẫy về vị Nita thành công. Chỉ còn lại 5 phút và Nanka bắt đầu tấn công nhưng hàng thủ của Otomo vẫn rất gắt. Izzy ăn cơm hớt được và chạy thẳng đến đường biên. Cậu tạt bóng vào trong tường quá đà, nhìn Tsuba đang chạy tới điểm truyền. Tsuba không sút mà tạt nhẹ sang để Taki đánh đầu. Giờ Ichi đã hoàn toàn bị Tsuba trên cơ. Ngay vào phút cuối, Nanka đã ghi được tận 2 bàn. Nita được thấy Tsuba chơi thực sự nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Otomo lại tấn công nhưng vừa sút truyền cho Nita thì tiếng còi vang lên và trận đấu kết thúc. Nita vẫn sút cú không chỉnh hoàn hảo nhưng quá trễ. Nanka lại được đại diện cho tỉnh. Họ Win nhờ ngăn đường truyền cho Nita. Hiu vẫn đánh giá Nanka là một con quái vật trên sân bóng. Lần này, Nita công nhận mình đã thua Tsuba thật sự. Giờ cậu đã có mục tiêu mới là đuổi kịp Tsuba và vượt qua. Trong buổi phỏng vấn, thì Tsuba bảo người mà cậu muốn chơi cùng nhất bây giờ là Taro. Sau giải 3 năm về trước thì chả nghe tin gì về Taro nữa. Có người đồn là cậu ấy bị thương nặng nên chưa thể chơi bóng lại. Tsuba không nghĩ vậy và đoán cậu ta đang chơi bóng ở đâu đó. Hiu tức giận vì người Tsuba muốn đấu là Taro chứ không phải mình. Cậu điên tiết bảo mọi người đi tập tiếp. Bika cũng đã qua 2 năm rưỡi huấn luyện. Ông sẽ là huấn luyện viên cho đợt tuyển chọn đội bóng trung học quốc gia. Waka đang rất cố gắng vì xung quanh toàn những cầu thủ chuyên nghiệp của Đức nên tiến bộ rất nhanh. Và mùa hè này không biết Tsuba viết lên lịch sử win chuỗi hay bị đối thủ lật đổ. Fura giờ cũng rất mạnh nhờ khả năng đồng đội có 1-0-2 ở Nhật Bản. Họ win với tỷ số 7-0. Bên chỗ Akita thì anh em Tachi cũng cất cánh. Họ đã ghi 9/10 trong những pha ghi bàn của đội Hana. Bên đội của thủ môn Naka thì cậu vẫn giữ chắc khung thành. Nhưng họ vẫn cần ghi điểm để thắng trận này. Dù không có tấn công và họ cũng bị một hậu vệ sút xoáy đục lưới nên thua. Azu sẽ thay họ vào giải toàn quốc lần này. Sau 2 năm tịnh dưỡng thì Misu cũng đã tái xuất. Vì bác sĩ khuyên cậu không được vận động mạnh quá 30 phút nên cậu không chơi được hết trận. Lần này sẽ là trận giữa học viện Toho của Hiu và Musa của Misu. Đội Nanka cũng đã luyện tập xong nên có thể xem trận của họ. Tsuba thì vẫn miệt mài tập sút nhưng hơi tệ. Cậu đang cố tập sút xa với một chút tổ lái mà chú Robert ghi trong quyển sổ tay. Không phải cú sút vòng lên trời, cũng không phải thẳng, mà nó hình móc câu để có thể né được cú bắt của thủ môn. Cả đội thấy Tsuba tập lẻ nên cũng muốn tập theo. Chacho nhắn cho Sana về câu chuyện của mình với Misu.
Nhìn chuyện của Sana có vẻ không ổn lắm. Bên kia sao không có Misu nên Yu và Take hoành hành ghi được 3 điểm liên tục. Misu xin vào sân vì nếu thua thêm họ sẽ không thể gỡ lại. Giờ Misu bắt đầu bước vào đội Busa chuyển sang thế tấn công. Misu có được bóng và Yu lao vào. Từng cướp nhưng cậu chạy qua. Phía sau là bóng Take xoạc bóng nên Misu kịp thời nhảy lên. Tiếp theo là hàng thủ của Toho và thủ môn Ken. Misu không chịu khuất phục trước khi được đấu với Suba. Cậu tự mình qua hàng thủ và tiến vào khung thành. Chỉ với một cú sút thì Misu đã gỡ lại được một bàn. Huấn luyện viên Toho ra hiệu Take ở nhà thủ, còn Hiu sẽ lo công. Hiu lại nóng lên sau pha vừa rồi, nhưng một pha xoạc bóng đến từ Misu. Musa thực hiện những đường truyền trên sân, Take chặn được một đường truyền và đang chuyển lên cho Hiu thì bị Misu chặn đứng. Tưởng cậu ta dây bóng nhưng lại là chuyền để bật này, cậu lại sút để gỡ thêm nhưng Ken đã bắt dính. Hiệp một kết thúc và trận đấu nghiêng về Musa từ khi Misu vào sân. Hiu sẽ không để ai ngáng chân khi tranh chức vô địch. Misu cũng không thua bất cứ ai cho tới khi đá với Suba. Sau khi xem xong thì bọn con gái bên Nanka cũng thấy Misu rất ngầu. Họ thông báo cho đội bóng Misu ra chơi luôn từ hiệp đầu. Huấn luyện viên cho hiệp 2 Take lại kèm Misu. Hiu đòi kèm Misu để phục hận vì cậu ta cướp bóng. Huấn luyện viên nhắc nhở, bóng đá là môn thể thao đồng đội, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình trước. Take cũng nhắc lại mục tiêu của họ là ngăn Nanka vô địch toàn quốc lần này, nên Hiu cũng bình tĩnh hơn. Huấn luyện viên bên Musa nhắc Misu trong hiệp tới, cậu chỉ được chơi 20 phút thôi. Hiệp 2 được bắt đầu với Musa phát bóng, bóng lại tới chân Misu và Take lao lên cướp bóng. Musa chuyển qua lại cho nhau và chưa dâng lên. Hiu rất muốn trả lại bàn thua vừa nãy. Misu lại có bóng nhưng Take vẫn bám theo cậu. Biết là không dẫn được nên cậu chuyển đi cho đồng đội. Thủ môn Ken bắt gọn bóng và gần như chỉ có Misu mới có thể ghi bàn. Bên Toho bắt đầu phản công nhưng bóng vừa tới chân Hiu thì bị dính việt vị. Misu tranh cơ trong việc không chơi bóng nhưng rồi rút bao nhiêu thì Ken vẫn bắt dính bóng. Nhờ bẫy việt vị nên Toho cũng không thể ghi thêm bàn. Cả hai đội đều không tấn công được và thời gian cứ vậy trôi qua. Misu sắp bị thay ra vì dưới cái nắng cậu không nên cố quá. Cậu biết nếu không gây được sự bất ngờ cho thủ môn Ken thì sẽ không thể ghi bàn. Cậu chuyền cho đồng đội nhưng lần này cậu ta không sút. Ken đúng là có bất ngờ nhưng vẫn đấm được bóng đi. Misu chạy tới đỡ bóng. Vì hết cách nên cậu thực hiện cú vô lê. Ken bật cột dọc nhưng cũng không chạm được vào bóng. Tỷ số được rút ngắn nhưng đột nhiên Misu thấy nhói ở tim. Huấn luyện viên chuẩn bị cho thay người nhưng Misu vẫn đòi cố chơi. Cậu ấy muốn ghi thêm một bàn nữa để gỡ hòa. Bác sĩ không đồng ý vì nếu còn chơi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Nhưng 2 năm qua, Misu điều trị cật lực chỉ để chơi giải này. Cậu ấy muốn chơi cùng Suba thêm lần nữa. Nếu Misu mà còn chơi thì Toho rất dễ bị lật bàn cờ. Huấn luyện viên Toho lại cho Take lên tấn công. Giờ Toho sẽ phát bóng và Take sẽ lên hàng công. Hai cầu thủ của Musa đang cố gắng cướp bóng của Hiu. Nếu tự mình dâng bóng lên thì bẫy việt vị không có tuổi. Misu bảo mình sẽ kèm Hiu và nếu cướp được bóng thì họ sẽ phản công nhanh. Hai người bám sát nhau và Hiu không thể cắt đuôi được Misu. Đột nhiên tim của cậu ấy đau và cậu ngã xuống. Misu vẫn cố chuyển bóng đi bằng mặt. Musa có được bóng và họ phản công nhanh. Toho nhanh chóng về phòng thủ. Ken không sợ bất kỳ ai ngoại trừ Misu. Những đường truyền một chạm của Musa xuất hiện. Ken xông tới và Homa chuẩn bị sút. Cuộc chạm trán xảy ra và Ken đã bắt được bóng. Musa tấn công điên cuồng vì cơ hội mà Misu trao nhưng lại hụt. Trọng tài cho dừng trận đấu và mọi người tới hỏi thăm Misu. Huấn luyện viên cho thay người luôn. Cậu ấy quay về ghế dự bị nhưng vẫn nhắc nhở đồng đội là còn thời gian nên được từ bỏ. Sau khi Misu được thay ra thì Musa đá cật lực nhưng vì hàng thủ của Toho quá chắc. Sau cùng tiếng còi cũng vang lên và Toho là đội win. Hơi tiếc nuối vì sau 3 năm, Misu vẫn không được đá với Suba. Lúc về thì Hiu gặp huấn luyện viên Kira. Ông ấy chê cậu trở nên mềm yếu. Kira sốc lại tinh thần Hiu và bảo sau khi tới Toho thì cậu trở nên mềm nhũn. Gương mặt thương hại cho Misu đã hiện lên rõ trên mặt cậu. Cậu làm mất bóng và khiến tí nữa thì bị gỡ hòa. Cũng may có Ken nên không sao cả. Khi vào Toho thì Hiu không cần bận tâm tới những chuyện khác. Nhưng cũng vì thế cậu mất đi khao khát win. Trước kia thì dù trong hoàn cảnh nào, Hiu cũng cố để mạnh hơn. Take và Ken đã theo cậu tới Toho, nhưng với tình hình hiện tại, chắc chả ai muốn theo cậu nữa. Kira đang mở một trường bóng đá, và nếu cậu muốn tới thì lúc nào cũng được. Suba gặp bài khó, nên cậu ấy xin phép gia sư xin nghỉ giải lao một chút. Vừa lúc ý Waka gửi tin nhắn cho cậu, Waka tuy ở Đức nhưng lại vô cùng hóng tin vô địch của Suba lần này. Cậu ấy tới Đức cũng gặp lại được một người bạn cũ có kỹ năng ngang ngửa họ, đó chính là Taro. Taro giờ sống tại Pháp và cậu ấy vẫn nhớ như in những kỷ niệm khi còn ở đội Nanka SC. Và Taro vẫn giữ lại quả bóng kỷ niệm, còn Waka cũng vẫn đang giữ cái mũ đầy chữ ký của mọi người. Đã 3 năm kể từ khi họ ra Suba, nhưng Waka không ngờ Taro lại là người gặp lại mình ở đây đầu tiên.
Từ khi Taro đi thì không có tin tức gì khiến đội Nanka cũ rất lo. Thực ra Taro đã thấy Waka trên tạp chí của Pháp nên mới biết Waka đang ở đây. Dù vẫn ở trong đội dự bị nhưng Waka hứa trước 18 tuổi sẽ tham gia một giải đấu chuyên nghiệp nào đó. Taro thì vẫn đang chơi bóng khắp nơi giống hồi còn ở Nhật. Waka rủ Taro cùng nhau chơi một trận bóng và họ già ở mấy đứa trẻ. Tsuba và Taro giờ đã có được những kỹ thuật rất điêu luyện và chắc chắn họ sẽ sớm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bọn trẻ con tới hỏi Taro sao lại giỏi như vậy và muốn được như cậu. Nhưng bí kíp vẫn đơn giản là coi quả bóng như người bạn. Waka chụp chung với Taro xong gửi cho Tsuba làm động lực cho cậu vô địch tiếp năm nay. Waka ở Đức, còn Taro ở Pháp. Tiếp theo đó, Tsuba muốn mình ở Brazil và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng là làm rạng danh Nhật Bản trên thế giới. Tsuba lại bảo với anh gia sư lại tới lúc chiến đấu rồi. Hai thanh niên của trung học Hira có vẻ rất tự tin mình sẽ chấm dứt chuỗi của Nanka. Ta kể báo về huấn luyện viên là mình không tìm thấy anh Hiu đâu. Hiu nhớ về lời nói của huấn luyện viên cũ và đang tới chỗ ông ta. Hôm sau, mấy đứa bạn trầm trồ vì Taro ở Pháp. Các đội bóng khác đang cố gắng chấm dứt chuỗi của Nanka trong năm nay. Cặp Tachi có vẻ như đã có lối chơi phối hợp mới. Chỗ huấn luyện viên Kira và Hiu đã trở về. Huấn luyện viên của Toho lo lắng cho Hiu. Kem bảo cậu đoán được Hiu đã tới chỗ huấn luyện viên Kia rồi. Huấn luyện viên bên này thực sự tức giận vì sự cố ý bỏ đi này. Ông ta sẽ cắt học bổng cấp 3 và đại học của Hiu và cả đội sẽ thi đấu giải toàn quốc mà không cần Hiu. Một ngày trước giải đấu, nhóm của Tsuba được nghỉ ngơi và họ được coi là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch và Kata đang tầm bóp Tsuba trên báo. Điều này hẳn sẽ gây khó chịu cho các đội khác. Như trên báo còn kèm tin đội Toho sẽ đấu giải mà không cần Hiu do cậu ta tự ý bỏ đi. Trên đài phát tin cơn bão số 7 đang tiến vào bờ biển Okina. Và mấy đợt sóng cao gần bờ biển, mọi người nên cẩn thận. Nhưng Hiu vẫn chơi bóng với sóng. Cậu ta liên tục bị gục ngã. Sau đó Hiu lại tiếp tục đứng dậy, đóng quả bóng vào mấy cơn sóng. Giờ Hiu đã có thể đục xuyên qua cơn sóng. Và chân cậu cũng đứng chắc hơn trước mấy đợt sóng. Cuối cùng cũng tới ngày giải đấu bắt đầu. Tổ hồ chuẩn bị lên xe tham dự giải. Còn Hiu vẫn trên bờ biển Okina nằm nghỉ trên đó. Kira gọi cậu dậy và đưa cho cậu vé máy bay tới Tokyo. Nhân viên phỏng vấn muốn tới chỗ Tsuba để phỏng vấn bằng mọi giá. Tsuba đang tập sút bóng hình cầu mà cậu cứ luyện tập mãi, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện được. Bình thường ở giải thế giới thì đây mới chỉ là cấp độ bình thường. Tất cả các đội bắt đầu tiến ra sân. Hình thức thi đấu lần này là loại vòng bảng. Chỉ một thất bại cũng khiến họ bị loại. Và trong đội Toho đúng là không thấy Hiu xuất hiện. Chacho tới được gặp Sana và theo cậu ấy là Misu. Chuka vừa mới thấy thì đã thính Misu rồi. Lễ khai mạc đã xong, trận đấu sẽ là giữa Nanka và Azu, sau đó tới Toho và đội Matsu. Nếu như thường lệ thì Nanka sẽ gặp lại Toho trong trận chung kết. Đội bóng Azu đã đánh bại đội Nani và thủ môn Naka nên không thể lơ là. Bên đó có một hậu vệ là cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Học viện Toho đã tới sân vận động, Hiu cũng xuất hiện ở đó với quần áo tả tơi. Nhưng huấn luyện viên nói với cậu, ông ấy sẽ không cho cậu tham gia giải lần này. Urabe và đồng bọn tới cổ vũ, Soda sang cả khịa và tí thì bị trọng tài tước quyền thi đấu. Nanka sẽ là đội giao bóng trước, trận đấu được bắt đầu. Trận đấu vừa được bắt đầu thì Soda đã lao lên giành bóng. Cậu ta chuyển về nhưng Tsuba cắt được đường truyền. Tsuba không xem nhẹ bất cứ ai. Soda dần bắt được tốc độ của Tsuba, sau đó thực hiện một cú xoạc bóng giao cạo. Đội Azu bắt đầu phản công nhanh, Soda cũng dồn lên mà không bị ai kèm. Cậu ta lại thực hiện một cú sút mà tên cú sút giao cạo. Mori đã lao ra như chụp được bóng, nhưng nó xoáy một nhát sắc lẹm vào thẳng lưới. Mọi người không thể tin được Nanka đã bị thủng lưới ngay từ phút đầu. Tsuba sốc lại tinh thần cho đội. Ở bên bờ vịnh thì Hiu đang ngồi trên ghế dự bị thay vì khởi động. Mặt Hiu toàn những vết xước sát và trông cậu ta cũng cứng hơn trước. Huấn luyện viên Kita vừa ra thì đám phóng viên kéo tới. Ông ấy bảo giải này sẽ không cho Hiu chơi. Nanka đang phải chống cự ngay từ phút đầu. Soda lại kèm chặt cậu nên cậu phải chuyền bóng đi. Ngay cả khi không có bóng thì Soda vẫn kèm sát Tsuba. Sau một lúc thì Tsuba lại có lại bóng. Cậu đổi hướng thì Soda lại cắt giao cạo, nhưng lần này bị phạm lỗi. Soda dính một thẻ vàng và chỉ cần thêm một thẻ nữa là cậu ta sẽ outplay. Bộ ba Sute bắt đầu thi triển khả năng, họ tiến tới khung thành và nhân cơ hội Soda mất tập trung, Tsuba đã thoát được. Bóng được cầu vào trong và Tsuba bắt đầu vào tư thế vô lê, Soda cũng nhảy lên chặn lại. Iza có được bóng và đóng luôn, nhưng tiếc thay là thủ môn bên đội bạn bắt dính. Soda chính là chìa khóa để win trận này, cậu ta luôn kèm chặt chủ lực đối phương. Cầu thủ chính của đội Nani cũng bị đốn ngã, đến nỗi không đứng dậy ghi bàn được nữa. Chân của Tsuba bắt đầu xuất hiện tượng lạ. Do bị kèm quá chặt nên Tsuba cũng không thể thể hiện được khả năng của bản thân. Hiệp một kết thúc với Nanka bị dẫn trước một bàn. Soda cũng đã biết được chuyện cậu bị thương ở chân. Sana được dẫn đến bệnh xá và Tsuba đang ở đó. Chân cậu ấy bị đỏ lên và Tsuba cần Sana băng bó lại hộ mình. Cậu không muốn ai biết chuyện mình bị thương vì không muốn mọi người lo lắng.
Subha ra lại và sóc lại tinh thần cho đội mình. Hiệp 2 bắt đầu và Nanka giành lại được bóng. Bóng được chuyển cho Subha và cậu lại đối đầu với Soda. Subha bật tường cho Ishi nhưng Soda vẫn theo sát cậu. Cậu vào tư thế sút, cậu đóng quả bóng bằng kỹ thuật mà cậu đang tập. Tường bóng không vào do bay quá cao nhưng nó xoáy đột ngột, lao xuống như con đại bàng khiến ai cũng đứng thẫn người ra. Cũng may là bóng ở trên đỉnh chứ chưa vào. Cú đá thực hiện cần rất nhiều lực vào chân trái. Cú sút bể lái đó, Soda từng luyện tập nhưng không được, vì thế cậu ta mới đổi sang luyện tập cú sút dao cạo. Thời gian cứ trôi qua và hai bên rất sốt ruột. Nanka chưa có thêm cơ hội nào trong hiệp 2 mà thời gian sắp hết. Iza trượt người và đoạt được bóng, nhưng Soda vẫn đang kẹp chặt Subha. Iza lại tin tưởng Subha nên chuyển cho cậu. Subha chạy vào một cầu thủ khác và né người khiến Soda đâm vào cầu thủ đó. Nanka đã có cơ hội nên Taka cũng dâng lên. Taka đánh đầu và vào thẳng khung thành gỡ hòa. Nhờ đó mà Nanka đã gỡ hòa được. Soda hứa sẽ gỡ lại bàn vì dao cạo có hai lưỡi. Trận đấu được tiếp tục và Azu chuyển từ phòng thủ sang tấn công và Soda lại tiếp tục bắt chết Subha. Trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Nanka cướp được bóng nhưng Subha vẫn bị kèm. Iza bắt đầu thay thế vai trò của Subha. Nhưng trong lúc chuyền, cậu lại mất bóng và Azu chuyển lên tấn công. Kise lại có bóng nhưng Subha vẫn bị kèm. Cả hai đội vẫn chưa tìm ra được cách tối ưu và chỉ còn 5 phút nữa. Soda bắt đầu bỏ kèm Subha và chạy ra hướng bóng được phá ra. Taki cũng đang dốc sức chạy tới. Soda đã tự mình đột phá và tấn công. Cậu ta vào tư thế sút và Subha nhắc Mori góc bóng bay tới. Đường bóng cắt một vòng sắc lẹm và Mori vẫn bắt dính được. Cùng lúc đó Subha không bị ai kèm cả. Mori chuyển lên ngay cho cậu. Azu dốc sức chạy về nhưng họ đang ở đội hình thế tấn công. Subha vượt qua một người và bắt đầu đối đầu với thủ môn. Chỉ với một cú sút không quá căng, Subha đã ghi được bàn. Soda vẫn sốc vì Subha biết được hướng bóng mà kỹ năng này Soda mới đá lần đầu. Trận đấu kết thúc và đáng tiếc cho đội Azu. Soda ra hỏi Subha làm sao biết được cú sút dao cạo của mình đổi hướng. Thực ra Subha đã quan sát góc chân trụ và chân sút nên cậu đoán được. Soda tin rằng Subha sẽ thực hiện thành công cú sút bẻ lái. Cậu ta cũng hỏi về chân của Subha luôn. Soda tin nếu Subha hạ được mình, hẳn cậu ấy sẽ là nhà vô địch. Tuy tính tình khó chịu nhưng Soda vẫn là người tốt. Cả ta cũng phải công nhận Soda người bắt chết Subha cũng là người giỏi. Nếu Subha hoàn thành được cú sút bẻ lái thì cậu sẽ được vào đội tuyển Nhật ngay lập tức. Cú sút đó rất khó kể cả đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Học viện Toho và Trung học Matsu bắt đầu đấu với nhau. Tỷ số tới hiệp 2 thì hai bên vẫn là hòa. Cầu thủ chủ lực của Toho thì vẫn chưa ra sân. Hiu chỉ ngồi ở ghế dự bị và không có dấu hiệu khởi động để vào sân. Các cầu thủ của Matsu nhờ có hàng phòng ngự tốt nên vẫn chưa để Toho ghi điểm nào. Matsu bắt đầu đột phá. Họ tin họ sẽ không thua một Toho mà không có Hiu. Họ triển khai tấn công và Ken vẫn đang cố gồng gánh những cú sút bảo vệ khung thành. Bóng được chuyển lên cho Take và Toho bắt đầu phản công. Nhờ có đồng đội nên Toho đã mở được tỷ số. Huấn luyện viên tuyên bố không cho Hiu vào sân nhưng Toho không thể vô địch nếu thiếu cậu ta. Đặc biệt là nếu gặp lại Nanka thì chỉ có bị ăn bón hành. Hiu bắt đầu đứng dậy và đi tâng bóng. Toho tiếp tục tấn công và Hiu sút theo nhịp bóng. Cú sút như một con hổ lao về phía trước, bóng ghi chặt vào tường khiến huấn luyện viên kinh ngạc. Toho cũng đồng thời ghi được bàn thắng thứ hai. Hiu xin phép huấn luyện viên về phòng chờ của đội. Hôm sau thì Subha nghỉ vì chân bị đau. Cả đội chỉ mong sau ngày hôm nay chân cậu ấy sẽ bình phục lại. Họ cũng sẽ có thêm một lý do để cố gắng không làm gánh tạ cho Subha. Subha đi khám và mọi thứ vẫn ổn. Cậu chỉ bị bong gân nhẹ và chân cậu đang dần ổn định. May cho Subha là không bị chấn thương nghiêm trọng gì cả. Sana và Subha tới công viên nhưng Sana vẫn chưa dám khoác tay Subha. Subha rủ cô đi xem trận của Fura. Chỗ đội Toho thì Hiu vẫn không tới do chỉ thị của huấn luyện viên. Ken được phong làm đội trưởng cho tới khi hết giải. Hiu về nhà và hỏi thăm đám em của mình. Matsu tự mình giữ bóng rồi truyền bóng cho đồng đội. Fura liên tục đưa ra những đường truyền. Bóng tới chân Matsu thì cậu sút thẳng vào gôn ghi bàn thứ 6. Đội Fura đã lọt vào vòng 2 và Subha tới hơi trễ. Cậu gọi Mana đang ghi chép. Mana bảo Fura đã mạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Subha sẽ không để thua bất kỳ ai và sau đó tới Brazil. Hiu nói chuyện với gia đình mình sẽ rời khỏi học viện Toho. Cậu đã có mâu thuẫn với huấn luyện viên và học bổng bị bãi bỏ. Nếu như vậy, Toho sẽ là trường tư và gia đình cậu quá nghèo để cậu có thể theo học. Tuy vậy Hiu vẫn muốn đánh bại Subha bằng chính đôi chân của mình. Sau vòng đầu thì ba hai đội lại tiếp tục tiến vào vòng trong. Matsu tiến gần về cầu gôn của Hira thì Chito lao lên. Chito như một chiếc xe tải lao thẳng về phía trước. Matsu chuyền bóng nhưng Chito lao người chặn đường chuyền. Ở trong giải thì Hira vẫn chưa bị thủng lưới lần nào, nhưng đó vẫn chưa phải sức mạnh thật của Chito. Trận đấu giữa đội Hana và Saki đang diễn ra, anh em nhà Tachi thu hút chú ý và để thành viên trong đội ghi bàn. Và hai anh em họ cũng đang giấu tuyệt chiêu chưa muốn tung ra. Sau cùng thì Hana vẫn là đội win và họ sẽ gặp lại Nanka ở vòng sau.
Hôm sau, Nanka và Nishi đấu với nhau, Hana cũng tới xem để thăm dò cho trận ngày mai. Trận đấu bắt đầu với pha giao bóng của Nanka. Vì chân của Suba vẫn đang đau nên mọi người trong đội sẽ lo trận ngày hôm nay thay cậu. Ija qua người và chuyền bóng lên trên, Naga lại chuyển cho Taki, sau đó Taki lại đóng vào trong. Ija chuyển khéo vào trước cầu gôn và Kisu tung ra cú sút. Nanka đã ghi được bàn đầu tiên. Nishi tấn công nhưng Ishi phá được bóng. Nanka lại vào thế tấn công, sau đó họ lại ghi thêm bàn nữa. Giờ mọi người đã đánh giá lại một Nanka mà không có Suba. Bộ đôi Tachi giấu kỹ năng làm gây áp lực lên Nanka, nhưng Nanka thì ngược lại. Họ vẫn chưa muốn dừng lại và muốn ghi thêm bàn nữa. Suba bắt đầu ngứa ngáy và ghi bàn chơi chơi. Trận đấu kết thúc và Nanka ghi tới 6 bàn. Giờ Hana sẽ đối đầu với Nanka. Hôm sau, Suba kiểm tra chân thì thấy cũng ổn rồi. Hiu thì vẫn đang xem đội mình tập luyện và cậu ấy muốn chơi trận cuối cùng. Trận đấu của Hana và Nanka đã tới. Tachi sau giải vô địch hồi cấp 1 cứ mong ngóng tới ngày hôm nay. Hai đội bắt đầu tiến ra sân dưới một bầu không khí sôi động. Những tên săn ảnh cũng sẽ săn cú bẻ lái của Suba trong ngày hôm nay. Cùng lúc đó thì Toho gặp Cholo trong vòng thứ 3. Hôm nay, Hiu còn không ngồi ghế dự bị. Đám săn ảnh lại muốn xem lại cú sút đáng sợ của cậu lần trước. Một cú sút mà bay nhanh gấp đôi so với những cú sút của các cầu thủ khác. Cú sút cọp tát. Nếu không có Hiu thì Toho vẫn có thể vào được chung kết. Nếu huấn luyện viên không cho Hiu chơi trận chung kết thì họ sẽ hủy bỏ trận đấu. Bên Hana vẫn chơi đội hình 4-3-3, còn Nanka thì cũng vậy nhưng sắp xếp hơi khác. Họ sẽ là người giao bóng, hai anh em Tachi lên cùng lúc. Như lần trước thì Suba có Taro nhưng trận này chỉ có một mình cậu. Suba thay vì lừa cậu lại chuyền lên, dù không có Taro nhưng cậu còn có rất nhiều đồng đội khác. Bóng được chuyền cho Iza, người nắm tuyến giữa. Taki có được bóng, liền chuyền vào trung lộ. Kisu và cậu ta kết hợp qua người hậu vệ. Kisu chạy dọc đường biên và tạt vào cho Suba. Cậu chuyền cho Taki và Taki đã vào tư thế sút. Nhờ cú kiến tạo của Suba nên cậu đã ghi được một bàn. Quay trở lại trận đấu thì anh em Tachi có vẻ sẽ ngửa bài. Hai người họ lao lên tấn công. Marshall đưa bóng lên cao ngay trước khung thành. Họ lại thực hiện cú sút tam giác năm xưa. Ishi cũng chạy lên và đập mạnh vào cầu gôn khiến Kaju mất đà. Mori chụp được bóng và Ishi đã chặn được cú sút tam giác của Tachi. Ai cũng nghĩ trận này sẽ khá cân nhưng mọi thứ đang nghiêng về phía Nanka. Kỹ thuật cú đá tam giác kia rất hay nhưng không ai ngờ nó sẽ bị khắc chế như vậy. Suba hôm nay đá cũng hay và không có một động tác thừa nào. Cậu chuyền bóng cho Kisu và lại thêm được một bàn kiến tạo tuyệt phẩm. Hana đã thủng lưới hai lần nên Tachi bắt đầu sử dụng tới nó. Trận đấu được tiếp tục và Tachi lao thẳng về phía khung thành mà không có bóng. Ono là người cầm bóng và đang dẫn lên. Cậu ta dẫn vào trong. Marshall đang chạy, đột nhiên nằm ngửa ra trôi. Hai anh em bắt đầu nhảy chồng lên nhau và bật người lên thật cao. Sau đó, với một pha đánh đầu cực mạnh, đục được lưới của Nanka. Mọi người chết lặng với pha vừa rồi, đó chính là cờ lốc xoáy trên không của anh em nhà Tachi. Masao và Kazu đã luyện tập gian khổ ngày này qua ngày khác để làm được kỹ thuật đó. Giờ anh em Tachi đã hoàn toàn không có điểm yếu nào nữa. Cú sút vừa rồi khá tuyệt, nhưng bóng chỉ cần không ở trước khung thành là được. Họ sẽ khóa người sút bóng trước khi họ tạt bóng vào. Bên chỗ Toho thì Ken vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong lúc không có Hiu thì cậu chính là cột trụ của Toho. Hiu đã từ bỏ mục tiêu của mình để hạ gục Nanka. Chính vì vậy, Toho không thể thua cho tới khi vào chung kết. Sau cú ghi điểm trên không của nhà Tachi thì cục diện tà thì thay đổi. Ngay khi họ có cơ hội tạt bóng thì lại bị Nanka kèm chặt. Sau cùng thì Amo vẫn thoát được chiếc còng tay đó. Bóng đã được tạt vào trong và hai anh em Tachi lại bắt đầu vào tư thế. Suba nhìn vào cột dọc và có vẻ như đã tìm ra đáp án. Cậu nhảy lên nhưng anh em nhà Tachi lại không nhảy lên nữa. Suba phá được bóng nhưng không phải cứ nhảy thật cao là chặn được kỹ năng kia. Không chặn được vì anh em ta chỉ có thể nhảy cao hơn nữa. Và nãy là do đường chuyền hơi thấp nên họ mới không thực hiện. Nhưng nếu vậy thì Suba cũng suy ra được hàn chân họ sẽ phải chịu một sức ép rất lớn. Và họ sẽ không thể dùng bừa kỹ thuật đó. Đội Hana sẽ có Daima vào trong hiệp 2. Bên Hana bắt đầu giao bóng và bóng tới chân của Daima. Cậu ta đóng một quả khiến bóng bay rất cao. Anh em Tachi lại triển khai kỹ thuật, Suba vẫn muốn thử lần nữa. Hai bên bắt đầu bay trên không, tranh giành trái bóng và cơn lốc trên không có vẻ như đã bị khắc chế. Nhưng họ mất thăng bằng và rơi xuống. Suba ôm người và đỡ thay cho đối thủ của mình. Nhưng rồi cậu cũng nằm ôm cánh vai trái. Marshall biết Suba đã che cho mình pha đó. Trọng tài tới và nhìn qua đã biết Suba bị chật vai. Nhưng Suba vẫn cứ tiếp tục đứng dậy đòi chơi tiếp. Trọng tài nói cậu mà không tới bệnh xá thì anh cũng sẽ cho cậu rời sân cho chắc ăn. Suba giao lại trận đấu cho bạn của mình. Lần này Hana sẽ đáo quả phạt góc. Tuy là được Suba cứu nhưng không phải vì thế mà anh em Tachi sẽ nương tay. Họ sẽ tiếp tục tiến hành tuyệt chiêu cờ lốc trên không. Ở phòng y tế chỉ nghe thấy những tiếng bẻ xương và tiếng la hét. Nanka hầu như đã có kế hoạch mới là Kisu và Taki sẽ trèo lên khung thành. Tuy là không chặn được như Suba nhưng họ có thể có cơ hội chặn được bằng cách này.
Lần này bóng được chuyển tầng thấp, kỹ thuật cơn lốc trên không không chỉ áp dụng trên tầng cao không đâu. Sau cùng thì Nanka đã bị gỡ hòa, Hana đã có cơ hội đánh bại Nanka. Sau tiếng thét thì việc điều trị coi như hoàn tất và Tsuba có thể quay lại thi đấu sau khi băng bó xong. Nếu Tsuba mà bị trạch vai thêm lần nữa là coi như cậu khỏi chơi bóng từ bây giờ. Quay lại sân thì Tsuba khá bất ngờ vì cơn lốc trên không có thể thực hiện mọi góc. Tachi nhân cơ hội dùng kỹ thuật cũ để dẫn trước Nanka trước khi Tsuba vào sân. Lần này là Amo cầu bóng. Anh em Tachi vào, thế nhưng đột nhiên bị thất bại. Chân của họ hình như đã bị chuột rút. Tsuba quay lại sân và chỉnh đốn lại tinh thần. Và trong tình thế này, cặp Tachi chỉ có thể dùng cơn lốc trên không thêm một lần nữa. Họ quay sang kèm Tsuba và Kisu 1-1. Hết cách đột phá vào trong nên Tsuba đành dùng cú sút bẻ lái. Tsuba tung ra cú sút bẻ lái khiến đám sân ảnh và Soda chú ý tới. Họ đợi khoảnh khắc này quá lâu nhưng hình như Tsuba vẫn bị đau vai. Bóng của Tsuba vượt qua tuyến phòng thủ của Hana. Bằng lực xoáy rất lớn nên bóng bay từ trên không thẳng xuống khung thành, thủ môn không kịp phản ứng nhưng bóng đã va cột dọc. Vì dồn quá sức nên vai và chân của Tsuba dồn hơi nhiều lực nên lại đau. Trong lúc sút thì Tsuba dồn trọng tâm nhiều về bên trái nên nó mới dính cột dọc. 25 phút của hiệp 2 trôi qua mà tỷ số vẫn ngang bằng, họ phải có một bàn thắng trước khi chân của anh em Tachi phục hồi lại. Tsuba quyết định sẽ thử cú sút bẻ lái thêm một lần nữa. Anh em Tachi bỏ kèm và bắt đầu cướp bóng lao lên, tuyến sau của Hana cũng dâng lên tấn công. Daima có bóng và bắt đầu câu lên, nhưng lần này là tầng thấp. Tsuba cũng đạp chân và cột dọc bay ra. Vì không đủ nhanh nên Tsuba chạm chân tăng tốc và chặn thành công cú lốc xoáy tầng thấp. Hana vẫn có bóng và Masao lại cầm bóng và họ hình như còn một tuyệt chiêu nào đó. Masao tăng bóng lên và Kazu chạy tới. Sau đó họ thực hiện cú sút giống như Tsuba và Taro hồi trước. Mauri đứng ra lấy thân bảo vệ và bóng đập vào vai cậu. Ishii lao tới phá bóng ra bằng mặt nhưng cậu lại đâm phải cột dọc. Tsuba bắt đầu triển khai tấn công, một đường truyền cho Ira, sau đó Ira trả lại bóng. Tsuba sẽ không sút mà vượt qua ba người hậu vệ, nhưng có một người tì vai khiến Tsuba mất thăng bằng. Tsuba kịp chuyển ra chỗ khác nhưng vì chống tay xuống nên vai của Tsuba lại đau. Tsuba trượt bóng nhưng anh em Tachi lại dùng cơn lốc xoáy tầng thấp để chặn, nhưng họ quên mình đã không đủ sức để thực hiện. Bóng cứ vậy mà vào lưới và Nanka đã vượt lên được một bàn. Tiếng còi vang lên và trận đấu kết thúc. Masu tới gặp Hiu, Tsuba lại được bác sĩ bẻn lại vai, nhưng họ quên rằng Ishi cũng đang bị chấn thương. Anh em Tachi tới thăm Tsuba về cái vai của cậu, họ xin lỗi vì để cậu đỡ hộ pha đó. Giờ Hana sẽ đặt niềm tin lên Nanka giành chức vô địch, Hiu không nói chuyện tại sao mình lại không thi đấu. Masu muốn trả món nợ trước kia, nhưng trước tiên Masu phải quên được Tsuba đã. Toho đã thắng với 3 điểm, Hiu về tới nhà thì thấy Misu đang chơi bóng với em mình. Cậu ấy muốn hỏi sao Hiu lại không ra thi đấu và Misu cũng đã nghe mẹ Hiu kể vài điều. Misu đang đặt hy vọng lên Hiu và Hiu đã đánh bại cậu. Và người có cơ hội đánh bại được Tsuba chỉ có Hiu mà thôi. Vào vòng thứ 5 thì Nanka sẽ gặp Hira và Mina sẽ gặp Fura. Còn Toho sẽ gặp Chubu và Mewa sẽ gặp Kana. Huấn luyện viên hôm sau tới thì Hiu bảo kể từ hôm nay mình sẽ ngồi dự bị. Hiu vẫn có thể nhưng huấn luyện viên sẽ không cho cậu vào đấu. Bên đội kia thì Mewa sẽ là người đi tiếp. Pika sẽ lựa chọn ra 24 thanh niên xuất sắc để đưa đến khu tập huấn và sau đó sân khấu của họ chính là châu Âu. Bác sĩ bảo sẽ kiểm tra chân trái. Ông ấy biết thưa Tsuba đang bị đau ở đó, nhưng chân trái đã được băng lại với một kỹ thuật khá tốt rồi. Chito của Hira tới và nói mình sẽ có chương trình đặc biệt cho Nanka. Tsuba xuất hiện thì Chito ra bắt tay, nắn vai như người anh em thiện lành. Sân khấu ổ lên và Hiu đã ở trên sân, cậu ta đóng nhẹ thôi nhưng nó đã mạnh hơn rất rất nhiều so với năm ngoái. Fuji là quản lý của đội Fura và cô sẽ chuyển tới Mỹ vào kỳ 2 do công việc của bố cô. Để kỷ niệm nên Matsu hứa sẽ giành chức vô địch để tặng cô. Hôm nay Fura sẽ tặng một đội công thủ đều tốt nhưng Fura hứa nhất định sẽ vào trong để hạ Manka. Trận của Toho và Chubu đã tới hồi kết. Take là trung tâm tấn công của Toho và cậu ta càng ngày càng tiến bộ. Tiền đạo trung tâm Sori thay cho Hiu đang ngồi dự bị. Bàn thứ 3 của trận đã được Toho ghi lên bảng. Masu thắc mắc không biết Hiu tại sao cứ ngồi dự bị và không ra sân thi đấu. Chubu vẫn không bỏ cuộc nhưng Toho sở hữu Ken và chưa thủng lưới lần nào. Bóng được cẩu vào giữa khung thành nhưng Ken bắt được nó trước. Trận đấu kết thúc và Toho được vào bán kết. Chỉ có một trận nữa là Hiu có thể đấu với Tsuba. Tsuba cũng đánh giá Toho là một đội rất mạnh. Giờ đã tới trận của Fura và Mina. Fura là đội phát bóng trước, nhưng sau đó Mina cắt được đường truyền và bóng đã vào chân của Ishii. Masu ra hiệu cho mọi người về kèm người, nhưng Mina cũng lên hỗ trợ Ishii. Cậu ta đột phá vào và Fura tưởng Ishii sẽ truyền nên bị qua mặt. Bóng được câu vào bên trong và Take đang chạy tới. Cậu ta bật lên và đánh đầu ghi bàn. Đây là lần đầu tiên trong giải mà Fura bị ghi bàn trước. Mina có bóng và triển khai đội hình một cách hợp lý. Fura cướp lại bóng và truyền cho Masu.
Biết đội bạn đã biết chiến thuật của đội mình nên Matsu bắt đầu đột phá. Ishi đoán được nước nên Matsu phải chuyền bóng đi chỗ khác. Đồng đội của cậu có bóng nhưng lại sút hụt ra ngoài. Bên Mina lại phản công và bóng lại được cầu lên, nhưng hàng hậu vệ Fura đã chặn được pha tấn công. Fura đang gặp khó khăn, Naka cũng phải thật cảnh giác với đối thủ tiếp theo của mình. Hiệp một kết thúc và Fura bị dẫn trước một bàn. Nếu trận này Fura thua thì Fuji cũng phải sang Mỹ luôn. Hiệp một đã kết thúc và Fura đang dần yếu đi do thời tiết nóng. Giờ mà trời đã chói hơn bao giờ hết, nhiệt độ cũng đang ở rất cao. Fuji vẫn tin vào Matsu, Mina bắt đầu với pha tấn công mạnh mẽ, nhưng Fura cũng sẽ không để họ ghi bàn một cách dễ dàng. Huấn luyện viên Mina tin đội bóng của mình là mạnh nhất và sẽ vô địch toàn quốc. Nếu bị thua thì coi như là một dấu chấm hết cho Fura. Matsu đoạt được bóng, sau đó tự mình dẫn lên, đường truyền được truyền vào sâu bên trong. Matsu tạt ngang và đồng đội cũng lao lên đánh đầu. Bóng được thủ môn ôm gọn và Oda đã không ghi bàn tận 2 lần. Mina lại phản công và Ishii tung ra một cú sút xa. Thủ môn vươn người hết sức và chụp được bóng. Matsu sốc lại tinh thần tìm play, bóng được truyền lên cho cậu và trận đấu chỉ còn 10 phút. Cả đội Fura xông lên như giặc, hướng về khung thành của Mina. Trước đây, Fura luôn chơi bóng trên tuyết và dưới một thời tiết lạnh khắc nghiệt. Matsu không chịu thua và chứng minh nếu như cố gắng thì họ cũng làm được những điều giống như những người trên sân cỏ. Matsu đã tung tuyệt chiêu, đường bóng của cậu đi rất sát đất và rất mạnh. Lưới của Mina cũng đã bị đục thủng với cú sút đó, Fura đã gỡ hòa được. Cú sút vừa rồi do quanh năm tập luyện trên tuyết trắng nên chỉ những ai tập trên tuyết mới làm được. Tetsuba tin vừa nãy Matsu vẫn chưa tung hết sức của mình, Fura lại cướp được bóng, sau đó tạo nên một đợt tấn công hoàn chỉnh. Bóng lại tới chân của Matsu, Ishii lao lên và Matsu cũng đang muốn đấu tay đôi. Ishii bị lừa qua và Matsu tiến thẳng tới khung thành Mina. Thay vì sút vào thì cậu lại chuyền cho Oda, cậu ý tin vào đồng đội của mình. Oda dù sút hụt 2 bàn nên cậu ta đóng toàn lực. Bóng đã bay thẳng vào lưới và Fura dẫn trước được một bàn. Tiếng còi vang lên và Fura chính thức vào trận bán kết. Ở bán cuối thì Matsu có thể dễ dàng ghi bàn, đã có 3 đội lọt vào bán kết và trận này sẽ là trận của đội Naka. Naka đang hướng tới cúp vô địch thứ 3. Còn Hira, họ chỉ win chỉ với một bàn, mặc dù không có nhiều bàn thắng nhưng phòng thủ của họ rất mạnh. Sau tiếng còi thì Sano chạy qua sân của đối phương, nhưng Hira chỉ chuyền bóng ở khu vực sân nhà. Taki lao lên cướp bóng nhưng cậu ta không thể qua được Zito. Zito lao lên và Tetsuba cảnh báo Mori rằng cậu ta sẽ cướp bóng. Cú đá rất mạnh lao thẳng về thành của Nanka. Mori chặn được nhưng Sano đột nhiên xuất hiện đổi hướng bóng. Hira ghi được bàn đầu tiên và họ sẽ là ngựa chướng cho Nanka. Tetsuba bảo nếu bị ghi một bàn thì họ sẽ phải trả Hira một bàn. Họ triển khai đội hình tấn công nhưng đều bị Zito thổi bay hết. Nhưng Tetsuba ngay lập tức đoạt lại bóng. Nhưng đang chạy lên thì Zito lại lấy thịt đè người, huých mạnh vào vai của Tetsuba. Bác sĩ thực sự lo cho vai của Tetsuba. Zito đoạt được bóng thì lại tấn công như một chiếc xe tải. Pha đi bóng thẳng của Zito còn mạnh hơn cả Hiu. Zio đóng một quả cực căng từ khu vực giữa sân. Ishii biết họ dùng lại chiêu cũ nên dùng mặt chặn lại. Sano có được bóng và bắt đầu múa. Trước khi bị bắt thì cậu ta lại truyền cho Zito. Zito chả quan tâm mà cứ đóng hết mình. Mori dùng cả thân mình chặn bóng nhưng cậu ta cũng bị thổi bay vào trong. Hira ghi được bàn thứ 2 với cú sút của Zito. Dù lần đầu tham dự giải nhưng Hira đang nắm thế. Nanka từ đầu giải tới giờ chưa bị dẫn trước 2 bàn như vậy. Hira đã giấu đi sức mạnh từ đầu giải và bây giờ họ mới ngửa bài. Ở vòng loại khu vực, Hira đã thắng tới 6 bàn đục lưới, sau đó thì họ ẩn giấu sức mạnh cho tới bây giờ. Zito gặp đối thủ càng mạnh thì lại càng kích thích, giờ Nanka sẽ phải tìm cách gỡ lại 2 bàn. Tetsuba bắt đầu tấn công và Hira đang tạo nên một khối phòng thủ. Hira thực sự tin về sức mạnh phòng thủ của mình. Bên Naka thì Taki có vẻ như có vấn đề sau vụ va chạm với Zito. Tetsuba né được những đòn bóng và bắt đầu bóng với Iza. Iza tạt bóng vào trong. Thủ môn chưa bắt kịp thì Naka nhảy lên đánh đầu. Nhưng Zito đã kèm Naka. Bóng lại được chuyền cho Sano. Ishi đứng ra nhưng lại bị qua người. Taka xông vào thổi bay Sano và dẫn bóng lên. Taka đối đầu với Zito. Đây là cuộc chiến giữa người khổng lồ. Nhưng rồi Zito vẫn nhỉnh hơn Taka một chút. Đột nhiên Zito bị mất bóng và đây là lần đầu của cậu. Tetsuba dẫn bóng lên và chuyền cho Taki. Taki lại chuyền cho Kisu nhưng vì cái chân đau nên Kisu đỡ hụt. Hira lại có bóng nhưng Iza lại xông lên. Cậu cướp được bóng nhưng vẫn không qua được hậu vệ của Hira. Tetsuba có được bóng và dẫn lên rồi cứ thế vào tư thế sút. Zito cố gắng ngăn cậu sút nhưng có vẻ không kịp. Tiếc thay, bóng đập cột dọc và vai của Tetsuba đã bị nặng hơn sau cú va vừa rồi. Hira bắt đầu phản công, còn Tetsuba chưa thể dậy vì còn bị đau. Taki và Kise dồn hết sức chạy về, Sano thì vẫn bị hai người kèm. Hiệp 1 còn 5 phút và hai đội đang bế tắc. Zito bắt đầu xông lên, Mori ra hiệu bảo họ kèm chặt Sano. Zito đóng quả bóng, khiến nó hình như bị hỏng và bay cũng không quá mạnh. Bóng vừa chạm đất thì do lực xoáy cực mạnh đã đổi hướng. Sano nhân cơ hội sút vào và ghi thêm bàn thứ 3. Một cú sốc quá lớn khi Nanka bị ăn hẳn 3 điểm chỉ trong một hiệp. Tetsuba gục ngã xuống đất. Trong mơ cậu thấy những người thân đang cổ vũ mình. Trọng tài định gọi cáng nhưng Tetsuba đứng dậy. Lần này chiếc vô địch của Nanka coi như khó giữ rồi.
Jito bắt đầu thấy chán và bảo Hiệp tới mình sẽ không ghi thêm bàn nào nữa. Trước kia anh ta không có đối thủ nào xứng tầm và anh cũng nghe nói về Tetsuba nên quay lại tập đá bóng. Nhưng bây giờ, Jito thấy đánh bại Tetsuba quá dễ nên cũng hơi chán. Tetsuba băng xong thì quay lại ra phòng thay đồ, mọi người lấy lại tinh thần. Vào hiệp 2, Tetsuba bảo Iza chuyển luôn bóng cho mình để mình ghi bàn. Tetsuba bắt đầu tấn công và mọi người đều nhận ra Tetsuba định rút cú bẻ lái. Jito đứng như phỗng trước khung thành và làm ngơ vì tự tin cú sút đó không vào được gôn. Bóng lao thẳng xuống và đục thẳng vào gôn của Hira. Jito vẫn cho cú sút đó, Tetsuba chỉ may mắn thôi. Cú sút như một con đại bàng thật cao, sau đó lao thẳng xuống tóm gọn con mồi. Trên áp lực thì Tetsuba dần hoàn thiện kỹ năng. Nanka lấy được bóng, nhưng Sano đoạt lại ngay lập tức. Nhưng do quá chú ý vào Tetsuba nên mất bóng. Bóng lại tới chân của Tetsuba và cậu lại thực hiện một cú sút xa. Bóng lại bẻ lái thẳng xuống, xuyên qua người của thủ môn, chui thẳng vào lưới. Mới hơn 3 phút trôi qua thì Nanka đã gỡ được 2 bàn. Tetsuba hứa, dù chân với vai có tan nát thì cậu cũng phải ghi thêm 2 bàn nữa. Hiu thấy cú bẻ lái rất hay, nhưng cậu ý cũng có một siêu sút mà chưa được tung ra. Anh phóng viên ra bảo, mình rất muốn thấy cú sút bẻ lái và cú sút cọp tát đối đầu với nhau. Anh ý đã sút cú sút của Hiu lần trước. Hira giờ chỉ hơn Nanka đúng một bàn, Sano lại đẩy bóng cho cậu ta và chạy lên phía trước. Ishi tới lấy bóng nhưng không được, Jito đóng nhưng Iza lấy thân mình chặn đường bóng. Cậu ta lại đóng thêm và Tetsuba bảo đó là cú sút xoáy ngược, bóng bật lại và Mori lần này bị lừa nên bắt được bóng. Mori đóng thêm cho Tetsuba, cậu ta lại vào thế sút bẻ lái, Jito lao tới chặn cú sút đó nhưng Tetsuba đã kịp sút. Bóng bay lên trời cùng những vết máu, Jito đã dùng mặt hứng chọn cú sút của Tetsuba, có thể làm anh ta đổ máu thì cú sút còn mạnh hơn cả những cú đấm. Jito bắt đầu có hứng chơi bóng thêm, Nanka sẽ ném biên, Taga lừa được đối thủ và ném bóng cho Tetsuba. Tetsuba lại dùng cú sút bẻ lái và Sano đã dùng thân mình chặn, cậu ta bị thổi bay nhưng bóng vẫn còn trong sân. Tetsuba tới chỗ bóng và lại thực hiện thêm một lần nữa, Jito lại đứng trước mặt lấy thân mình cản phá, cả thân mình khổng lồ của cậu ta bị thổi bay về đằng sau. Nhưng bóng vẫn còn trên sân tiếp, Tetsuba lại sút và Jito lại đỡ, nhưng cậu ta bị đẩy lùi vào trong lưới. Nanka đã gỡ hòa được, Tetsuba đột nhiên nằm ra, mọi người khuyên cậu ta hãy nghỉ ngơi vì thời gian vẫn còn. Sano có vẻ như bắt đầu cọc lên, cậu ta dẫn bóng lên và vượt qua từng người. Iza lên cản, nhưng cậu ý cũng bị thương. Ishi lên phụ một tay cướp lại bóng, nhưng một đám Hira lao lên và lấy lại bóng. Hiệp 2 sắp hết và chỉ còn một bàn nữa là quyết định. Jito lao lên và cậu ta đóng bóng cho Sano. Sano vô lê nhưng Tetsuba chặn được, Mori bắt được bóng. Tetsuba ra hiệu và Mori lại truyền cho cậu, cậu chạy nước rút về cầu môn của Hira, Sano chặn đường nhưng không được. Cậu định tung cú bẻ lái nhưng lại bị gục ngã ngay khi vào tư thế, nhưng trong khi đó cậu ta nhận ra mình không còn đồng đội. Chân cậu hất quả bóng sang chỗ Kisu, Taki và Kisu bật tường tiến lên, nhờ chơi bóng cùng nhau từ hồi tiểu học nên họ đã ghi được bàn. Nanka lật ngược tình thế nhưng họ vẫn phải chiến đấu trong một phút nữa. Một phút trôi qua và tỷ số vẫn như vậy, Nanka giành được tấm vé đi tiếp. Cũng may, nhờ cú sút bẻ lái của Tetsuba nên họ mới tiến xa được như vậy. Jito cảm nhận được cảm giác thua, tuy đau nhưng nó lạ lắm. Từ đầu cậu ta tính chơi nguyên năm nay, nhưng rồi thì cậu ta sẽ chơi bóng cho tới khi nào hạ được Tetsuba. Giờ chỉ còn 4 đội vào bán kết, Nanka, Fura, Mewa và Toho. Bọn trẻ trong xóm thi nhau nói về cú sút bẻ lái của Tetsuba. Hai trận bán kết thì Nanka sẽ gặp Fura và Toho sẽ gặp Mewa. Tuy là cú sút bẻ lái lợi hại nhưng sẽ có thi đấu với một đội team play như Fura và bên Toho cũng sẽ đối đầu với 8 cầu thủ trước đây của Mewa, toàn là những học viên của Kira. Mewa đã biết hết thói quen của Hiu và các cầu thủ khác. Nếu Toho không có Hiu thi đấu thì sẽ khó cho Toho hay Me win-win. Trận đầu của bán kết bắt đầu và Toho sẽ đấu với Mewa và trận này có vẻ như Hiu vẫn sẽ ngồi dự bị. Bên Mewa chỉ cần chú ý tới Ken và Take là được. Trận đấu bắt đầu với pha sao bóng của Mewa. Họ chuyền bóng với tốc độ rất nhanh nhưng Take cướp được lại bóng và chặn đứng đường tấn công của Mewa. Take chuyền nhưng bị bắt lại. Sau đó, Mewa bắt đầu phản công lên. Họ tung cú sút cực mạnh nhưng lại bị Ken bắt được. Ken tới giờ vẫn chưa thể thủng lưới bàn nào. Mewa tin rằng cứ sút vào rồi sẽ có ngày Ken sẽ không bắt được. Bóng được Toho chuyền lại nhưng lại bị cắt mất. Đã 20 phút trôi qua và vẫn chưa có bàn thắng nào. Một bên có thủ môn tốt, còn một bên thì nắm rõ đường đi nước bước của đối phương. Ken đang gánh còng lưng để không bị thủng lưới. Take lại chuyền bóng cho. Nhưng mỗi khi cậu ta chuyền lại bị cướp mất bóng, tiếng còi vang lên và Toho vẫn chưa có bàn thắng nào. Ngược lại, họ còn đang bị ép sân. Bên Toho bắt đầu nghĩ cách khỏi bị bắt bài. Huấn luyện viên bước vào và bảo hiệp 2 ông sẽ thay đổi chiến thuật và vị trí. Hiu tính được nếu có mình thì hẳn cậu ta sẽ ghi ít nhất được 3 điểm. Nếu hiệp 2 mà vẫn bị dẫn trước thì Hiu sẽ tự vào sân. Hiệp 2 bắt đầu và Toho giao bóng. Take bắt đầu suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của Tetsuba, nhưng đang nghĩ thì cậu bị mất bóng do không tập trung. Take đoạt bóng nhưng bóng lại bay ra ngoài. Mewa sẽ đá phạt góc và Toho bắt đầu bố trí lại đội hình. Bóng được sút bay ra ngoài khá xa ngoài tầm của Ken. Mewa dùng toàn lực tấn công, còn Toho toàn lực phòng thủ. Mewa sử dụng đội hình đặc biệt mà thầy Kira dạy.
Ken vươn người hết sức nhưng bóng vẫn chạm cột dọc và nảy lưới. Sơ Mê Qua dẫn trước được một bàn và phá vỡ được thế cân bằng. Hyo tức giận đứng dậy, cởi đồ và chạy thẳng vào sân. Huấn luyện viên bảo cậu ta dừng lại. Hyo tức điên lên và hô hào đội mình. Đội Toho cũng như được sốc lại tinh thần. Trận đấu vừa tiếp tục khi quân Toho tràn vào bên sân của Mewa. Take học theo Tetsuba, một khi mất bóng thì phải lấy lại. Take luồn người qua hàng tiền vệ và chuyền bóng theo cách của Tetsuba. Nhờ vào chân của tiền đạo chính nên Toho đã gỡ lại được một bàn. Giờ tới lượt Ken tự hứa mình sẽ không để thủng lưới thêm bàn nào nữa. Toho đã có đà và tiếp tục tấn công. Họ đang kiên trì bù đắp cho Hyu nên kỹ thuật của họ cũng tăng theo khá nhanh. Và họ sẽ thực sự rất mạnh nếu như có mảnh ghép Hyu. Tuy là Toho có thể hòa và đá pen nhưng phong cách của họ chỉ có thắng chứ không có hòa. Bên Mewa sẽ chuẩn bị một cuộc phản công bất ngờ. Và chỉ như vậy mới đục được lưới của Ken. Bóng được cẩu lên và Mewa chặn được. Một đường chuyền dài đã tạo nên một cuộc phản công mạnh. Sawa dẫn lên nhưng bị Ken xoạc bóng. Ken tuy là thủ môn nhưng có thể lách được qua từng người. Cậu chuyền cho Take và Take lại chuyền cho tiền đạo. Tiền đạo chính lừa vào tư thế sút nhưng lại chuyền cho Ken. Ken đóng một quả và đục thành công lưới của Mewa. Trước đây Ken từng là tiền đạo. Tiếng còi vang lên và Toho là người vào trận chung kết. Dù Hyu là dự bị nhưng cậu vẫn cứ tiếp lửa cho Toho nếu không họ không thể lật ngược thế cờ. Mika quyết định sẽ cho Hyu và tiền đạo chính của Nhật tới châu Âu, giờ sẽ là tới trận của Nanka và Fura. Hôm nay có vẻ như Fura sẽ chơi khô máu, Fuji có chuẩn bị băng đô cho mọi người. Lần này trông họ rất quyết tâm, Winaka. Bên Nanka thì Tetsuba cũng đã chuẩn bị xong, trận đấu giữa hai đội chuẩn bị bắt đầu. Họ sẽ xem đội nào sẽ đấu với Toho ngày mai. Bên Fura, các cầu thủ đều đeo băng đô, còn bên Nanka chỉ với một trang phục đội khách bình thường. Sau khi tung đồng xu thì bên Nanka sẽ ra bóng trước. Tiếng còi khai cuộc vang lên khi bóng được chuyền về cho Tetsuba. Nếu Tetsuba mà còn chuyền về thì sẽ bao vây khung thành. Matsu lao thẳng tới chỗ của Tetsuba nhưng cậu né được. Matsu biết trước nên chèn bóng rất nhanh. Tetsuba chưa chịu thua nên đã đuổi theo Matsu. Nhờ báo động nên Matsu chuyền bóng kịp thời. Ishii cướp được bóng và chuyền lại cho Tetsuba. Bóng tới chân của Kisu nhưng cậu bị hậu vệ ngăn lại. Bóng được bật ngay trước mắt của Tetsuba và cậu vào tư thế cú sút bẻ lái. Matsu tạt được bóng ra. Hai người họ lại tiếp tục tranh chấp nảy lửa trên sân. Hai đội liên tiếp đối đầu trực tiếp. Bóng tới chân của Kisu nhưng Fura đã cản được cú sút. Tetsuba tranh bóng thì lại chuyền lên trên. Isa nhảy lên đánh đầu nhưng thủ môn đã kịp đấm bóng ra ngoài. Matsu phát lệnh ra đòn tấn công tuyết tan. Cả đội Fura chạy lên như giặc hướng về khung thành của Nanka. Họ đều tin vào khả năng giữ bóng của Matsu. Matsu bắt đầu chuyền lên cho đội của mình. Fura cứ bị chèn người này thì người kia lại ra thay. Bóng được chuyền lên trước khung thành nhưng Mori kịp đấm bóng ra ngoài. Cả Tetsuba và Matsu đang hướng về chỗ bóng. Matsu bứt phá và lấy được bóng. Trước đó Matsu đã tính đến chuyện hai đội khó ăn nhất chính là Nanka và Toho. Fura vẫn còn kém hơn nhiều so với hai đội họ. Cậu phải ghi bàn ở vị trí tiền vệ với một cú sút xa trong khi vẫn đang kiểm soát trận đấu. Vì không có tài nên Matsu luyện tập rất nhiều để bù lại. Cậu đóng thật căng và đặt được một cú sút xa. Bóng lướt đi sát mặt đất và vào thẳng vào gôn của Nanka. Fura đã vượt lên trước. Tetsuba trấn tĩnh lại mọi người. Trận đấu tiếp tục với Nanka có một ý chí kiên cường. Tetsuba dắt bóng lên và Matsu sẽ đối đầu với cậu. Cậu chuyền bóng cho Taki. Họ bị ngăn cản nhưng Ishii hỗ trợ tấn công. Cậu cầu vào trong cho Iza đang chờ đánh đầu trước khung thành. Tetsuba cũng chạy vào đánh đầu nhưng Matsu lấy chân chặn kịp bóng vào lưới. Ishi vẫn còn ở đó nhưng góc hơi hẹp và bóng dính cột dọc. Bóng được phát lên cho Matsu. Tetsuba theo kèm Matsu và cậu ý hứa rằng sẽ chuộc lại sai lầm vừa rồi. Matsu giữ bóng rất chắc và cô vượt Tetsuba cho bằng được. Đột nhiên Tetsuba trượt chân mất thăng bằng. Matsu chớp lấy thời cơ nhưng Tetsuba đâu có dễ ăn như vậy. Tetsuba dẫn bóng tới khung thành Fura. Cậu sút cú bẻ lái và Matsu ngăn chặn lại. Bóng được bật lên và giờ Matsu không thể bật lên được nữa. Tetsuba lại ứng biến chuyển sang cú vô lê và ghi bàn. Tetsuba rơi tự do xuống nhưng Matsu lao ra đỡ kịp cậu. Matsu kịp thời đỡ cho cái vai bị thương của Tetsuba. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa. Tetsuba vẫn phải chú ý đến chấn thương vì nó không thể lành trong vài ngày. Matsu tin nếu có cơ hội thì cậu ta sẽ ghi bàn tiếp được. Tetsuba vừa ngồi vừa run chân với vai. Hiệp 2 được kết thúc. Taki biết Tetsuba đang bị thương nên chuyền cho Iza. Cả đội Nanka đang cố gắng phối hợp để giảm gánh nặng cho Tetsuba. Bóng được chuyển tới Tetsuba và cậu nhanh chân hơn Matsu thêm lần nữa. Giờ chỉ có dựa vào Iza. Cậu bay lên đánh đầu và đưa tỷ số lên một điểm, nhưng quay ra thì Tetsuba nằm trên sân với cái chân và vai. Nãy chuyền bóng cho Iza, Tetsuba đã va chạm với Matsu. Matsu hỏi thăm, nhưng Tetsuba vẫn vui vẻ vì đội mình đã vượt lên trước. Matsu đã theo sát nhưng vì do dự nên phải trả giá. Cậu ý quyết không quan tâm đến vết thương của Tetsuba, giờ Matsu sẽ không nương tay nữa. Tetsuba đã cố kìm nén, nhưng vết thương lại càng đau hơn. Trận đấu tiếp tục và Tetsuba lại cố gắng như chưa hề bị thương. Fura ảo ạt tấn công nhưng khả năng ghi bàn của họ quá thấp. Nanka phá được bóng và hai đội trưởng lại cùng nhau lao ra. Tetsuba đã chặn được Matsu sút, chân của Tetsuba lại đau nhưng Matsu lần này không quan tâm lắm. Matsu biết hết ước mơ của mọi người trong đội, trận này là trận cuối cùng nên họ sẽ chơi hết mình. Nanka đang bị Fura chèn ép nhưng hàng phòng thủ của Nanka vẫn rất cứng.
Fura thì vẫn đang dốc hết mình tìm kiếm bàn thắng. Có thể chỉ Matsu là nổi bật, nhưng ai cũng đang chờ hết mình. Fura chuyền bóng trước gôn và Mori đấm bóng ra. Nanka đã có cơ hội khi bị ép sân. Nếu lần này Nanka mà ghi bàn thì giải này xin vĩnh biệt Fura. Iza bất ngờ tung cú sút từ xa nhưng bóng bay hơi chậm. Thủ môn đấm được bóng nhưng lại tới chân của Taki. Thủ môn chưa kịp đứng lên thì hai hậu vệ lấy mặt đỡ cú sút của Taki. Kisu lại sút nhưng Matsu kịp thời cản được. Bóng tới chân của Tetsuba và cậu tung một cú bẻ lái. Matsu dùng toàn thân cản bóng nhưng sức lực quá mạnh đẩy cậu lại. Nhưng anh em Ấn Độ chụm lại đỡ Matsu. Như một bộ phim Ấn thì Fura đã thủ thành an toàn. Thời gian vẫn còn nên Matsu vẫn có thể ghi bàn. Fura lại triển khai đợt tấn công và có lẽ đây là đợt cuối cùng. Tetsuba vẫn ngăn cản Matsu và sân vận động bắt đầu rộ lên. Nanka đang chạy ra hỗ trợ Tetsuba. Nếu Fura còn mất bóng thì chỉ có mỗi thủ môn ở nhà. Nhờ va chạm nên Tetsuba gục ngã, còn Kisu và Taki đã bị vượt. Matsu vào thế, sút cú lạnh sun vòi, nhưng cậu không sút mà chuyển lại cho đội quân của mình. Nhờ vào số đông nên Fura đã ghi được bàn. Nếu nãy Tetsuba mà không tung cú sút bẻ lái thì có thể bây giờ vẫn giữ được một bàn. Tetsuba chả hiểu ăn đậu thần ở đâu mà lại đứng lên được. Cậu bảo lát nữa hãy chuyền bóng cho mình. Ishi không tiếc nuối vì đây là trận cuối cùng mà cậu ta được chơi với Tetsuba. Tetsuba băng tay lại và viết lên chữ Việt Nam vô địch. Bóng tới chân cậu và Tetsuba lại vào thế cú sút bẻ lái. Matsu cản không kịp và bóng bay vào cột dọc. Bóng chạm đất và ra cát Tetsuba đã tính được lực xoáy nên bóng cứ như vậy vào lưới. Giờ Nanka đã đi vào chung kết nhờ vào cú sút vào cột dọc đó. Tetsuba gục nhưng Matsu kịp đỡ cậu. Tuy thua nhưng Matsu vẫn rất cư xử tử tế. Họ mang trong mình một tinh thần bất khuất và tập thể. Ishi thấy băng đô của Matsu thì alo cậu ý. Mika rất muốn được thấy cú sút bẻ lái đối đầu với Waka trong chuyến đi châu Âu lần này. Bác sĩ thấy không ổn nên gọi xe đưa Tetsuba đến viện. Matsu để ý băng đô mà Fuji tặng có một dòng chữ nhỏ. Cậu ý vội chạy ra ngoài và không thấy Fuji đâu. Cậu chạy ra ngoài và thấy Rap đang chở Fuji. Matsu chạy theo nhưng vấp ngã. Thực ra cặp này có tình cảm nhưng không dám nói ra. Matsu gặp được Fuji ở sân bay. Thực ra nãy, Kata đã cho Fuji đi nhờ với siêu xe của anh ý. Thấy chân của cậu bị chảy máu, Fuji băng lại cho cậu. Tuy xa cách nhưng họ vẫn sẽ giữ liên lạc. Đến chiều, Matsu gọi cho huấn luyện viên và thông báo mình vẫn ổn. Cuối cùng Tetsuba vẫn sẽ đấu với Hiu. Hiu thời tiểu học đã gây vất vả cho Tetsuba và Waka rất nhiều. Sau khi Tetsuba tới Brazil thì người mạnh nhất Nhật hẳn là Hiu. Huấn luyện viên của Toho nhận được thư của huấn luyện viên Kira. Chỉ có một trận nữa là Nanka hoàn thành ước mơ V3. Vì muốn Tetsuba có phong độ tốt nhất nên cậu ý nằm viện luôn. Kita đọc thư của Kira, ông ý muốn Kita cho Hiu đá chung kết. Cùng lúc đó, đám học viên cũng tới chỗ của Kita và xin cho Hiu vào sân ngày mai. Đột nhiên Hiu xuất hiện và ném lên bàn thư thách đấu, hẹn thấy ngoài cổng trường không nói nhiều. Đến sân bóng thì Hiu quỳ xuống, cậu xin huấn luyện viên của mình cho mình mai vào sân. Nhưng vì giữ sự tôn nghiêm gì đó mà Kita vẫn không cho Hiu vào sân. Hiu giờ chả cần gì và sẽ làm mọi thứ để được vào sân, kể cả đánh huấn luyện viên. Cậu định lao lên đấm nhưng được các học viên khác nghe lén ngăn cản. Các học viên khác quỳ xuống xin thầy Kita mai cho Hiu vào sân. Kita bảo họ mang bóng tới đây. Nếu Hiu vượt qua được tiền đạo chính Take và Ken thì mai cậu sẽ được thi đấu. Nhưng nếu ba người họ mà không chơi hết sức thì Hiu cũng khỏi thi đấu. Hiu nhớ lại những gì mà thầy Kira dạy. Cậu cảm thấy như đối mặt với Tetsuba và đóng một quả cực căng. Mọi người chả nhìn thấy đường bóng đâu mà chỉ nhìn thấy nó đã trong gôn từ khi nào. Huấn luyện viên tiến lên và đọc đội hình xuất phát ngày mai và trong đó có Hiu. Hôm sau thầy Kita nộp đơn từ chức. Và lý do là đã cho Hiu vào sân, ông ý đánh mất sự tự tôn của mình. Kita tin để Hiu thi đấu theo viện Toho nhất định sẽ vô địch. Bác sĩ sợ Tetsuba sẽ tự làm đau bản thân và điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tetsuba sau này. Tetsuba thì lại muốn ra sân nên mẹ cậu cũng đồng ý. Cho dù có bị thương hay ảnh hưởng sau này thì cậu vẫn không hối tiếc. Sana đem đồng phục cho Tetsuba. Tetsuba ra và nhờ bác sĩ băng chân lại cho mình. Đội của cậu cũng hô hào và đợi cậu bên dưới. Hôm nay sẽ là trận cuối của họ. Toho đã tới và sau đó Nanka cũng tới theo. Matsu tới sân thì hết chỗ ngồi. May là Jayo và Misu vẫy cậu ngồi chung. Ở phòng Toho thì thầy Kira tới, hỏi thầy Kita đã đọc lá thư của mình chưa. Ông ý quỳ xuống và xin thầy Kita cho Hiu ra sân. Thầy Kita bảo ông đứng lên vì Hiu sẽ thi đấu ngày hôm nay. Tối qua Hiu cũng đã làm như thầy ý bây giờ. Hai đội bắt đầu vào sân để khởi động. MC bắt đầu giới thiệu thành viên của từng đội. Đầu tiên là Nanka và Tetsuba là sự chú ý của tâm điểm. Tiếp theo là tới Toho và lần này như mọi người mong đợi là có Hiu tham gia. Tất cả khán giả chỉ chờ đợi Hiu thi đấu. Sau màn khởi động, hai đội sẽ quay lại phòng thay đồ. Hiu cởi áo và mọi người thấy được sự đô lên rõ ràng của cậu ta. Nhưng đang tìm đồ thì Hiu thấy đơn xin nghỉ. Hiu quyết định để sau trận đấu thì hỏi huấn luyện viên của mình. Trong phòng thay đồ của Nanka, Tetsuba cũng bắt đầu đọc văn để nâng tinh thần. Tetsuba hứa sẽ giữ được thành tích bất bại trong trận đấu này. Sau đó, cậu sẽ tới Brazil cùng anh Robert. Bác sĩ đứng chờ Tetsuba và sẽ chăm sóc cậu ta sau trận bóng. Giải chung kết chuẩn bị bắt đầu, cả hai đội bắt đầu ra sân. Đây là trận cuối cùng kết thúc 3 năm và nó gây được rất nhiều sức hút. Bố Ken đã bảo với con mình, nếu thua thì cậu sẽ không được ra sân.
Làm như vậy để Ken nhớ là mình không được thua. Sau 4 năm liên tiếp làm Á quân thì giờ Hyu sẽ chấm dứt chuỗi của Tetsuba. Thời gian bắt đầu đếm ngược và trận chung kết được diễn ra. Kisu dẫn bộ 3 dâng lên và Take đã chuyền bóng tới chân của Hyu, dẫm chân tung cỏ tung cả bóng. Cậu quyết định sút từ vòng tròn ở giữa sân, bóng bay sát vào đất và hướng tới khung thành. May sao, bóng trúng cột dọc, còn Mori không kịp nhúc nhích, trái bóng va chạm thì vỡ thành miếng da. Đó là dấu hiệu của con mãnh hổ đã trở lại sân bóng. Mọi người đã được chứng kiến cú sút cọp tát. Thực ra để tránh hướng di chuyển của Tetsuba nên bóng mới đi lệch một chút. Lần này Toho có thể win miễn là Hyu có bóng. Bóng đã được thay mới. Ishii thấy mọi người lung lay do cú sút vừa rồi, cậu ý bắt đầu kiếm lại ý chí cho đội. Dù Nanka có kèm chặt Hyu thì Take vẫn có cách chuyển bóng cho cậu ta. Bóng tới chân của Tetsuba và cậu lách qua từng người của Toho. Cậu câu lên cho bộ ba sút, họ ép sân nhưng hàng phòng thủ của Toho cũng không phải dạng vừa. Bóng được chuyền vào chỗ của Iza và Ken ra hiệu cứ để cậu ta sút. Ishii nhanh chân lên bảo mình sút cho, nhưng rồi Ken vẫn bắt tốt. Mỗi khi chạm trán Hyu thì Tetsuba vẫn là lúc tỏa sáng nhất. Toho bắt đầu chuyền bóng lòng vòng giữa sân, nhưng rồi điểm cuối vẫn là Hyu. Bóng tới chân của Take và cậu ta phải chuyền sao cho tới chỗ của Hyu. Tetsuba lên chặn Take và đó chính là cách ngăn Hyu dùng cú cọp tát. Hai bên bắt đầu đối mặt nhau, nhưng Iza mới là người lấy được bóng. Bộ ba Sute cũng dâng lên. Thấy bị chặn nên Iza chuyền về cho Tetsuba, cậu tung cú bẻ lái và cái lần này nhất định phải đỡ được cú này. Bóng sượt qua tay của cậu và đâm vào cột dọc. Bóng cũng bị vỡ, giống hệt với cú sút cọp tát. Điều đó tức là sức mạnh của cả hai cú sút là tương đương nhau. Hiệp 1 đã qua được 5 phút thôi mà đã bao nhiêu bất ngờ xảy ra. Ken đứng lên và bảo mình đã có cách chặn cú bẻ lái. Hôm qua, Ken đã nhờ Hyu sút lại cú cọp tát. Cứ hết lần này lại tới lần khác, Ken bị thủng lưới. Nhờ việc đó nên Ken tin mình có thể chặn được cú bẻ lái. Bóng được thay thế để tiếp tục trận đấu. Hyu rời khỏi khung thành Nanka và quay lại giữa sân. Cậu ý bảo Ken truyền cho mình. Trước khi cậu bị kèm thì cậu đã kịp truyền đi. Take bây giờ giữ vai tiền đạo. Nhưng không sao, Tetsuba đã kịp quay lại kèm Take. Take bắt đầu phối hợp với tiền đạo thứ hai là Sori. Sori có cơ hội sút nhưng Mori vươn người đấm được bóng. Bóng được chuyền lên và Hyu với Iza đang đuổi theo bóng. Hyu lấy được bóng và chạy dọc đường biên. Vừa thấy khe hở thì Hyu vào tư thế sút. Cú sút cọp tát được tung ra và Toho ghi được một bàn. Toho đã vượt lên và đây là bàn đầu tiên của Hyu trong giải này. Một cú sút thẳng cực mạnh và đó là cú sút cọp tát của Hyu. Mori thậm chí còn không thấy được bóng đâu. Nanka sẽ phải làm rất nhiều thứ để ngăn chặn cú Hyu sút. Họ sẽ phải giữ tinh thần gỡ lại bàn thua. Trận đấu được tiếp tục và mọi người bắt đầu gieo hò. Ishii lừa bóng đi, cậu thu hút hết hậu vệ và chuyền bóng đi. Nhưng Hyu vẫn còn trên sân và cắt được bóng. Tetsuba cũng lao lên và hai người bắt đầu đối đầu trực diện. Nhưng đột nhiên, Tetsuba tránh đầu tay đôi, quyết định bảo vệ cái chân đau của cậu là đúng. Iza lấy được bóng và họ bắt đầu tấn công. Tetsuba bị chê hèn nhát nên bắt đầu qua mặt từng người đã chê mình. Tetsuba vào tư thế sút nhưng Take tới kịp. Cậu chuyển tư thế sút và nhảy lên tránh cú xoạc. Cậu đá cao lên trời, sau đó Ken bắt đầu chạy dọc đường biên ngang. Ken tính đúng thời điểm và bắt được bóng. Nhưng quả bóng quá xoáy khiến cho cả người lẫn bóng bay thẳng vào gôn. Nanka gỡ được hòa vào phút thứ 10 của trận đấu. Ken vẫn cố gắng không từ bỏ việc bắt bóng. Nhưng đột nhiên, tay của Ken bị nhói lên. Trận đấu được tiếp tục và Nanka rất nhanh đã cướp được bóng. Bóng tới chân của Tetsuba và cậu vào tư thế sút bẻ lái. Nhưng vì hậu vệ quá đông nên cậu đánh chiều. Take cầu bóng vào trong và Tetsuba đụng độ với Ken trên không. Kisu nhanh chân lấy được bóng nhưng Take đã dùng đầu phá bóng ra. Vì Take đã chuyền bóng hơi cao nên mới vậy. Tetsuba chơi với vai và chân bị thương, cổ tay và vai của Ken đột nhiên lại nhói lên. Hồi còn tiểu học thì Ken đã bị thương do tai nạn. Sau đó, mãi đến bán kết năm cuối cậu mới quay lại được, rồi chỉ mong chấn thương cũ của cậu không bị tái phát. Nanka đá phạt góc, nhưng Ken nhấn nỗi đau đấm bóng ra. Hyu nhận ra cậu không chụp bóng bằng hai tay. Bóng tới vị trí của Tetsuba và cậu lại tung ra cú lái bóng. Nhưng lần này bóng không xoáy xuống, chân và vai của Tetsuba giờ rất run và nó đã làm cú lái bóng bị hỏng. Hyu thử test động vào vai của Ken thì cậu ý né, biết không thể giấu được nên Ken nói sự thật là mình bị vết thương cũ tái phát. Ken vẫn muốn chơi tiếp và bảo vệ khung thành của Toho. Hyu bảo nếu muốn giảm tải cho Ken thì họ phải tiếp tục tấn công. Trận đấu được tiếp tục, hồi trước cả đội yên tâm tấn công vì đã có Ken ở nhà, nhưng rồi lại ngược lại khi Ken bị đau tay. Tetsuba tuy bị thương nhưng vẫn cắt được bóng rất tốt. Hyu đi lên, đối mặt với Tetsuba. Tetsuba lại dùng chiêu gãy gót hồi tiểu học. Hyu quay người vô lê cho tiền đạo đánh đầu. Mori với không tới bóng, nhưng may bóng chạm vào cột dọc. Taka phá bóng lên và Nanka đã qua được nguy hiểm. Tetsuba và Hyu đang hướng ra đón bóng. Hai người nhảy lên, nhưng do chân đau nên Tetsuba bị Hyu trên cơ. Cậu ý mất thăng bằng và ngã xuống. Hyu bắt đầu dẫn bóng lên và đón nhận cuộc phản công. Kisu xoạc bóng nhưng lại bị bật ngược lại. Cả dàn hậu vệ Nanka tiến lên như con sóng. Hyu tập tành nhiều nên cứ thế mà sút xuyên qua. Trái bóng dọa Mori khiến cậu ta không kịp phản ứng lại. Nhờ cú sút cọp tát, Hyu hẳn sẽ không thua một ai.
Mika cũng đoán Nanka sẽ dừng giấc mơ về bà ở đây, trừ khi có điều kỳ diệu của phim Ấn Độ thì may ra họ mới win được. Tetsuba cổ vũ lại đội mình. Cậu ý không chơi được như bình thường nhưng vẫn sẽ cố gắng để chiến đấu. Hugh biết Tetsuba có sức mạnh tiềm ẩn khi dồn vào chân tường nên nhắc đội mình cẩn thận, họ sẽ ghi thêm bàn nữa cho chắc chắn. Nanka bắt đầu tấn công và tìm bàn gỡ, nhưng Toho cũng phòng ngự rất chắc. Hugh xoạc bóng nhưng Tetsuba kịp chuyền đi và bật lên. Taki chuyển cho Isa và bóng lại tới chỗ của Tetsuba. Cậu chuẩn bị một cú volley nhưng Hiu kịp ngăn cản. Hai người họ lại tranh đấu trên không và Tetsuba vẫn chưa thể qua được Hiu. Ken phá bóng ra và nó tới chân của Take. Take lên khung thành và chuyền cho Sori. Thủ môn lên cản phá và Isi cũng phá được bóng ra. Họ lại tiếp tục sút. Lần này bóng lại vào chân của Hiu. Cậu ta không sút mà chuyền bật nảy cho Take. Hiu tung cú gọt tát và Tetsuba cản không kịp. Toho giờ đã dẫn được hai bàn. Họ đặt được một tay vào cúp vô địch. Hiu khẳng định họ sẽ nâng tách biệt lên tới 5 bàn với Tetsuba. Cậu ta rất mạnh nên Tetsuba đánh tung cú sút bẻ lái. Cả đội bắt đầu nhụt chí, Mori thì lại hy vọng qua cả ở đây. Tetsuba bảo nếu ai không còn muốn chiến đấu nữa thì hãy rời sân. Cậu động viên lại Mori, sau đó nhắc về giấc mơ V3. Nanka quay lại trận đấu với tinh thần cao, bộ ba quyết tâm không để mất bóng. Nhưng khi gặp Hiu thì khó mà giữ lại được. Hiu lại chuẩn bị tung cú cọp tát. Biết cú sút đó chỉ là một đường thẳng nên Tetsuba dùng cú sút bẻ lái để chặn nó. Cú bật bóng ngược lại rất mạnh như được nhân lên và nó đục thẳng lưới của Toho. Tấm tường đằng sau cũng vì thế mà nứt. Mọi người có thêm động lực nhờ vào pha gỡ bàn đó. Hugh lần này chuyển bóng cho Sori thay vì dùng toàn sức lao thẳng vào khung thành đối phương. Mika nhận tín hiệu triệu tập của liên đoàn. Đó là cuộc họp cho viễn chinh châu Âu. Bóng được bật lại cho Hugh thì Tetsuba lao ra cướp bóng. Tetsuba bắt đầu đột phá nhưng đang chạy do chân đau khiến cậu ta dừng lại. Isa nhanh chóng lấy bóng và tung cú sút. Ken tí nữa thì không bắt được khiến cậu phải đấm bóng. Sau cú sút bẻ lái và cọp tát ban nãy khiến Tetsuba bị chấn thương thêm nặng, dây băng ở chân Tetsuba bị nát hết. Có thể Nanka không biết nhưng tay trái của Ken đã bị thương. Toho sẽ phải canh gác với cú đá phạt góc này. Bóng tới chỗ của Isi nhưng Ken đấm được bóng. Taka đá lên nhưng bị cản phá. Bóng về lại chân của Hiu và Nanka đang rút về. Giờ Hiu lại thấy hạ một Nanka không có Tetsuba rất vô nghĩa nhưng cậu ý vẫn phải chiến đấu cho đội của mình. Bác sĩ hết mực ngăn cản, nhưng Tetsuba nói ra giấc mơ của mình. Giấc mơ của cậu là đoạt được V3 lần này cùng đồng đội Nanka. Nếu không thì thời gian ở Nhật của cậu coi như vô nghĩa, để bù lại cho việc không được đi Brazil mà anh Robert thất hứa. Bóng lại được chuyển tới chỗ của Hiu và cậu ta sút thêm cú cọp tát. Isi dùng bụng đón nhận cả cú sút vào người. Hiu lại dùng thêm cọp tát nữa và Taka lại dùng ngực của mình để chặn bóng. Hiu lại đá thêm quả nữa nhưng tiếng còi kết thúc hiệp 1 lại vang lên. Tỷ số vẫn đang là 3-2 và Toho đang dẫn trước một bàn. Trời đang nắng hơn và Nanka sẽ xuống sức nhanh hơn trong hiệp 2. Hiu do tập quen về cái nắng rồi nên chả sợ gì cả. Mọi người tới thăm Tetsuba. Trận 2, Tetsuba sẽ ra sân vì bác sĩ đã dùng thuốc giảm đau. Bác sĩ bảo nếu Tetsuba mà gục nữa thì chính thức cậu rời sân. Bên Toho thì họ cũng lo cho Ken. Ken hồi trước không muốn quản lý võ đường của bố mình, cha ông hiểu nhưng trong 2 năm đều thua nên cậu sẽ phải cân nhắc karate và bóng đá. Ken hứa với bố, lần này không vô địch sẽ bỏ bóng đá. Huấn luyện viên giờ đã công nhận Hiu và muốn mọi người sẽ tập trung chuyền bóng cho cậu. Kata tới gặp Misu và nói về thành lập một đội bóng thi đấu ở châu Âu. Anh muốn Misu tham gia với tư cách là tập huấn luyện viên. Vì Misu có khả năng chơi bóng rất tốt mà bị bệnh tim nên cậu sẽ tham gia với tư cách đó. Tetsuba bắt đầu ra sân. Hiệp 2 vừa bắt đầu thì Toho cũng đang cố chấn áp. Tetsuba quay người và đối mặt với Hiu. Cậu nhảy lên và tiếp tục chạy bóng. Tetsuba chuyền cho cặp đôi bạc ở bên trên là Kisu và Taki. Họ đánh đầu chuyền cho nhau và tí thì vào. Taki bắt đầu đá phạt góc và Tetsuba cũng dần tiến tới. Cậu chuyền vào trong và Tetsuba bật cột dọc tạo thành đường chuyền. Isa đánh đầu nhưng vẫn bị Ken chặn được với một tay. Taki lại đá phạt góc nhưng lần này Hiu đã lùi về. Toho giờ đã thành một khối thống nhất nên sẽ rất mạnh. Bóng vừa được đưa vào thì Hiu phá ra. Toho bắt đầu đuổi theo bóng. Tetsuba kèm Hiu. Tưởng là Tetsuba đã hồi phục nhưng đó là do có mũi giảm đau. Sori chuyển cho Hiu một cú bóng bổng. Tetsuba và Hiu nhảy cao ngang nhau và Isi phá bóng. Isa thấy Tetsuba bị kèm nên chuyển chỗ khác, không để ý đường chuyền bị Take cắt mất. Take chuyển cho Hiu và Tetsuba đang bám sát. Hai bên đánh đầu có vẻ ngang sức nhưng Tetsuba kém hơn một tí. Hiu dùng cú cọp tát nhưng Tetsuba dùng vai trái của mình để đỡ. Mori ôm chọn được bóng nhưng Tetsuba thì kêu lên đau đớn. Tetsuba vẫn chưa muốn rời sân vì bác sĩ sẽ không cho cậu thi đấu nữa. Trên tấm băng tay ghi giấc mơ đứng đầu V3 toàn quốc, Nanka lấy lại được khí thế. Isa lần này tỉnh hơn là thay vì chuyền cho cậu đưa bóng về sau, Taka lại chuyền cho Isa. Nanka giờ mang trong mình giấc mơ vô địch 3 năm liên tiếp. Họ gần như ghi được bàn nhưng Ken vẫn đấm bóng rất tốt. Isi chạy lên đánh đầu nhưng đụng phải Hiu. Isi nhanh chóng kịp thời chuyền về phía sau. Sau đó, Tetsuba vô lê và ghi bàn. Đây chính là sức mạnh tiềm ẩn của Nanka và Tetsuba. Tuy có nhiều lợi thế, nhưng Toho đã bắt kịp trong phút thứ 10 của hiệp 2. Giờ sẽ còn 20 phút cuối trận đấu. Tetsuba đang bị thương khá nặng, còn Hiu mới chỉ chơi trận đầu tiên của giải. Cậu ý có được tình trạng thể lực tốt nhất, nên dù có hòa thì Toho vẫn có lợi thế. Tetsuba bảo mọi người ngắm góc phải sút.
Cậu ý biết được Ken đang bị đau tay trái nhờ việc Ken chỉ đấm bóng. Tetsuba muốn đến Brazil và chinh phục đất nước đó của chú Robert. Hugh tự nhận hết lỗi về bản thân mình, cậu ta mất bình tĩnh lao thẳng lên và sút cú cọp tát. Iza không đủ sức để cản. Taka đứng ra và người bật văng là Hugh. Taka đã bị phạm lỗi, Hugh mất bình tĩnh định đánh Taka. Trọng tài đã rút thẻ và nếu là thẻ đỏ thì sẽ có người phải rời khỏi sân. May thay, trọng tài rút thẻ vàng và cảnh báo Hugh với Taka. Hugh xin lỗi Taka, hai người giảng hòa. Cả đội bảo chuyện gỡ hòa là do cả đội chứ không phải mình Hugh. Hugh bình tĩnh lại và công nhận rằng tính tình nóng nảy đúng là tật xấu của mình. Hugh đá phạt và đây là đường truyền cho Sauri. Tetsuba đánh đầu cho Mori và Mori bắt dính. Nanka lại phản công nhanh bù cho Tetsuba. Họ test Ken thử và đúng như lời Tetsuba nói, Ken bị thương ở tay trái. Hugh biết chuyện của Ken bị bại lộ nên cho người ở nhà phòng thủ. Hugh lại dẫn bóng lên đối đầu với Tetsuba. Cậu thổi bay Tetsuba, sau đó truyền cho Sauri để bật tường. Hugh vào để sút cú cọp tát. Hậu vệ của Nanka cũng bị thổi bay bởi cú đó, nhưng Mori bắt được bóng. Tetsuba ra hiệu cho Mori đóng lên. Cậu định sút cú lái bóng nhưng bị Take cướp mất. Take nhìn lại thấy ánh mắt của Tetsuba rất đáng sợ. Tetsuba xoạc không do dự và cướp lại bóng. Mọi người cũng dồn lên và Nanka lại có thêm một cuộc tấn công. Tetsuba định tung cú bẻ lái nhưng Hugh dùng cú cọp tát cắt bóng. Trận đấu chỉ có 13 phút để giải quyết thắng thua. Nanka ném biên nhưng bị cắt bóng. Toho lại tấn công. Sauri có cơ hội nhưng lại nhường cho Hugh. Cậu ta vào thế, sút cú căng nhất nhưng Tetsuba lao ra đỡ bằng mặt. Đột nhiên Hugh dừng lại không sút nữa. Hugh sẽ không tung cú sút nào để không chắc chắn ghi bàn. Cú đóng cực căng của Hugh đã bị Isi dùng đầu phá ra. Isi thực sự choáng sau cú đỡ bóng vừa rồi. Mọi người tới động viên và Isi lại đỡ Tetsuba dậy. Isi là người bạn đầu tiên khi Tetsuba chuyển tới Nanka và lý do Tetsuba từ chối lời mời của Toho cũng là vì Isi. Toho đá phạt góc vào bóng tới chân của Take. Đột nhiên Ken dâng cao lên, cậu ta đóng và Mori không đỡ kịp. Taka ra chắn hộ cú sút. Sau đó Tetsuba kịp phá bóng lên. Thực ra đó không phải là phá mà là một cú sút về thẳng vào gôn của Toho. Ken chạy về kịp và bóng gần như qua vạch. Nếu là Tetsuba cũ thì chắc chắn pha đó Toho đã bị thủng lưới. Tetsuba bất động giữa sân, cậu ý thấy đứng thôi cũng đã mệt rồi. Bác sĩ tới bảo huấn luyện viên và Nanka thay người, và người bị thay là Tetsuba. Trên bảng ghi số 10, và số 10 là số chủ lực của Brazil. Take lại chuyền bóng cho Hugh và chỉ còn 3 phút. Hugh tung cú cọp tát, khiến Tetsuba cảm thấy như mình bị bất lực. Cậu ta bắt đầu khịa Tetsuba, số sút thẳng vào người của Tetsuba. Tetsuba bằng một cách nào đó không bị ngã bởi cú sút. Hugh lao lên xoạc, còn Tetsuba thì nhảy lên. Sau cú sút vừa rồi, Tetsuba như bừng tỉnh. Tuy mắt hơi mờ, tay hơi run, nhưng Tetsuba vẫn qua người hoàn hảo. Cậu định sút, nhưng Hugh xuất hiện trước mặt cậu kịp thời. Lần này, Tetsuba không né tránh mà đấu trực diện với Hugh. Hai bên bật ra và bóng xoáy tại chỗ. Tetsuba lại lên và tung cú bẻ lái. Ken dùng đòn karate để chặn lực xoáy của trái bóng, nhưng cậu ta lại đâm vào cột dọc. Toho lại phá bóng vội, khiến bóng lại tới sân của Tetsuba. Tetsuba lại tung cú bẻ lái. Còn Hugh bật cột dọc, lấy luôn đà, sút cú cọp tát từ đầu gôn bên này. Tetsuba lại dồn lực, tung cú vô lê đáp trả. Ken ra đỡ và bị đẩy lùi. Biết không được nên Hugh bật ôm người Ken. Hiệp 2 kết thúc với một Tetsuba như xác ướp. Bác sĩ bảo Tetsuba sẽ không bóng bánh gì nữa. Tetsuba bảo sau cú cọp tát thẳng bụng thì Tetsuba nhận ra mình chưa tới giới hạn. Tetsuba được dìu vào trong và Sana đem cho cậu cái băng đội trưởng mới chịu. Hiệp phụ được bắt đầu và Nanka giao bóng trước. Nanka và Toho sẽ đá hiệp phụ. Nếu không một trong hai đội win thì cả hai sẽ cùng vô địch. Nanka sẽ giao bóng trước. Tetsuba nghĩ mình đã quá phụ thuộc vào chú Robert và mọi người khác, nhưng sau khi tới Brazil thì cậu ta sẽ không phụ thuộc vào ai cả. Cậu hứa sẽ ghi bàn cuối trên sân Nhật Bản và sẽ tới một đất nước mới. Hiệp phụ bắt đầu thì Tetsuba lấn sân Toho. Toho tưởng Tetsuba yếu đi, nhưng mình cậu vẫn vượt qua được hai người bình thường. Tiếp theo, cậu lại né bằng cách nhảy lên. Mọi người biết cậu bị thương, nhưng không ai nghĩ Tetsuba có thể nhảy cao như vậy. Cơ thể của Tetsuba lại gần như tới giới hạn, cậu né những chiêu xoạc của hậu vệ. Tetsuba hồi trước cũng y như vậy, cậu chỉ coi bóng là bạn. Sau đó một mình vượt qua hàng phòng thủ đội Sute. Giờ Tetsuba đã đứng trước khung thành. Hugh nhận ra tình hình bên này, một mạch chạy về. Cậu xoạc bóng bằng cú hộ tát thành công, nhưng Isi đã đỡ được bóng. Mọi người trong đội trách Tetsuba không coi họ là bạn. Isi lại truyền cho Tetsuba. Với tình cảm của mọi người dành cho mình, cậu chạy lên tung cú bẻ lái. Nhưng khác là cách đá chân lại không giống như cú bẻ lái. Bóng bay sang một bên chạm đất. Sau đó nhờ lực xoáy, đục thủng lưới Toho bên trái. Zonanka đã dẫn trước được một bàn. Đây là một cú sút nâng cấp từ cú bẻ lái, nhưng đang gieo hò thì Tetsuba lại ngất đi. Lúc tỉnh lại thì cậu đang ở trong phòng y tế. Tetsuba sực nhớ ra trận đấu và vùng lên. May thay, hiệp phụ vẫn còn đó. Trên sân, Nanka chỉ phòng thủ và Tetsuba vẫn chưa quay lại. Tetsuba ra xin huấn luyện viên cho mình vào sân. Mọi người trong Nanka vẫn đang cố bảo vệ bàn thắng của Tetsuba. Bác sĩ khuyên Tetsuba không nên vào và nhắc tới ước mơ của cậu là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tetsuba vẫn cố chấp và xin tự nhận mọi hậu quả. Nếu cậu không vô địch V3 thì dù làm cầu thủ giỏi nhất thế giới đối với cậu cũng không có sự bắt đầu. Sana cũng xin cho Tetsuba vào sân. Tetsuba hô hoán gọi mọi người và bóng tới chân của Hugh. Hugh chuyền bóng cho Tetsuba ở ngoài biên thay vì sút.
Bóng ra biên thì Tetsuba mới được vào sân, Tetsuba ném biên và cậu ném cho Hiu. Lần này Hiu có thêm động lực vượt qua Tetsuba kèm theo quân đoàn của mình. Hai đội thi đấu quyết liệt và bóng lại được phá tại chỗ của Tetsuba. Bên Toho bắt đầu triển khai đội hình trượt người, nhưng Tetsuba khéo léo chuyển đi. Vì để mọi người tự do nên Tetsuba thu hút đối thủ, bộ ba Sute phối hợp tam giác, Taki và Ishii cũng dồn sức tấn công. Kisu bị phá bóng nhưng có Ishii đằng sau đỡ bóng. Hiu trượt tới nhưng cậu kịp chuyển đi. Isa có bóng và đá vào điểm yếu của Ken. Tuy góc bắt khó nhưng Ken vẫn bắt được. Hiệp phụ thứ nhất kết thúc và Tetsuba lại tí thì gục. Tetsuba bảo mình muốn tham gia hiệp phụ thứ hai nhưng cậu ấy không thể di chuyển nổi nữa. Khi vắng mặt Tetsuba, Hiu không thèm sút vì cậu có một mục tiêu là đánh bại Tetsuba. 10 phút cuối của hiệp 2 bắt đầu, Toho sẽ là người giao bóng nhưng Tetsuba ở lại thủ gôn. Hiu vào tư thế sút, có hai tiền vệ lao tới nhưng Hiu vẫn né được và sút được. Bóng lách qua từng người và Tetsuba đã chặn nó lại. Người Tetsuba đập vào cột sọc sau đó ngồi xuống. Hiu sút thêm nhưng hàng hậu vệ Nanka đã dùng thân ngăn được. Toho và Nanka lại tranh chấp. Thủ môn Ken cũng lên và cướp được bóng. Cậu truyền cho Hiu nói về ước mơ vô địch. Hiu chạy lên. Mori giục Tetsuba dậy, bảo bóng là bạn. Chính điều đó cậu đã nói cho Mori. Hiu có bóng nhưng lại truyền cho Sori. Sori đóng nhưng Mori đấm được bóng. Take chạy tới sút nhưng Tetsuba chặn bóng bằng mặt. Hiu vẫn không hiểu tại sao họ không thể thắng. Dù toàn thân có bầm dập nhưng Tetsuba vẫn cố gắng dùng thân cản bóng của mình. Tetsuba đã dùng mặt đỡ bóng thành công. Cậu ý không có Wako cũng như Taro bên cạnh. Nhưng những người thách đấu với Tetsuba đều thất bại. Hiu dù luyện tập rất gian khổ và có những đồng đội mạnh mẽ hơn đội Tetsuba, nhưng chưa chắc cậu đã vượt qua được Tetsuba. Nanka đoạt lại được bóng và thời gian hiệp phụ sắp kết thúc. Toho giờ không thể cướp được bóng. Matsuo hào bảo Hiu xông lên. Hiu như tỉnh giấc và quyết tâm theo bằng được bóng. Những người khác thấy Hiu bị thả diều nên cũng chạy lên giúp. Sori cuối cùng cũng gắt được bóng. Họ truyền cho Hiu và Toho mở một cuộc tấn công. Đây là cuộc tấn công cuối cùng và quyết định kết quả của trận đấu. Nanka phòng thủ rất dày nhưng Hiu nhờ kỹ năng của mình và đồng đội nên đã tới được khung thành. Ishii bắt đầu cho lập tường chắn trước cú sút có tát. Lần này hắn sẽ không lừa gì cả mà đặt cược hết vào cú sút lần này. Take ngăn Hiu vì cú sút sẽ không vào. Hiu hất bóng lên trên và mượn chân của Take, cậu bật lên vượt rào chắn, sau đó là một cú vô lê đúng phong cách của Tetsuba. Bóng đi vào thẳng giữa người của thủ môn Mori, cả bóng lẫn người bị kéo vào khung thành và Tetsuba nhảy ra kéo Mori lại. Nhưng lực bóng quá mạnh kéo hai người vào trong gôn, Toho đã gỡ được hóa trước khi trận đấu kết thúc. Hiu hiểu được tại sao Tetsuba lại chơi bóng đến cùng, nó chỉ đơn giản là chơi bóng rất vui. Chỉ còn một phút và tỷ số vẫn đang ở thế cân bằng. Nanka triển khai tấn công nhưng Sori lại cướp được bóng. Bóng lại được truyền cho Hiu và Hiu hứa sẽ ghi bàn quyết định. Nanka vẫn đang rất cố gắng mặc dù không có Tetsuba. Thời gian sắp cạn và thời gian bù giờ cũng sắp hết. Hiu qua mặt ba người nhưng lại bị thêm một nhóm khác vây kín. Tetsuba biết các bạn đang rất cố gắng nên cậu cũng phải cố. Vừa thấy khe hở, Hiu phá vòng vây, cậu ta tung ra cú cọp tát cuối cùng. Tetsuba nhảy ra trước đường bóng, bóng bật sáng ngang dội lại. Vừa nãy, bóng sượt qua người của Tetsuba. Tetsuba lảo đảo hướng về chỗ bóng, cậu ý tung cú bẻ lái quyết định. Cùng lúc đó, chân của Hiu cũng chạm được vào bóng. 10 phút đã hết và bóng bay thẳng lên trời. Hiu đánh giá tốt Tetsuba và Tetsuba cũng vậy. Kết thúc tỷ số hòa, coi như cả hai đội đều thắng cuộc. Với tỷ số này thì Nanka vẫn ăn liền V3 đầu tiên trong lịch sử, Toho cũng được V1 đầu tiên. Kết thúc thì Tetsuba ngã xuống, Hiu đỡ lấy cậu. Nhờ cú sút cọp tát thẳng vào người của Tetsuba nên Tetsuba mới thức tỉnh, không thì Toho đã một mình vô địch trận này rồi. Qua trận hôm nay, Hiu cũng biết được niềm vui bóng đá. Tetsuba và Hiu cởi áo ra, đổi áo cho nhau để thể hiện lòng tôn nghiêm. Hai bên cùng mỉm cười và không còn gì để nuối tiếc sau trận này. Cờ vô địch được trao cho Hiu và Tetsuba cùng cầm. Theo luật thì Toho sẽ nắm giữ cờ trước, sau 6 tháng cờ sẽ mang vào chỗ của Nanka. Hiu giơ cao cờ vô địch, đây chính là thành quả mà cả đội đạt được. Hiu cuối cùng cũng đã vô địch lần đầu tiên tại Nhật Bản. Tiếp theo, họ sẽ công bố 24 cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tetsuba và Hiu đứng đầu danh sách. Trên đó có Ishii, Soda, Iza, Matsu, Take, Jito và anh bạn của cậu, anh em nhà Taichi và một số cầu thủ khác. Những người đó sẽ được tập trung và sẽ được chọn lọc để làm đại diện cho đội tuổi trẻ Nhật Bản đi thi đấu ở châu Âu. Misuzu cũng đồng ý làm tập huấn luyện viên. Về phòng thay đồ, huấn luyện viên chúc mừng đội đã vô địch. Hiu đưa đơn xin rời đội vì đã bỏ mặc đội để tới chỗ khác luyện tập. Huấn luyện viên sẽ bỏ tờ đơn và bảo cậu sẽ không đi đâu cả vì ông sẽ rời đi. Chủ tịch đã đồng ý đơn từ chức của ông. Ông ý sẽ tiếp tục làm việc và lần tới có thể sẽ là đối thủ của Toho. Nếu Hiu muốn nhận trách nhiệm thì cứ dẫn dắt đội khi lên cấp 3. Trước khi Kita rời đi, cả đội vẫn xếp hàng cúi đầu chào thầy. Mọi người trong đội Nanka cũng cảm ơn Tetsuba vì đã biến giấc mơ thành hiện thực. Họ sẽ tốt nghiệp với 3 lần vô địch. Kata cũng đã chuẩn bị xong thế hệ vàng. Vài ngày sau, đội tham gia châu Âu bắt đầu luyện tập, còn Tetsuba vẫn đang điều trị nên không tham gia được. Misu đoán họ vẫn thiếu một mảnh ghép nữa. Mọi người đã có đồng phục và còn một cái áo số 10 họ để cho một người. Ở Pháp thì Kata đến đón Taro cầm theo một chiếc áo số 11. Ở Đức thì Waka vẫn lặn lội về cú sút tia lửa. Còn bên Tetsuba thì cậu sẽ có một giấc mơ mới. Tetsuba muốn chinh phục vương quốc bóng đá Brazil.
Cậu ý hứa sẽ đưa Nhật đứng đầu thế giới ở trong phần kế.